Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố, Diệp Thần Phong. Chương 221, Nghịch Thiên. Bữa này cơm sáng tại Võ Gia là ăn cái đó nhạc hòa thuận vui vẻ, nhất là phụ thân của Võ Hiểu Phỉ Võ Chí Phương cùng tiểu thúc Võ Khôn Minh đúng Diệp Thần Phong cái kia gọi là nhiệt tình a. Nguyên bản ngày hôm nay đầu năm mùng 1, Võ Gia người của hệ thứ cũng muốn tới nơi này chúc Tết, bất quá bị Võ Lão Gia tử toàn bộ từ chối rơi. Nguyên nhân rất đơn giản, Võ Gia chi thứ những người đó không đồng ý Võ Hiểu Phỉ cùng Diệp Thần Phong hôn sự, cho rằng bà Võ Hiểu Phỉ gả cho một cái Diệp gia kẻ ngu si, đúng Võ Gia tương lai phát triển cũng không có điểm nào hay. Nếu như hôm nay Võ Gia người của hệ thứ tới nơi này chúc Tết gặp Diệp Thần Phong, tuy rằng bọn họ bị Võ Lão Gia tử chế trụ, thế nhưng ngoài miệng luôn luôn hội châm chọc khiêu khích vài câu, đến lúc đó vạn nhất song phương khởi mâu thuẫn, Diệp Thần Phong cùng Võ Hiểu Phỉ cái này cái cọc hôn sự bị nhớ, Võ Lão Gia tử nhưng là sẽ hối hận tử. Thần Phong, ngày hôm nay ngươi ở nơi này trong ăn cơm tối trở về nữa đi. Ngươi và Hiểu Phỉ nhiều tâm sự thiên, cũng có thể đi biệt thự sau hoa viên đi một chút, nơi đó cảnh sắc cũng không tệ lắm. Thời gian qua bất cẩu môn tiếu Võ Chí Phương cười ha hả nói. Võ Gia biệt thự đằng sau là một mảnh có chừng hơn một bãi bóng khổ đất trống, trên đất trống trồng đầy các loại hoa hoa thảo thảo, ở trên không địa ngay chính giữa có một tòa chòi nghỉ mát. Trong lương đình để nhất trương bàn đá cùng bốn trương ghế đá, tại chòi nghỉ mát ngay phía trước có một ao nhỏ đường, hồ nước thủy trong suốt thấy đáy, có thể thấy rõ ràng từng cái con cá tại trong nước du động. Võ Hiểu Phỉ mang theo Diệp Thần Phong đi vào chòi nghỉ mát ngồi xuống, tại nhiều người thời gian còn không có phát hiện, thế nhưng vừa cùng Diệp Thần Phong một chỗ, Võ Hiểu Phỉ trên gương mặt tự không tự chủ nổi lên đỏ ửng, tim đập cũng không chịu thua kém tăng nhanh tốc độ. Một đôi tố thủ tương hỗ chăm chú xiết. Đại mùa đông trong lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi. Nếu là đổi thành từ trước lời nói, Võ Hiểu Phỉ tại Diệp Thần Phong trước mặt đồng dạng là đại đại liệt liệt, bình thường hội đặt làm ra một bộ tỉ tỉ tư thái cách tam xoa ngũ nói một chút cái này không chịu thua kém đệ đệ. Thế nhưng hiện tại bất đồng, Diệp Thần Phong thành vị hôn phu của nàng, với lại nàng cũng thật thích từ trước cái này bản thân trong mắt đệ đệ. Diệp Thần Phong ngồi ở trên ghế đá, thư sướng vươn người một cái. Hô hấp sau hoa viên chính giữa không khí mát mẻ, như vậy thích ý sinh hoạt là đời trước hắn muốn đều không dám nghĩ. Từ trước Võ Hiểu Phỉ cùng Diệp Thần Phong vừa thấy mặt đã có chuyện nói không hết, thế nào ngày hôm nay Võ Hiểu Phỉ biến thành cái hũ nút. Diệp Thần Phong tò mò nghiêng đầu, chỉ thấy hắn Hiểu Phỉ tả cúi đầu, hai gò má non hồng một mảnh, đây là hắn Hiểu Phỉ tả sao. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại tối hôm qua cùng Võ Hiểu Phỉ hôn môi tình hình thực tế cảnh. Nếu không Võ Hiểu Phỉ chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nói không chính xác ngay lúc đó Diệp Thần Phong thật hội bả Võ Hiểu Phỉ cấp ngay tại chỗ hành quyết ni. Diệp Thần Phong cũng không phải một cái đúng cảm tình đặc biệt chỉ độn người, gặp nguyên bản đại đại liệt liệt Hiểu Phỉ tả, ở trước mặt hắn biến thành kiều tích tích tiểu nữ nhân, nghĩ thầm, lẽ nào Hiểu Phỉ tả thật thích ta? Bằng không tối hôm qua nàng cũng sẽ không chủ động hôn ta, ai? Hiểu Phỉ tả tại chúng ta mắc kinh hoàng chứng thời gian đều đối với ta bất ly bất khí, thậm chí từ nhỏ đến lớn ta bị người khi dễ thời gian, đều là nàng giúp ta ra mặt, ta tuyệt đối không thể đủ để cho nàng thương tâm a. Diệp Thần Phong phát hiện từ bản thân sống lại sau đó, những phương diện khác trái lại không sao. Cái này cảm tình là hỏng bét a. Tiểu nha đầu Đường Hân đối với hắn là khăng khăng một mực, mà Triệu Uyển Đình là hắn sống lại tới nay một nữ nhân đầu tiên. Hiện tại lại thêm một cái Võ Hiểu Phỉ, điều này làm cho Diệp Thần Phong là đau đầu không gì sánh được. Hiểu Phỉ tả, ngươi thật nguyện ý cùng ta đính hôn sao? Ngươi thật thích ta sao? Diệp Thần Phong nhìn Võ Hiểu Phỉ hỏi. Nghe vậy, Võ Hiểu Phỉ ngẩng đầu lên, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên nhàn nhạt tình cảm, hai bên đôi má biến được càng đỏ bừng, gắt giọng, Thần Phong, không phải nói không nên gọi ta Hiểu Phỉ tỷ sao? Gọi Hiểu Phỉ là được rồi. Còn ngươi nữa thật bồn đắc tượng đầu heo. Võ Hiểu Phỉ thở phì phò, để cho nàng ngay mặt thừa nhận thích Diệp Thần Phong, không là muốn ép nàng mắc cỡ tìm cái địa vá toản đi xuống sao. Nàng giàu gì cũng là một nữ nhân mà, chân chính mặt đúng tình cảm của mình thời gian, thì là bình thường như thế nào đi nữa đại đại liệt liệt nữ nhân, cũng hội tại thích người trước mặt ra mặt biến được đặc biệt bạc. Huống chi từ trước cái này nhiều năm trong nàng và Diệp Thần Phong vẫn là tỷ tỷ và đệ đệ quan hệ ni. Phù phù, một tiếng. Chòi nghỉ mát ngay phía trước trong hồ, nhất điều cá chép đột nhiên nhảy ra mặt nước. Ở giữa không trung văng lên có chút bọt nước, đón lại rơi xuống đến trong hồ. Phù phù, phù phù, phù phù. Trong hồ nuôi từng cái cá chép đều tiếp nhị liên tam nhảy ra mặt nước,
với lại tương đối có quy luật, tượng là lập đội giống nhau. Bực này kỳ dị cảnh tượng hấp dẫn Diệp Thần Phong cùng Võ Hiểu Phỉ ánh mắt, Võ Hiểu Phỉ bình thường hội tới sau hoa viên ở đây ngồi một hồi, thế nhưng chưa từng có gặp qua hình ảnh như vậy. Diệp Thần Phong đen kịt hai con ngươi không nháy một cái nhìn chằm chằm nhảy lên mặt nước cá chép, đột nhiên, hắn cảm giác bên trong thân thể mình linh hồn lực theo từng cái cá chép nhảy lên, vậy mà không tự chủ vận chuyển. Đây là có chuyện gì? Trong thân thể biến hóa, nhượng Diệp Thần Phong sinh ra nghi hoặc. Linh hồn lực nhập vào cơ thể mà ra, hướng phía hồ nước bay bắn mà đi, khẩn đón, trong hồ từng cái cá chép nhảy ra mặt nước tốc độ đang tăng nhanh, thủy hoa tiên bay múa đầy trời, tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ mặt. Mỗi một lần từng cái cá chép nhảy ra mặt nước tốc độ nhanh hơn, Diệp Thần Phong trong cơ thể linh hồn lực cũng hội đột nhiên tăng, phù 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 phù, phù phù. Tim đập tần suất cũng đang không ngừng nhanh hơn, không bao lâu thời gian tim đập phù phù thanh cùng cá chép nhảy ra mặt nước phù phù thanh hoàn toàn phù hợp. Linh hồn lực đến lục cấp sau đó, lại muốn đi lên tăng lên lời nói, chỉ dựa vào dược vật là không có ích lợi gì, muốn tại lần lượt cực hạn giết chóc chính giữa, hoặc là nào đó lĩnh ngộ chính giữa mới có thể đột phá. Thông thường lục cấp sau đó lựa chọn tăng lên phương thức đều là cực hạn giết chóc, bởi vì phải tiến nhập lĩnh ngộ trạng thái đặc biệt khó khăn, đời trước Diệp Thần Phong đều dựa vào cực hạn giết chóc mới đưa linh hồn lực đột phá đến bát cấp. Hắn trăm triệu không nghĩ tới là cá chép nhảy ra mặt nước tốc độ cùng trong cơ thể hắn linh hồn lực sinh ra cộng minh, nhượng hắn tiến nhập lĩnh ngộ trạng thái. Võ Hiểu Phỉ tịnh không có chú ý tới Diệp Thần Phong không thích hợp, hai con người hoàn toàn bị trước mặt hình ảnh cấp hấp dẫn. Ở phía sau hoa viên nhập khẩu, võ lão gia tử mới vừa từ trong hội nghị trở về, chuẩn bị tới gặp Diệp Thần Phong, ai biết đạo gặp được cái này phúc kỳ dị hình ảnh. Võ lão gia tử bên cạnh Võ Chí Phương, Võ Khôn Minh cùng Võ Kiệt đồng dạng là trợn mắt hốc mồm, hai con người lăng lăng nhìn chằm chằm từng cái từ trong hồ nhảy đi ra ngoài cá chép, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Một phút, hai phút, thập phần chung, theo thời gian trôi qua, cá chép nhảy ra mặt nước tốc độ nhanh nhượng người chỉ có thể nhìn đến nhất điều tàn ảnh. Đương nhiên đó cũng không phải cá chép có thể phát huy được tốc độ, vừa mới bắt đầu là cá chép nhảy ra mặt nước cùng Diệp Thần Phong trong cơ thể linh hồn lực sinh ra cộng minh. Thế nhưng sau đó Diệp Thần Phong linh hồn lực nhập vào cơ thể mà ra, chủ động khống chế được trong hồ từng cái cá chép nhảy ra mặt nước tốc độ, bằng không trong hồ cá chép làm sao một mực nhảy nổi trên mặt nước mặt. Còn có thể càng nhảy càng nhanh. Diệp Thần Phong trong cơ thể linh hồn lực nhất cổ đi lên kéo lên, sắc mặt chướng đến đỏ bừng, hai con người chính giữa lóe lên một ít tinh quang, lục cấp đỉnh phong linh hồn lực đến đột phá điểm tới hạn. Phanh, phanh, phanh. Từng tiếng lớn vang ở võ gia biệt thự sau trong vườn hoa vang lên, Diệp Thần Phong trong cơ thể lục cấp linh hồn lực trong nháy mắt đột phá đến thất cấp. Mãnh liệt năng lượng ba động hướng bốn phía khuếch tán khai tới, chòi nghỉ mát toàn bộ đỉnh chóp đều bị lật ngược, trước mặt trong hồ không ngừng nổ ra to lớn bọt nước, trên đất trống nhiều hơn một đám hố sâu to lớn, rất nhiều hoa hoa thảo thảo trong nháy mắt hài cốt không còn. Lục cấp linh hồn lực cùng thất cấp linh hồn là một cái đặc biệt rõ ràng giới hạn. Lục cấp trước đều có thể đủ dựa vào dược vật đề thăng, đến lục cấp sau đó chỉ có thể ở giết chóc cùng lĩnh ngộ chính giữa tăng lên, đương nhiên lục cấp sau đó mỗi lần tăng lên một cấp linh hồn lực hội gia tăng mãnh liệt hơn, linh hồn lực vừa đề thăng, Diệp Thần Phong khó tránh khỏi hội cầm giữ không được, đại lượng linh hồn lực tiết ra ngoài mới có thể bả võ ra biệt thự sau hoa viên phá hư như thế triệt để. Ở phía sau hoa viên nhập khẩu, một hàng võ ra người nguyên bản còn bị cá chép nhảy ra mặt nước tràng cảnh cấp hấp dẫn đi. Ai biết đạo đột nhiên sẽ phát sinh như vậy dị biến. Sau hoa viên chính giữa bụi bặm tung bay, đầu của bọn họ phát cùng trên y phục đều dính đầy bùn đất, mà vừa rồi nguyên bản tại trong hồ từng cái cá chép, lúc này toàn bộ bị linh hồn lực tạc đến hồ nước bên ngoài, thân thể cũng không nhúc nhích, nghiễm nhiên là đã toàn bộ tử. Võ lão gia tử khí tức ồ ồ, xuyên thấu qua bay múa đầy trời bụi bặm, nhìn trong lương đình Diệp Thần Phong mơ mơ hồ hồ thân ảnh, hắn biết đây nhất định là Diệp Thần Phong giở trò quỷ. Cái này lực phá hoại có phần cũng quá kinh người nhất điểm đi. Quả thực là có thể so với lựu đạn mini, trong miệng tự lẩm bẩm, nghịch thiên, lẽ nào Thần Phong tiểu tử này thật muốn nghịch thiên? Chương 222, tỷ phu. Đợi cho lưu loát bụi bặm tán đi, võ gia biệt thự hậu hoa viên trong vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, võ lão gia tử, võ chí phương cùng võ khôn minh đã là kiến thức qua Diệp Thần Phong thân thủ. Thậm chí ngày hôm qua tại Diệp gia phòng khách thời gian còn tận mắt đến Diệp Thần Phong cách không nhượng một cái ly thủy tinh tại chỗ bạo liệt thành bụi phấn.
Thế nhưng ngày hôm qua bạo liệt ly thủy tinh cùng cảnh tượng trước mắt tướng tương đối, quả thực là khác nhau trời vực, cái này Diệp Thần Phong thực lực cực hạn rốt cuộc ở nơi nào? Chẳng lẽ Diệp Thần Phong thật là yêu nghiệt như tồn tại sao? Điều này làm cho Võ Khôn Minh âm thầm xấu hổ, từ tại Thiên Hải Cường Binh huấn luyện doanh gặp phải Diệp Thần Phong sau, hắn nhược tiểu chính là trái tim là một lần lại một lần bị đả kích, uổng hắn từ trước còn dùng vì thực lực của chính mình có bao nhiêu tài ba ni. Nên chỉ kém hơn Minh Vương Tổ thành viên, thế nhưng kiến thức qua Diệp Thần Phong cường hãn thực lực sau, nhượng hắn minh bạch tại Diệp Thần Phong trước mặt liền Minh Vương Tổ thành viên đều chỉ có thể nhằm nhò gì. Võ Hiểu Phỉ đệ đệ Võ Kiệt ở trong thân thể huyết sôi trào lên, trước mắt hình ảnh hình như chỉ có Võ Hiệp phiến trong mới phải xuất hiện đi. Thế nhưng lúc này lại hay sống cởi cởi phát sinh ở trước mặt của hắn. Thế nào có thể nhượng hắn không kích động, không nóng huyết thiêu đốt. Võ Kiệt tuổi tác này niên thiếu đang đứng ở đầu óc phát nhiệt, khí phách hăng hái thời gian, cả ngày ảo tưởng có thể trở thành sở hướng bế nghệ nhân vật lợi hại, nhất khỏa cuồng nhiệt tâm kèm theo trước mắt hình ảnh run rẩy động. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là cái cao thủ võ lâm? Không, bất thường, lẽ nào Diệp Thần Phong là cái cao thủ võ lâm? Võ Kiệt trong lòng lật ra cơn sóng gió động trời, cảm giác tựa hồ xưng hô người như vậy là người ngu rất không hợp lý. Hai con ngươi lần thứ hai nhìn về phía cách đó không xa Diệp Thần Phong thời gian tràn đầy sùng bái. Lúc này, sớm đã đem vừa rồi đúng Diệp Thần Phong không vừa lòng ném đến lên chín tầng mây. Nói đùa, nếu có như thế một cái cao thủ võ lâm làm tỷ phu của hắn, thật là một cái nhiều lạp phong sự tình a. Sau đó ở kinh thành còn có ai dám đối với hắn hô to gọi nhỏ. Võ Kiệt trong lòng một cái kình suy nghĩ miên man. Trong lương đình một mảnh hỗn độn. Không những đỉnh chóp bị hất bay, ngay cả bàn đá cùng ghế đá cũng vỡ vụn thành từng cục đá vụn. Bởi ghế đá vỡ vụn, Võ Hiểu Phỉ lăng lăng nhất phần mông ngồi trên mặt đất, tóc biến được loạn tao tao. Hình như là trải qua cuồng phong lễ rửa tội, y phục trên người phá khai rồi từng đạo lỗ hổng, may mắn là mùa đông. Võ Hiểu Phỉ y phục mặc được tương đối nhiều, bằng không nhất định phải cảnh xuân tiết ra ngoài. Vừa rồi tại linh hồn lực đột phá đến thất cấp thời gian, Diệp Thần Phong đột nhiên nghĩ đến hắn Hiểu Phỉ tả còn ở bên cạnh. Liền vội vàng đem bên ngoài tràn đầy linh hồn lực hướng phía xa xa tán đi, dùng này tới bận tâm đến Võ Hiểu Phỉ an toàn, cho dù như vậy vẫn là đem Võ Hiểu Phỉ khiến cho đầy bụi đất. Bất quá, nếu như Diệp Thần Phong chế tướng bên ngoài tràn đầy linh hồn lực hướng xa xa tán đi, nói không chừng Võ Hiểu Phỉ không chỉ có hội bị thương, y phục trên người cũng toàn bộ hội vỡ tan, có thể dùng cảnh xuân thật bại lộ ở trong không khí. Tự như cùng trước đây Diệp Thần Phong tại Nguyên Thủy Xâm Lâm chính giữa cấp 5 linh hồn lực đột phá đến lục cấp linh hồn lực thời gian, bên ngoài tràn đầy linh hồn lực trực tiếp tướng Hàn Sơ Tuyết y phục trên người cấp làm vỡ nát, trường hợp như vậy Diệp Thần Phong cũng không muốn lại kinh lịch một lần. Cái kia, Hiểu Phỉ tả, người có muốn hay không hồi bên trong biệt thự đi tắm, đổi lại một bộ quần áo. Diệp Thần Phong sờ sờ mũi nhắc nhở. Võ Hiểu Phỉ nhìn Diệp Thần Phong. Sau đó lại nhìn một chút trên người mình y phục rách dưới, cổ họng trong phát sinh một tiếng cao phân bối tiếng gào, a. Đón hốt hoảng từ dưới đất đứng lên, hướng phía bên trong biệt thự chạy đi. Nhìn nàng một bước kia nhất lảo đảo bộ dáng chật vật, hình như đến bây giờ còn chưa hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ni. Nhìn Võ Hiểu Phỉ vội vội vàng vàng đi xa hình bóng, Diệp Thần Phong cũng từ dưới đất đứng lên, phủi phủi quần áo thượng bụi bặm. Khi hắn nhìn đến bị hắn phá hư không giống hình dạng võ gia hậu hoa viên sau, có chút lúng túng nhún vai. Đúng lúc này, võ lão gia tử đám người đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, chuyến đi này võ gia người đều giống như tựa như nhìn quái vật nhìn Diệp Thần Phong, võ lão gia tử thanh âm hơi run rẩy hỏi, Thần Phong, vừa rồi động tĩnh là ngươi làm ra. Diệp Thần Phong gật đầu, có chút áy náy nói, võ gia gia, vừa rồi thực lực của ta trong lúc bất chợt đã đột phá. Cho nên mới không nghĩ qua là bà ngài gia hậu hoa viên làm thành như vậy. Phải biết rằng bình thường võ lão gia tử trong lúc rảnh rỗi thời gian thích các loại hoa dưỡng dưỡng cá các loại, cái này hậu hoa viên trong rất nhiều hoa hoa thảo thảo là võ lão gia tử mất rất lớn công phu mới thu thập đến, bình thường võ Khôn Minh đám người nếu là dám không cẩn thận làm hư hắn một gốc cây hoa cỏ, võ lão gia tử lập tức hội đem bọn họ mắng cái vòi phun máu chó. Lúc này toàn bộ hậu hoa viên trong hoa cỏ cơ hồ là phá hư một gốc cây không còn, Võ Khôn Minh nghĩ ở trong lòng đạo, Thần Phong, người tự cầu nhiều phúc đi. Những, này hoa cỏ thế nhưng lão đầu tử nhà ta tâm can bảo bối ni. Ai biết đạo, võ lão gia tử không những không có tức giận, trái lại lớn tiếng cười đi ra, vỗ vỗ Diệp Thần Phong vai,
hưng phấn nói, Thần Phong, người phá hư tốt, phá hư tốt. Diệp Thần Phong trên cơ bản đã có thể xác định là võ lão gia tử cháu rể, bây giờ hắn cái này tôn nữ tế thực lực đạt tới cái này loại trình độ khủng bố, võ lão gia tử đương nhiên là mừng rỡ, nếu như võ khôn minh bọn họ cũng có thể tượng Diệp Thần Phong như vậy phá hư hậu hoa viên, lão gia tử chắc chắn sẽ không mạ bất luận cái gì một câu, trái lại còn có thể cổ vũ bọn họ nhiều phá hư ni. Nhưng mà võ khôn minh bọn họ chỉ là thỉnh thoảng tới hậu hoa viên đi dạo một chút thời gian, không nghĩ qua là tự giết chết một gốc cây hoa cỏ các loại, như vậy phá hư, võ lão gia tử đương nhiên sẽ không cho bọn họ sắc mặt tốt nhìn. Võ lão gia tử trong lòng lại động khởi cẩn thận nghĩ, không được, Thần Phong như vậy ưu tú gen, ta võ gia cũng không thể đủ không công bỏ qua a. Đến lúc đó nhất định phải để cho Hiểu Phỉ cùng Thần Phong nhiều sinh vài cái, nhất định phải để cho bọn họ sở sanh hạ một người trong đó hài tử họ võ. 3. Những, này hoa cỏ thế nhưng ngươi tâm can bảo bối a, bị toàn bộ phá hủy ngươi thế nào còn thật cao hứng. Võ Khôn Minh nhìn không được hỏi. Võ lão gia tử tức giận trừng mắt một cái Võ Khôn Minh, ngươi là điều không phải muốn nói từ trước ngươi không cẩn thận giết chết một gốc cây đều phải bị ta mắng cái vòi phun máu chó, hiện tại thế nào toàn bộ bị phá hư cao hứng. Khôn Minh, ngươi nếu là cũng có thể tượng Thần Phong như vậy đại quy mô phá hư, ta không hội nhiều lời ngươi một câu, ngươi nếu là thích phá hư, ta còn sẽ giúp ngươi nhiều tạo vài cái hoa viên đi ra. Võ Khôn Minh không lên tiếng, hắn có thể điều không phải Diệp Thần Phong như vậy yêu nghiệt, muốn đạt được Diệp Thần Phong thực lực như vậy, chỉ sợ là đời này cũng không dám hy vọng xa vời. Tiểu thúc, ngươi tốn đập chết, tỷ phu ta muốn so với ngươi nhiều bê gấp trăm lần, 1000 bội, ngươi còn là nơi nào mát mẻ chỗ nào ở đi. Võ Kiệt hăng hái tràn đầy nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, cực kỳ nhiệt lạc hô đạo, tỷ phu, ngươi thật biết công phu sao. Vừa rồi hình ảnh thật là quá rung động, tròi nghỉ mát đỉnh chóp trực tiếp bị hất bay, trong hồ nổ bọt nước văng khắp nơi, trên mặt đất bị nổ ra từng cái một hố sâu, ngươi chính là ta thần tượng trong lòng, sau đó ta với ngươi lăn lộn, ngươi có thể nhất định muốn dạy ta công phu a. Diệp Thần Phong nhìn trước mặt đối với mình sùng bái đến thực chất bên trong đi Võ Kiệt, trong lòng buồn cười lắc đầu, vừa rồi tiểu tử này còn không cho hắn võ gia ni. Hiện tại trái lại so với ai khác đều muốn ân cần a. Võ lão gia tử biết chính hắn một tiểu tôn tử là từ tiểu ai cũng không phục, ở kinh thành trong vòng cũng có quần áo lụa là tên, nếu như có thể theo Diệp Thần Phong học điểm bản lãnh, khó không là một chuyện tốt, dù sao lấy sau võ gia hay là muốn dựa vào bọn hậu bối khởi động. Vì vậy liền mở miệng đạo, Thần Phong, ngươi có thời gian tự chỉ điểm một chút tiểu kiệt tiểu tử này đi. Ta xem hắn đối với ngươi là hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Tiểu kiệt, nếu như ngươi muốn học công phu lời nói, nhất định phải nỗ lực rất nhiều nỗ lực, ngươi thật muốn cho ta dạy cho ngươi. Diệp Thần Phong nghi vấn hỏi. Võ Kiệt lời thề son sắt nói rằng, tỷ phu, ta đều là nam tử Hán đại trượng phu, ngươi cũng không nên coi thường ta bất kể cực khổ. Võ Kiệt trong hốc mắt tròng mắt quay trở ra, miệng tiến tới Diệp Thần Phong bên tai, thấp giọng nói rằng, tỷ phu, ta đúng chuyện mới vừa rồi đối với ngươi nói tiếng xin lỗi, chỉ có tượng ngươi nhân tài như vậy có thể làm ta Võ Kiệt tỷ phu ngươi yên tâm đi, ngươi khẳng định không có cùng tỷ tỷ của ta thúc đẩy chuyện tốt ni đi. Đợi ta dẫn ngươi đi gian phòng của nàng, đáng tin có thể nhượng hai người các ngươi trước bả gạo nấu thành cơm. Diệp Thần Phong đầy đầu hắc tuyến. Vội vàng ngăn lại Võ Kiệt nói thêm gì đi nữa, tiểu kiệt, nhượng ta huấn luyện ngươi cũng không phải là không được, bất quá, sau đó ngươi cũng đều nếu nghe ta, không được ở trước mặt ta hồ ngôn loạn ngữ. Là, tỷ phu, sau đó ngươi muốn ta hướng tới đông, ta tuyệt không đi tây. Võ Kiệt nghe được Diệp Thần Phong đáp ứng dạy hắn công phu, khuôn mặt thượng lập tức lộ ra cười hì hì biểu tình. Chương 223, khác cảm giác. Kinh qua Diệp Thần Phong như thế nhất làm ầm ĩ. Võ gia trên dưới đối với hắn là càng nhiệt tình, đặc biệt Võ Kiệt tiểu tử này một hồi giúp hắn châm trà, một hồi giúp hắn để nước, một hồi lại hỏi hắn có đói bụng không. Tỷ phu, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không xoa bóp, cho ngươi buông lỏng một chút. Gặp Diệp Thần Phong gì đều không cần, Võ Kiệt còn không chịu tiêu dừng lại. Thấy một bên Võ Khôn Minh trong lòng ăn vị lắm, hắn cái này cháu nhỏ từ nhỏ liền hắn cái này tiểu thúc đều không có chịu phục qua, tiểu kiệt. Ta nói ngươi từ nhỏ đến lớn hình như không có bang tiểu thúc ta đầu qua một ly trà ni đi. Chớ nói chi là xoa bóp, ngay cả ra ra ngươi cũng không có hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy a. Võ Kiệt một câu nói hoàn toàn nhường Võ Khôn Minh ngậm miệng lại, tiểu thúc, ngươi chừng nào thì nếu có thể đánh thắng tỷ phu,
ta lập tức giúp người bưng trà dâng nước cộng thêm xoa bóp nguyên bộ phục vụ. Tốt, Tiểu Kiệt, biệt Ba Hoa, đằng mấy ngày nữa lúc rảnh rỗi, ta tự mình chỉ đạo ngươi. Diệp Thần Phong gõ một cái Võ Kiệt đầu. Võ Kiệt nhu nhu đầu, cười hì hì nói, tỷ phu, ngươi nói cái gì chính là cái đó, sau đó ai lời nói đều có thể không nghe, tự là không thể không nghe tỷ phu lời của ngươi. Ngồi ở trên ghế salon Võ Lão Gia Tử đồng dạng là vui vẻ, hắn đang giàu không biết thế nào quản dạy mình cái này tiểu tôn tử ni. Mà hiện tại Võ Kiệt như thế sùng bái Diệp Thần Phong, như vậy thì nhượng Diệp Thần Phong đi quản giáo tốt, nếu như Võ Kiệt có thể học được Diệp Thần Phong trên người bách phân chi nhất bản lĩnh, Võ Lão Gia Tử buổi tối nằm mơ cũng sẽ cười. Tiểu Kiệt, người đừng cuối cùng cũng quấn quýt lấy Thần Phong, 6 ngày sau chị ngươi sẽ cùng Thần Phong đính hôn, người nhượng Thần Phong đi nhiều bồi bồi chị ngươi đi. Võ Chí Phương hôm nay tâm tình cũng không tệ, đối với Diệp Thần Phong cái này con rể, hắn cái này cha vợ là hài lòng không thể đủ lại hài lòng. Tỷ phu, ta dẫn ngươi đi tỷ của ta gian phòng, những ngươi cùng ta tả nhiều bồi dưỡng một chút cảm tình. Võ Kiệt lôi kéo Diệp Thần Phong chạy lên lầu, hắn là đánh trong đáy lòng bị Diệp Thần Phong bày ra thực lực cấp chấn nhiếp, giờ này khắc này chỉ có một câu nói tài năng đủ biểu đạt Võ Kiệt đối Diệp Thần Phong sùng bái tình, ta đối với ngươi kính ngưỡng như nước sông cuồn cuộn liên miên không tiếc, nếu như hoàng hà tràn lan càng không thể vãn hồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Võ Kiệt tướng Diệp Thần Phong dẫn tới lầu 2 Võ Hiểu Phỉ cửa gian phòng. Sau đó hướng Diệp Thần Phong quỷ dị nháy mắt hai cái, nói rằng, tỷ phu, ta có thể giúp ngươi tựu nhiều như vậy. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bà tỷ của ta bắt lại đi. Ta thẳng ngươi rốt cuộc. Nói xong, Võ Kiệt tựu đăng 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 đi xuống thang lầu, Diệp Thần Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Võ Kiệt tiểu tử này tại thấy được thực lực của hắn sau, thái độ đối với hắn quả thực là 180 độ đột nhiên thay đổi a. Diệp Thần Phong nhìn trước mặt cửa phòng, vừa rồi hắn bả Hiểu Phỉ tả khiến cho như vậy chật vật, hắn tổng nên muốn đi vào nói tiếng xin lỗi đi. Cuối cùng vẫn quyết định mở cửa phòng đi vào. Bắt tay nhẹ nhàng vừa chuyển, cửa phòng bị mở ra sát na, Diệp Thần Phong ngây ngẩn cả người, chỉ thấy Võ Hiểu Phỉ tóc ướt nhẹp, trên người liền một bộ y phục cũng không có mặc. Trong tay vừa vặn cầm một bộ y phục ở trên người khoa tay múa chân, chắc là vừa vặn tắm rửa xong. Đang chọn chạch muốn mặc quần áo gì ni. Cái này loại nửa trận nửa che cảm giác, có thể nói là đối nam nhân lớn nhất dụ dỗ, chính cái gọi là do ôm tỷ bà nửa che mặt mà. Diệp Thần Phong miệng hơi mở, trong lỗ mũi hô hấp bắt đầu biến được dồn dập, trong thân thể huyết lưu động tức khắc tăng nhanh. Diệp Thần Phong là người đàn ông, là cái nam nhân bình thường. Nếu như nhìn đến trước mặt bức họa này mặt hắn còn thờ ơ, như vậy hắn thật là tính lấy hướng có vấn đề. Võ Hiểu Phỉ hiển nhiên cũng không có nghĩ đến Diệp Thần Phong hội tại cái này thời gian đi tới, cầm ở trong tay khoa tay múa chân y phục tức khắc rơi vào trên mặt đất, kết quả là Võ Hiểu Phỉ thân thể bị Diệp Thần Phong nhìn một cái không sót gì. Nhất là ngực hai luồng cực kỳ đồ sộ đầy ắp, lại lớn, lại bạch, cái này là Diệp Thần Phong trong đầu phản ứng đầu tiên. Võ Hiểu Phỉ trên ngực hạ phập phòng, liền đới hai luồng đồ sộ đầy ắp đã ở rung động, cổ họng trong bản năng muốn lớn hơn thanh gọi gọi ra. Nhưng mà, đứng tại cửa phòng Diệp Thần Phong động, nếu là hiện tại Võ Hiểu Phỉ hét to lời nói, tuyệt đối sẽ kinh động trong biệt thự cái khác người, đến lúc đó hắn nên có bao nhiêu xấu hổ a. Trở tay đóng cửa phòng đồng thời, Diệp Thần Phong thân ảnh lóe lên, đã đi tới Võ Hiểu Phỉ phía sau, đưa tay phải ra bàn tay bưng kín Võ Hiểu Phỉ miệng. Tùy theo Võ Hiểu Phỉ cổ họng trong chỉ phát sinh thấp giọng nức nở. Diệp Thần Phong dưới tình thế cấp bách cũng chỉ có thể đủ làm như vậy, tay phải bàn tay là bưng kín Võ Hiểu Phỉ miệng, nhưng là tay trái của hắn bàn tay theo bản năng ôm lấy Võ Hiểu Phỉ ngực, chỉ cảm thấy bàn tay trái chính giữa nắm một đoàn mềm nhũn đồ đạc, xúc cảm đặc biệt trơn mềm, có loại nhượng hắn muốn liên tục nhu niết xung động. Diệp Thần Phong miệng ghé vào Võ Hiểu Phỉ bên tai bên cạnh, nói rằng, Hiểu Phỉ tả, ngươi đừng gọi a. Ta không biết ngươi ở trong phòng thay quần áo, ta không phải cố ý. Bộ ngực no đủ bị Diệp Thần Phong bàn tay nắm, lại mà Diệp Thần Phong lúc nói chuyện cáp ra nhiệt khí thỉnh thoảng thổi tới lỗ tai của nàng thượng, có thể dùng gò má của nàng sớm đỏ dường như muốn dỉ máu, trong đầu một mảnh trống không, hoàn toàn không có nghe rõ Diệp Thần Phong đang nói cái gì. Diệp Thần Phong cũng cảm thấy không thích hợp, khi nhìn đến tay trái của mình tay nắm giữ không nên nắm địa phương thời gian, còn nói thêm, Hiểu Phỉ tả. Ta buông ra ngươi, ngươi không muốn gọi có được hay không? Từng tiếng Hiểu Phỉ tả hô lên miệng, lại cảm thụ được Võ Hiểu Phỉ ngực no đủ,
Diệp Thần Phong trong lòng lại có thể sinh ra một loại khác thường cảm thụ, dường như hiểu phỉ tả ba chữ này là một loại chất xúc tác, lại có thể nhượng Diệp Thần Phong trong lúc nhất thời luyến tiếc buông lỏng ra. Võ Hiểu Phỉ đang nghe Diệp Thần Phong gọi mình Hiểu Phỉ tả thời gian, trong lòng nàng đồng dạng sinh ra giống như Diệp Thần Phong cảm giác, giống như là nam nữ đang làm trên giường vận động thời gian, nam muốn cho nữ hô ca ca của mình hoặc đệ đệ thậm chí là ba ba các loại, như vậy có thể càng nhượng huyết sôi trào. Phù phù, phù phù, phù phù. Mạnh hữu lực tim đập thanh quanh quẩn tại an tĩnh trong phòng, Diệp Thần Phong trong lòng tại giãy giụa, dùng rằng có muốn hay không đương một hồi cầm thú. Khi hắn trong lòng quyết định muốn làm một hồi cầm thú thời gian, lần này đều không phải Võ Hiểu Phỉ điện thoại di động vang lên lên, mà là hắn điện thoại di động của mình tiếng chuông vang lên. Diệp Thần Phong trong miệng thở ra một chút sức lực, trong đầu khôi phục thanh tỉnh, buông lỏng ra Võ Hiểu Phỉ, chuyển được điện thoại sau, trong điện thoại truyền đến Diệp Đông Kiện thanh âm, Thần Phong, lão gia tử hỏi ngươi có muốn hay không trở về ăn cơm chưa? Ta không có quấy rầy đến ngươi đi. Ngươi sẽ không phải là đang cùng Hiểu Phỉ hắc hiu đi. Diệp Thần Phong trong thân thể hỏa đang giàu không có chỗ phát tiết ni. Đối trong điện thoại Diệp Đông Kiện âm chắc chắc nói rằng, tiểu thúc, ngươi không phải là muốn để thăng thực lực sao? Chờ ta trở lại, lập tức đã giúp ngươi huấn luyện. Không đợi Diệp Đông Kiện đáp lời, Diệp Thần Phong tự cúp, sau đó lúng túng sờ sờ mũi nói rằng, Hiểu Phỉ tả, ta đây tự không quấy rầy ngươi thay quần áo, ta tiểu thúc gọi về nhà ăn cơm chưa? Lại một lần nữa thiếu chút nữa đối Võ Hiểu Phỉ làm cầm thú Diệp Thần Phong, đương nhiên không chuẩn bị lưu tại võ gia ăn cơm trưa cùng cơm tối. Nhìn đến Diệp Thần Phong vội vã rời phòng, Võ Hiểu Phỉ hàm răng cắn chặt môi đỏ mọng, trong lòng nàng là nguyện ý làm Diệp Thần Phong nữ nhân, thấp giọng gắt giọng, nam nhân đều là có sắc tâm không có sắc đảm. Diệp Thần Phong đi xuống lâu sau, đối võ gia người nói một tiếng phải đi về ăn cơm trưa, võ gia người cực lực giữ lại. Nhất là Võ Kiệt tiểu tử này lôi kéo Diệp Thần Phong cánh tay tựu không buông tay. May mà cuối cùng gặp Diệp Thần Phong kiên trì phải đi về, Võ Kiệt cũng chỉ có thể đủ vẻ mặt buồn bực buông lỏng ra Diệp Thần Phong cánh tay. Tại Diệp Thần Phong ly khai võ ra sau, Võ Hiểu Phỉ đỏ mặt đi xuống lầu, Võ Kiệt giáo giác đi tới bên người của nàng, cười hì hì hỏi tả, vừa rồi tỷ phu đi lúc tiến vào, ngươi là điều không phải đang thay quần áo. Hai người các ngươi có không có phát sinh chút gì? Là ta nhượng tỷ phu đi tới, cho nên ngươi nói ngươi muốn thế nào tạ ơn ta. Võ Hiểu Phỉ nổi giận cho Võ Kiệt một cái lông cây rẻ, khẽ kêu đạo, tốt ngươi cái tiểu kiệt, bây giờ lại liền tỷ tỷ cũng dám đùa bỡn là điều không phải. Ta xem ngươi là lại ngứa ra, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Tả, ngươi đều muốn cùng tỷ phu đính hôn, ngươi lại như thế đại đại liệt liệt, tỷ phu nhưng là sẽ đứng núi này trông núi nọ không muốn ngươi. Võ Kiệt mặt bên đi, trong miệng mặt bên hô. Võ lão gia tử nhìn ở trong phòng khách truy đuổi tôn tử cùng tôn nữ, khuôn mặt thượng lộ ra nụ cười hòa ái, một cái chân chính ra phải nhiều hơn một chút hoàn thành thiếu ngữ mới đúng chứ. Chương 224, đặc thù huấn luyện. Diệp gia biệt thự trong sân một mảnh trên đất trống, dựng thẳng hai cây cùng mặt đất liên tiếp tráng kiện cột sắt, Diệp Đông Kiện tay cùng chân bị đủ thành công nhân thủ cánh tay thô dây thừng nhanh nhanh trói lại, dây thừng một chỗ khác cố định tại hai cây cột sắt thượng. Chói chặt Diệp Đông Kiện hai tay hai chân dây thừng không có bất luận cái gì chỗ hổng, muốn bản thân cởi ra tới chạy trốn căn bản là không thể, nếu như muốn trực tiếp tướng dây thừng giãy giụa đoạn, dùng hiện tại Diệp Đông Kiện thực lực coi như là tại người si nói mộng. Diệp Thần Phong từ võ ra sau khi trở về, Diệp Đông Kiện hi hi ha ha đang muốn cùng hắn trêu chọc thượng vài câu, ai biết đạo trực tiếp bị Diệp Thần Phong vừa đối mặt cấp đánh hôn mê bất tỉnh, đón thì có Diệp Đông Kiện bị cởi sạch y phục. Chỉ còn lại có nhất cái quần lót, hai tay hai chân bị dây thừng trói chặt bức họa này mặt. Hắt xì, nằm trên mặt đất ở vào ngất chính giữa trong không kiềm hãm được hắt hơi một cái, cảm giác toàn thân lạnh lạnh run, mở mắt ra mới phát hiện tại trên người mình y phục toàn bộ bị lột sạch, hơn nữa còn là tại bên ngoài, thảo nào hội lạnh như vậy. Phải biết rằng hiện tại thế nhưng mùa đông, một bộ y phục đều không mặc, cái này đều không phải yếu nhân mệnh sao. Diệp Đông Kiện ngẩng đầu đúng dịp thấy khóe miệng cầm nụ cười Diệp Thần Phong, trong lòng tức khắc khó chịu nhanh, vội vã từ dưới đất đứng lên, căm giận hướng Diệp Thần Phong vào tới, nhưng mà đi tới phân nửa hắn lại cũng đi phía trước không được nửa bước, hắn lúc này mới phát hiện hai tay của mình hai chân thượng bị tráng kiện dây thừng cấp trói lại, một chỗ khác còn lại là cố định tại sau lưng hai cây tráng kiện cột sắt thượng. Dùng sức toàn lực giãy giụa hai ba cái, ngoại trừ thủ đoạn bị lạc được phát đau nhức,
Diệp Đông Kiện sau lưng hai cây cột sắt cùng với trên cổ tay dây thừng không có chút nào hư hao, Thần Phong, ngươi rốt cuộc giở trò quỷ gì? Nhanh bằng tiểu thúc cởi ra dây thừng, cái này đại mùa đông ngươi muốn đông chết ta à? Tiểu thúc, điều không phải ngươi muốn tại trong khoảng thời gian ngắn để thăng thực lực sao? Muốn nhanh chóng để thăng thực lực, đương nhiên là được phải bỏ ra một ít giá cao, yên tâm đi. Kế tiếp ta sẽ dạy ngươi nhất bộ quyền pháp, chỉ cần ngươi học được ta lập tức giúp ngươi buông ra, trói chặt tay ngươi chân dây thừng đầy đủ trường, không hội gây trở ngại đến ngươi theo ta học quyền pháp. Bất quá, kế tiếp, chúng ta còn muốn làm một ít chuẩn bị công tác. Dầm, dầm, dầm. Còn không có đẳng Diệp Đông Kiện từ Diệp Thần Phong trong lời nói phản ứng kịp. Chỉ thấy Diệp Thần Phong trực tiếp nhấc lên bên cạnh trang bị đầy đủ nước lạnh ba cái thùng gỗ. Tướng nước lạnh toàn bộ bát tại Diệp Đông Kiện trên người. Đại mùa đông, trên người không có mặc quần áo, còn trực tiếp bị bát ba dũng nước lạnh. May là Diệp Đông Kiện như vậy thân thể cường tráng người, răng trên răng dưới xỉ cũng bắt đầu run lên, trong miệng hùng hùng hổ hổ đạo, Thần Phong, tiểu tử ngươi muốn chơi tử ngươi tiểu thúc ta à. Ngươi đây là cái gì phương thức huấn luyện, nhanh buông ra ta. Không cần ngươi huấn luyện. Diệp Thần Phong mỉm cười lắc lắc ngón tay, nói rằng, tiểu thúc, cái này không thể được, giúp ngươi huấn luyện phương án ta đều nghĩ xong, ngươi thế nào có thể bỏ vở nửa chừng ni. Hiện tại ta sẽ dạy ngươi nhất bộ quyền pháp, ngươi chừng nào thì học được. Ta lúc nào giúp ngươi mở trói. Diệp Đông Kiện lạnh đến là cắn răng nghiến lợi, lại một lần nữa dùng sức giãy giụa hai hạ, phát hiện còn là đồ lao vô công sau, chỉ có thể chịu đựng trong thân thể tức giận. Theo Diệp Thần Phong học khởi quyền pháp. Diệp Thần Phong làm như vậy dĩ nhiên không phải đang đùa Diệp Đông Kiện. Hắn chính là muốn bức bách Diệp Đông Kiện tức giận, người đang cực kỳ tức giận chính giữa hội đột phá cực hạn, hắn làm như vậy hoàn toàn là tại kích phát Diệp Đông Kiện trong thân thể tiềm năng. Tuy rằng Diệp Thần Phong không thể đủ nhượng Diệp Đông Kiện trong thân thể sản sinh giống như hắn linh hồn lực, thế nhưng hắn có thể tại Diệp Đông Kiện trong cơ thể kích thích ra kình khí, nhượng Diệp Đông Kiện trở thành kình khí cao thủ. Chịu đựng không gì sánh được lạnh giá, theo Diệp Thần Phong ước chừng học hai canh giờ quyền pháp. Diệp Đông Kiện mới khó khăn lắm tướng bộ quyền pháp này bộ sách võ thuật nhớ kỹ, sau đó không kịp chờ đợi nói rằng, Thần Phong, hiện tại bộ quyền pháp này ta nắm giữ tốt, ngươi là không phải có thể giúp ta mở trói. Ta xem tiểu thúc học hành của ngươi năng lực còn là mạnh nhất, không bằng chúng ta lại học một bộ đi. Ta cam đoan học xong bộ này đã giúp ngươi mở trói. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói. Ngươi, Diệp Đông Kiện thở phì phò chỉ nói một chữ, đã bị Diệp Thần Phong cấp nhận lấy lời nói, tiểu thúc, ngươi nếu là không muốn học cũng được, vậy chính ngươi tại ở đây chậm rãi hao tổn đi. Gặp Diệp Thần Phong thật phải đi tiến trong phòng đi, Diệp Đông Kiện cấp, Thần Phong, ai nói ta không muốn học, chúng ta nhanh lên một chút bắt đầu đi. Ngoài miệng nói như vậy, Diệp Đông Kiện trong lòng hỏa khí là chợt bay lên, hỗn tiểu tử này, ta nhất định muốn nhẫn. Đẳng giúp ta mở trói sau đó, ta nhất định phải tìm cơ hội nhường hỗn tiểu tử này cũng ăn vị đắng, bằng không ta cái này tiểu thúc uy nghiêm thật đúng là con mẹ nó muốn quét sân. Đệ nhị bộ quyền pháp muốn so với bộ thứ nhất quyền pháp sườm già nhiều, lần này đủ tốn 5 cái tiếng đồng hồ Diệp Đông Kiện mới khó khăn lắm nắm giữ, sắc trời từ lâu kinh tối xuống, Diệp Thần Phong nhún vai hướng trong phòng đi, sau lưng Diệp Đông Kiện rát cổ họng hô đạo Thần Phong, ngươi là điều không phải đã quên giúp ta mở trói. Đệ nhị bộ quyền pháp chiêu thức ta có thể cũng đều nhớ kỹ. Nghe vậy, Diệp Thần Phong quả thực đi trở về, cổ họng trong đô lầm bầm nang đạo, ta thật là nhớ thật đúng là đã quên một việc ni. Diệp Thần Phong đi tới Diệp Đông Kiện trước mặt, lại một lần nữa xốc lên thùng gỗ, hướng Diệp Đông Kiện trên người bát ba thùng nước lạnh, nói rằng, tiểu thúc, nhiều vận động một chút cũng sẽ không lạnh, thật tốt luyện tập một chút ta dạy cho ngươi quyền pháp đi. Bởi vì sợ ngươi lười biếng. Cho nên cách mỗi một giờ ta sẽ cho ngươi bát thượng ba dũng nước lạnh. Diệp Đông Kiện tức giận đến chán nổi gân xanh khởi, quát dẹp đường, Thần Phong, ngươi thật chẳng lẽ muốn mưu sát tiểu thúc ta à? Ngươi rốt cuộc không có nghe được, nhanh lên một chút thả ta. Nhìn Diệp Thần Phong tiệm hành tiệm viễn hình bóng, Diệp Đông Kiện trong lòng khí là không đánh một chỗ tới. Diệp ra trong biệt thự, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ngoài phòng Diệp Đông Kiện. Thần Phong! Người tiểu thúc như vậy hội sẽ không xảy ra chuyện. Có chút lo lắng hỏi. Gia Gia, ngài hãy yên tâm, ta cam đoan tiểu thúc không có việc gì, muốn có được thực lực tựu tất phải bỏ ra tương ứng đại giới. Diệp Thần Phong hồi đáp. Diệp Thần Phong dạy cho Diệp Đông Kiện hai bộ quyền pháp thế nhưng có thể thúc sanh trong cơ thể kình khí sinh ra,
lại mà Diệp Đông kiện tài ác liệt như vậy trong hoàn cảnh, trong thân thể lại nín một bụng thịnh nộ, tiềm năng tự nhiên mà vậy hội bị kích thích ra tới. Khả năng một buổi tối Diệp Đông kiện trong cơ thể là có thể sản sinh kình khí, nếu như sản sinh kình khí, Diệp Đông kiện dựa vào bản thân là có thể đứt đoạn cột hắn cử động dây thừng. Một đêm này, Diệp Đông kiện chỉ có thể không ngừng dựa vào luyện tập hai bộ quyền pháp tài năng đủ duy trì trong thân thể nhiệt độ, mà Diệp Thần Phong cũng đúng giờ mỗi qua một giờ sẽ cho Diệp Đông kiện bát thượng ba thùng nước lạnh, nhượng Diệp Đông kiện trong thân thể hỏa khí không ngừng dâng lên. Tại tướng hai bộ quyền pháp càng luyện càng quen sau đó, Diệp Đông kiện cảm giác được trong thân thể có cổ hơi ấm đang lưu động, đương Diệp Thần Phong lại hướng hắn dội nước lã thời gian, thân thể hắn cũng không có lúc đầu như lạnh giá. Diệp Thần Phong nhìn mình tiểu thúc biến hóa, trong lòng không kiềm hãm được gật đầu. Một buổi tối, Diệp Thần Phong cùng Diệp Đông Kiện đều không có ngủ, thậm chí liền cũng không có chợp mắt, thỉnh thoảng hội tại trước cửa sổ nhìn hai mắt ngoài phòng Diệp Đông Kiện. Ngày thứ hai, Đông Phương Thăng khởi một vòng mặt trời mới mọc. Luyện tập cả đêm quyền pháp, Diệp Đông Kiện cảm giác không được mệt mỏi dã rời, trái lại cả người càng tinh thần, nhìn đến từ trong nhà đi ra Diệp Thần Phong, hỏa khí thoáng đi lên. Mắng, đây coi như là cái gì huấn luyện. Ta xem là ngươi hỗn tiểu tử này ý định đang đùa tiểu thúc ta đi đi. Hai tay hai chân lại một lần nữa giãy giụa, lúc này Diệp Đông Kiện cảm giác được bốn cổ khí lưu hướng tứ chi hội tụ mà đi, khẩn đón, ba 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 tứ thanh, cột hắn cử động tráng kiện dây thừng vậy mà toàn bộ đứt khai tới. Diệp Đông Kiện ngây ngẩn cả người, lửa giận trong lòng tiêu mất không thiếu. Trước kia hắn muốn đứt đoạn bốn cây như thế tráng kiện dây thường có thể nói là mơ mộng hão huyền, thế nhưng hắn hiện tại làm xong rồi, như vậy nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Thần Phong thật là tại huấn luyện hắn, với lại ngắn ngủi một ngày thời gian nhượng thực lực của hắn hướng tới đi tới một bước dài. Tiểu thúc, thế nào? Bây giờ là điều không phải cảm giác toàn thân có sự không xong lực lượng. Diệp Thần Phong cười hỏi. Tại trong biệt thự trước cửa sổ ngắm nhìn. Khi nhìn đến Diệp Đông Kiện đứt đoạn bốn cây tráng kiện dây thừng sau, nếp uốn khuôn mặt thượng cũng cười nở hoa, bây giờ Diệp gia dòng chính giữa cũng chỉ còn lại có Diệp Đông Kiện cùng Diệp Thần Phong, đương nhiên mong muốn bọn họ hai cái biến được càng tới càng cường hãn. Dù sao hiện nay từ một nơi bí mật gần đó có người ở đối phó Diệp gia, Diệp Đông Kiện cùng Diệp Thần Phong tự thân nhiều một phần thực lực, như vậy thì bằng nhiều một phần an toàn. Chương 225, Thần Phong, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Diệp Đông Kiện cảm giác trong thân thể thư sướng không gì sánh được, chính như Diệp Thần Phong nói như phảng phất có sự không song lực lượng, kèm theo thực lực đề thăng, Diệp Đông Kiện tự tin lần thứ hai trở về, muốn khởi từ hôm qua đến hiện nhận được không thuộc mình đối đãi. Tuy rằng hắn đã biết đây thật là Diệp Thần Phong phương thức huấn luyện, nhưng lại tương đối hữu hiệu, thế nhưng trong lòng từ đầu đến cuối đều nín một chút sức lực. Tay cánh tay chợt run lên, nhất cổ kình khí tức khác thoát thể mà ra. Diệp Đông Kiện há miệng một vòng nụ cười sáng lạn, nói rằng, Thần Phong, ngươi ngày hôm qua đến hiện tại thế nhưng rất đã nghiền a. Bây giờ là điều không phải muốn cho tiểu thúc ta cũng qua đã nghiền. Thực lực nhận được đề thăng sau, Diệp Đông Kiện hoàn toàn đem chính hắn một yêu nghiệt cháu trai thực lực đáng sợ ném sau ót, hai chân chợt trừng lên, thân thể dường như rời dây cung cung tiễn hướng Diệp Thần Phong vào tới, cổ họng trong quát dẹp đường, Thần Phong. Tiểu tử ngươi, ngày hôm nay tiểu thúc ta để ngươi biết nên thế nào tôn trọng trưởng bối. Diệp Đông Kiện cái kia gọi là khí phách hăng hái, khí phách chắc lậu, hắn là bị vui sướng sung hôn đầu óc, hắn cũng không tiện tốt ngẫm lại là ai nhượng hắn trong một đêm thực lực có khổng lồ như vậy tiến triển. Bằng hắn điểm ấy năng lực tại Diệp Thần Phong trong mắt cùng A Miêu A Cẩu không có bao lớn khác nhau. Diệp Thần Phong thản nhiên tự nhiên đứng tại chỗ, không có chút nào muốn né tránh ý tứ. Nhàn nhạt mở miệng nói, tiểu thúc, ta xem ngươi là lòng tự tin bành trướng, ta đã nói rồi, ngươi đời này muốn thắng ta trên cơ bản là không thể nào, ngươi tự ngoan ngoãn tiếp thu hiện thực đi. Tuy rằng hiện thực thẳng tàn khốc, Diệp Đông Kiện huy động uy vũ sinh uy nắm tay, không phục nói rằng, Thần Phong, tiểu tử ngươi cũng không nên bả lời nói như thế đầy, ăn trước ngươi tiểu thúc ta một cái trọng quyền hơn nữa. Vừa dứt lời, Diệp Đông Kiện nắm tay đã cách Diệp Thần Phong ngực gần như gang tấc. Diệp Thần Phong khóe miệng cầm một vòng sái nhiên dáng tươi cười, đùi phải đi lên nhẹ nhàng vừa nhấc, một cước chuẩn xác không có lầm đá vào Diệp Đông Kiện ngực. Diệp Đông Kiện thân thể dường như một cái trang bị đầy đủ thước bao tải, trên không trung xẹt qua cùng nhau duyên dáng độ cung, sau đó mới nặng nề té lăn quay trên mặt đất. Tiểu thúc, tự ngươi bây giờ điểm ấy cân lượng, ngay cả ta một cái góc áo đều không gặp được. Diệp Thần Phong nhún vai,
Ngoạn vị nhìn trên đất Diệp Đông Kiện nói rằng, cách mệnh chưa thành công. Đồng chí còn cần nỗ lực a. Bất quá, tiểu thúc, dùng thực lực của ngươi bây giờ phỏng chừng muốn bại võ thúc thúc là không thành vấn đề. Diệp Đông Kiện xoa đau đớn ngực, từ dưới đất bò dậy, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói rằng, thần phong, ngươi thật mẹ nó muốn mưu sát tiểu thúc ta a. Còn có không mang theo ngươi như thế khó coi người, tốt xấu ta cũng vậy ngươi tiểu thúc, ngươi sau đó ở trước mặt ta có thể hay không hơi có chút vãn bối hình dạng. Diệp Đông Kiện thật sự là không biết làm sao a, đánh cũng đánh không lại chính hắn một cháu trai, cho nên chỉ có thể mang theo thương lượng giọng điệu. Tiểu thúc, ta đều không phải đã nói rồi sao, đẳng ngươi chừng nào thì có thể đánh thắng ta, ta cam đoan tại trước mặt ngươi một mực cung kính. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói. Diệp Đông Kiện khổ não cầm lấy đầu, thở dài một hơi nói rằng, hay là thôi đi. Phỏng chừng ta đời này cũng phải muốn sống tại ngươi dưới bóng tối. Thần Phong, ngươi và Diệp Đông Kiện sáng sớm đang làm gì đó? Võ Khôn Minh sải bước đi vào Diệp gia trong sân của biệt thự. Khi hắn nhìn đến toàn thân cao thấp chỉ mặc nhất cái quần lót, dáng dấp có chút chật vật Diệp Đông Kiện thời gian, không khỏi trêu ghẹo nói, Diệp Đông Kiện, ngươi sáng sớm cởi sạch y phục tại tú ngươi vóc người ni. Còn là tại luyện tuyệt thế thần công. Diệp Đông Kiện thực lực vừa đề thăng, lại bị Diệp Thần Phong cấp một cước đá bay. Trong lòng đang khó chịu lắm, cái này Võ Khôn Minh tới đúng lúc a. Ngày hôm nay hắn Diệp Đông Kiện tuyệt đối muốn hãnh diện một lần, từ trước hắn và Võ Khôn Minh luận bàn có thể không có thắng nổi một lần ni. Đại Hắc Hùng, người mù thì thầm cái gì kình, là điều không phải muốn cho ta thật tốt thu thập ngươi một bữa. Diệp Đông Kiện xoay xoay cánh tay hỏi. Diệp Đông Kiện, ngày hôm nay ta cũng không có thời gian cùng ngươi làm ầm ĩ, ta là tới tìm Thần Phong có sự tình nói. Võ Khôn Minh vuốt tay nói rằng, tại trong mắt hắn cùng Diệp Đông Kiện luận bàn thật sự là quá không có tính khiêu chiến. Từ nhỏ đến lớn Diệp Đông Kiện có thắng nổi hắn một lần sao? Diệp Đông Kiện chẳng phân biệt được mọi việc trực tiếp hướng Võ Khôn Minh vào tới, ngày hôm nay thì là Võ Khôn Minh không muốn so tài cũng không được, cổ họng trong quát dẹp đường, Đại Hắc Hùng. Ngày hôm nay ta để ngươi kiến thức một chút ta Diệp Đông Kiện thực lực chân chính. Ta xem ngươi thật là tìm đánh ni đi, như vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Nhìn đến liều lĩnh hướng bản thân huy quyền xông tới Diệp Đông Kiện, Võ Khôn Minh chỉ có thể ứng chiến. Phanh một tiếng. Hai quyền tương đối, Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh đồng thời rút lui 5-6 bước, Võ Khôn Minh cổ họng trong khinh di một tiếng, dĩ vãng hắn và Diệp Đông Kiện cứng đối cứng, chỉ có Diệp Đông Kiện không địch nổi phần. Thế nhưng vừa rồi tình hình kia, rõ ràng cho thấy thực lực của hai người bọn họ lực lượng ngang nhau mà. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Võ Khôn Minh hai con ngươi từ từ biến được ngưng trọng. Nhìn thoáng qua đứng bên cạnh tại cách đó không xa Diệp Thần Phong, Võ Khôn Minh trong lòng không sai biệt lắm nắm chắc, Diệp Đông Kiện sở dĩ sẽ tăng lên thực lực, đồng ý là Thần Phong huấn luyện thành quả. Đại Hắc Hùng, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Nói cho ngươi biết. Vừa rồi ta chỉ dùng 5 thành lực lượng, hiện tại ngươi nhận ta 10 thành lực lượng thử nhìn một chút. Diệp Đông Kiện nhìn đến Võ Khôn Minh ngưng trọng dáng dấp, trong lòng nhạc a lắm. Lại một lần nữa huy quyền hướng Võ Khôn Minh vào tới. Võ Khôn Minh cắn răng một cái, phản bác 5 thành lực lượng. Diệp Đông Kiện, không mang theo ngươi như thế khoác lác. Võ Khôn Minh đồng dạng đem người trong toàn bộ lực lượng tăng lên, hai người nắm tay lần thứ hai đụng vào sát na. Lúc này Diệp Đông Kiện đứng tại chỗ khẽ động không nhúc nhích, mà Võ Khôn Minh dưới chân bước chân đăng 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 rút lui 10 bước có dư, sau đó một cái không có đứng vững, nhất phần mông ngồi trên mặt đất. Cùng Diệp Đông Kiện đối quyền cánh tay phải bị chấn đắc tê dại, hiện tại Võ Khôn Minh tin, đệ nhất lần Diệp Đông Kiện thật chỉ có sử xuất 5 thành lực lượng, thế nhưng Diệp Đông Kiện đề thăng thực lực tốc độ cũng quá nhanh một điểm đi. Ngược lại, Võ Khôn Minh nghĩ đến yêu nghiệt như Diệp Thần Phong thời gian liền tiêu tan. Hắn biết thượng Diệp Thần Phong thực lực như vậy cường hãn nhân vật, muốn tại trong khoảng thời gian ngắn để thăng một người thực lực nhất định là có biện pháp. Thế nào, Đại Hắc Hùng, hiện tại biết ta Diệp Đông Kiện lợi hại đi. Trước đây ta đều là tại để cho ngươi, bằng không ngươi thật đúng là cho là mình là đệ nhất thiên hạ. Diệp Đông Kiện tâm tình thư sướng nói rằng, Võ Khôn Minh từ dưới đất đứng lên, nhìn liền đều không có liếc mắt nhìn Diệp Đông Kiện, trực tiếp đi tới Diệp Thần Phong trước mặt. Nói rằng, Thần Phong, ta biết Diệp Đông Kiện có thể đánh thắng ta đều là công lao của ngươi, ngươi và Hiểu Phỉ cũng sắp đính hôn, sau đó chúng ta cũng đều là người một nhà, ngươi không thể đủ nặng bên này nhẹ bên kia a. Là điều không phải cũng huấn luyện ta.
Diệp Đông Kiến nhất nghe hoàn toàn cấp, hiện tại hắn thật vất vả có thể đánh bại Võ Khôn Minh, nếu để cho Võ Khôn Minh tiếp nhận rồi Diệp Thần Phong huấn luyện, hắn đều không phải lại chỉ có đương bao cát phần mà. Thần Phong, người đừng lý đầu này đại hắc hùng, ta thế nhưng người thân thúc thúc, hắn toán cá điểu, sau đó ngươi chỉ cần phụ trách huấn luyện ta là được, ta cam đoan không hội lại đối huấn luyện của ngươi phương án bất mãn. Diệp Đông Kiện vội vàng nói. Lần này Diệp Thần Phong mặc dù có thể đủ nhượng Diệp Đông Kiện một đêm trong vòng trong thân thể thúc xanh xuất khí kình tới, không riêng gì hai bộ thúc xanh khí kình quyền pháp công lao, là trọng yếu hơn là lúc đó bị Diệp Thần Phong lần lượt trêu đùa, nhượng Diệp Đông Kiện trong lòng thật sinh ra tức giận, cái này mới có thể dùng Diệp Đông Kiện tiềm năng bị kích phát ra rồi. Nếu như lại dùng phương pháp giống nhau huấn luyện Diệp Đông Kiện lần thứ hai, chắc chắn sẽ không có quá lớn hiệu quả. Bởi vì Diệp Đông Kiện đã biết phương pháp này có thể trong khoảng thời gian ngắn để thăng thực lực, như vậy hắn sẽ gặp nhất nhẫn lại nhẫn, trong lòng cũng sản sinh không được tức giận. Mà Võ Khôn Minh thấy được Diệp Đông Kiện cái này để thăng thực lực ví dụ, hắn nếu như cũng tiếp thu giống nhau huấn luyện phương án, trong lòng khả năng cũng sẽ không sản sinh tức giận, như vậy cái huấn luyện này phương án hiệu quả sẽ không như thế rõ rệt. Võ Thúc Thúc, nhưng ta huấn luyện chuyện của ngươi chờ một hồi hãy nói đi. Ngươi không phải mới vừa nói là tới tìm ta sao? Ngươi có chuyện gì không? Diệp Thần Phong nghi vấn hỏi. Ngươi xem ta, bị Diệp Đông Kiện như thế nhất náo, ta thiếu chút nữa đem chuyện này quên, ngươi còn nhớ rõ Binh Vương Tổ Vương Lực sao? Trước đây ta và hắn cùng đi Thiên Hải chấp hành nhiệm vụ, lần kia ít nhiều ngươi tài năng đủ có thể dùng nhiệm vụ viên mãn hoàn thành a. Võ Khôn Minh vỗ một cái ót của mình, mới chậm rãi tướng sáng sớm tìm đến Diệp Thần Phong sự tình nói liên tục. Chương 226, Binh Vương Tổ mời. Trước đây Võ Khôn Minh giúp đỡ Binh Vương Tổ Vương Lực đến đây Thiên Hải chấp hành nhiệm vụ, cuối cùng có thể hiểm mà lại hiểm phá án và bắt giam Thiên Hải bệnh độc nghiên cứu căn cứ, trong đó đại bộ phận công lao đều là Diệp Thần Phong, nếu là không có Diệp Thần Phong tham gia, chỉ sợ bọn họ đừng nói là phá án và bắt giam bệnh độc nghiên cứu căn cứ, khả năng đến cuối cùng còn có thể toàn quân bị diệt. Như vậy hậu quả như thế thật là thiết tưởng không chịu nổi. Nếu để cho bệnh độc nghiên cứu trong căn cứ kiểu mới bệnh độc tại nước Hoa lan tràn ra, tuyệt đối sẽ tạo thành khủng hoảng, thậm chí tướng hội cấp toàn bộ nước Hoa mang đến xưa nay chưa từng có rung chuyển. Sáng sớm hôm nay Võ Khôn Minh tự nhận được Vương Lực đánh cấp điện thoại của hắn, nói là Binh Vương Tổ muốn mời Diệp Thần Phong đi Binh Vương căn cứ tham quan, kết quả là Võ Khôn Minh tự hấp tấp đi tới Diệp gia, muốn mượn Diệp Thần Phong mặt mũi cũng đến Binh Vương trong căn cứ đi một chuyến. Phải biết rằng Binh Vương căn cứ có thể điều không phải tùy tiện ai cũng có thể đi tới, coi như là quốc gia cao tầng, tại không có được Binh Vương Tổ đồng ý trước, bọn họ cũng thì không cách nào tiến nhập Binh Vương căn cứ. Binh Vương Tổ tại nước Hoa là một cái đặc biệt đặc thù bộ môn, toàn bộ Binh Vương Tổ tổng cộng có 120 người, cái này 120 tên thành viên mỗi cái đều có thể đủ xưng là từng binh sĩ chi vương. Mà Binh Vương Tổ trách nhiệm còn lại là bảo vệ nước Hoa. Diệt trừ tất cả đối nước Hoa có sức uy hiếp lực lượng, cho nên Binh Vương Tổ quyền trong tay là lớn vô cùng. Thế nào, Thần Phong, có thể không phải ai đều có thể đủ đi tham quan Binh Vương căn cứ, Vương Lực tại trong điện thoại nói, nếu như ngươi đồng ý lời nói, ngày hôm nay cũng có thể đi tham quan. Võ Khôn Minh nhìn hứng thú không lớn Diệp Thần Phong, trong lòng là bất đắc dĩ lắc đầu, nếu là cái khác người thu được Binh Vương Tổ mời. Nhất định sẽ cao hứng sờ không được bắt. Mà Diệp Thần Phong hình như chỉ là nghe xong một cái không mặn không lạt sự tình mà thôi. Nói thật đi, Diệp Thần Phong đối gì Binh Vương Tổ a? Binh Vương căn cứ các loại, thật không có một chút hứng thú, ban đầu ở cường binh huấn luyện doanh thời gian, Diệp Thần Phong đã cùng Binh Vương Tổ thành viên Vương Lực đối chiến qua, mà bây giờ Diệp Thần Phong thực lực đều không phải ngày xưa có thể so. Nếu như Binh Vương Tổ bên trong có thể cùng hắn dốc lòng đọ cao thấp người. Diệp Thần Phong trái lại cam tâm tình nguyện đi một chuyến, dù sao cùng cao thủ đối chiến, hắn tài năng đủ nhượng thực lực của chính mình đi lên đề thăng. Thần Phong, nếu Binh Vương Tổ mời ngươi đi Binh Vương căn cứ, như vậy ngươi không bằng tự đi tham quan đi. Dù sao Binh Vương Tổ tại nước Hoa có địa vị đặc thù, ngay cả gia gia ta cũng không thể đủ tùy tiện tiến nhập Binh Vương căn cứ. Diệp lão gia tử không biết lúc nào từ trong nhà đi ra. Nếu lão gia tử đều nói như vậy Diệp Thần Phong coi như lãng phí một ngày thời gian đi. Thuận miệng nói rằng, Võ Thúc Thúc, vậy chúng ta bây giờ tự lên đường đi. Thần Phong, cái này là được rồi mà. Võ Thúc Thúc ta cũng có thể dính ngươi quang, tiến Binh Vương bên trong trụ sở đi dạo. Võ
Võ Khôn Minh vừa cười vừa nói. Binh vương căn cứ thế nhưng mỗi một cái quân khu người đứng giữa tha thiết ước mơ địa phương, bởi vì binh vương tổ thành viên là nước Hoa mạnh nhất từng binh sĩ chi vương, có thể tiến nhập binh vương căn cứ đối với quân khu chính giữa người mà nói tuyệt đối là một loại to lớn vinh quang. Một bên Diệp Đông Kiện mở miệng nói rằng, Thần Phong, cũng cho ta cùng đi với ngươi đi. Vừa vặn ta sớm muốn đi nhìn binh vương bên trong trụ sở là bộ dáng gì. Diệp Thần Phong một tiếng đáp ứng xuống, Võ Khôn Minh vội vã gọi một cú điện thoại cho Vương Lực, hỏi Vương Lực có thể hay không nhiều hơn nữa mang một người tới binh vương căn cứ. Bên đầu điện thoại kia Vương Lực không do dự tự đồng ý. Binh vương căn cứ thống soái trong phòng làm việc. Binh vương tổ thống soái tên là Ngô Quốc Thiên, hôm nay đã có 55 tuổi. Lúc còn trẻ bị người lấy một cái tên là Huyết Lang biệt hiệu. Có người nói tại Ngô Quốc Thiên lúc còn trẻ, hắn đã từng một người đối phó một chi thực lực siêu cường ngoại quốc dung binh đoàn, cuối cùng ở trong rừng rậm chi kia ngoại quốc dung binh đoàn toàn quân bị diệt. Đường Ngô Quốc Thiên từ trong rừng rậm đi lúc đi ra, trên người dính đầy máu tươi, phảng phất là mới vừa từ máu loãng trong bò ra. Còn có cặp kia như ác lang đôi mắt đều là những người ký ức khắc sâu, từ đó về sau Ngô Quốc Thiên thì có Huyết Lang biệt hiệu, đương nhiên, năm đó hắn cũng binh vương tổ thống soái ni. Lúc này, Ngô Quốc Thiên ngồi ở thống soái trong phòng làm việc cái ghế thượng, ở trước mặt của hắn đứng một gã tuổi chừng 30 hơn nam nhân. Cái này người không phải là binh vương tổ thành viên Vương Lực mà. Tại Ngô Quốc Thiên trước mặt phóng một phần về Diệp Thần Phong từ nhỏ đến lớn tư liệu, phần tài liệu này hầu như bao gồm Diệp Thần Phong tất cả mọi chuyện, từ trong tài liệu nhìn Diệp Thần Phong bất quá chỉ là một cái hoàn khố tử đệ, với lại nhiều năm trước Diệp Thần Phong bị người hành hung mắc phải kinh hoàng chứng sau đó, càng là trở thành kinh thành người tận đều biết trò cười. Ngô Quốc Thiên hai con người hơi nhất ngưng, ngón tay không ngừng qua lại gõ lên mặt bàn, ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở trước mặt mình Vương Lực. Hỏi y theo ngươi xem Diệp Thần Phong rốt cuộc là cái hạng người gì? Thực lực của hắn thật sự có lời ngươi nói mạnh mẽ như vậy sao? Vương Lực nghiêm túc hồi đáp, thống soái, Diệp Thần Phong người này nhượng ta chóc đoán không ra, bất quá thực lực của hắn chí ít tại trên ta, nếu như vậy người đều là người ngu lời nói, như vậy kinh thành không có một người là bình thường. Vương Lực, xem ra ngươi đối Diệp Thần Phong đánh giá rất cao a. Ngươi ở đây binh vương tổ chính giữa thực lực coi là thượng là trung đẳng. Nếu như là binh vương tổ chính giữa người thực lực mạnh nhất cùng Diệp Thần Phong tướng so với, ngươi cho là người nào càng thêm lợi hại một điểm? Ngô Quốc Thiên hỏi, hắn trong lòng bắt đầu đối Diệp Thần Phong sinh ra hứng thú, muốn gặp vừa thấy cái này bị kinh thành mọi người cười nhạo thành là người ngu thanh niên nhân, rốt cuộc là cái bộ dáng gì người? Bằng không hắn cũng sẽ không nhượng Vương Lực đi an bài Diệp Thần Phong tới binh vương căn cứ. Theo ta thấy Diệp Thần Phong thực lực khả năng không bằng binh vương tổ chính giữa thực lực cường hãn nhất thành viên. Vương Lực đối Diệp Thần Phong nhận chi còn dừng lại tại từ trước ni. Nghe vậy, Ngô Quốc Thiên gật đầu, nói rằng, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt ha. Chỉ cần Diệp Thần Phong thực lực cá nhân không uy hiếp được nước Hoa an nguy, chúng ta tự không cần phải đi để ý tới. Ngô Quốc Thiên trong lòng cũng nghĩ đến Diệp gia nhượng Diệp Thần Phong ẩn nhẫn nhiều năm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Hắn cũng cho rằng Diệp Thần Phong thực lực không thể nào là tại một sớm một chiều gian thì có, nhất định là từ nhỏ tự tiếp thu đặc thù huấn luyện, chỉ bất quá Diệp gia bảo mật công tác làm rất khá mà thôi. Diệp Thần Phong, rốt cuộc là kinh thành mọi người đang cười nhạo ngươi. Cũng là ngươi núp trong bóng tối cười nhạo sở hữu kinh thành người đâu. Là Long Trung Quy có bay lên một ngày, xem ra nước Hoa lại muốn không yên ổn, ta chỉ hy vọng ngươi không nên nháo ra quá động tĩnh lớn tới. Bằng không binh vương tổ tuyệt đối không hội khoanh tay đứng nhìn. Ngô Quốc Thiên ở trong lòng thầm nghĩ, dù sao binh vương tổ tồn tại ý nghĩa chính là bảo vệ nước Hoa. Vương Lực, ta vẫn có chút lo lắng ha. Đợi Diệp Thần Phong đi tới binh vương căn cứ sau đó, những người đi thử một chút thực lực của hắn sâu cạn đi. Ta nghĩ muốn tận mắt đến thực lực của hắn cực hạn ở nơi nào. Ngô Quốc Thiên tổng cảm giác trong lòng có chút hốt hoảng. Cái này Diệp Thần Phong thực lực nên xa xa không ngừng Vương Lực nói đơn giản như vậy, đây là thuần túy là trực giác của hắn. Là, thống soái, Vương Lực lên tiếng sau, liền thối lui ra khỏi thống soái phòng làm việc. Một bên khác, Diệp Thần Phong cùng Diệp Đông Kiện ngồi Võ Khôn Minh xe jeep nhà binh xe đã tại hướng tới binh vương căn cứ bên này khai. Từ Diệp gia chạy đến binh vương căn cứ có chừng 2-3 canh giờ lộ trình, dọc theo đường đi trong lúc rảnh rỗi. Lái xe jeep nhà binh Võ Khôn Minh mở miệng hỏi, Thần Phong,
dùng thực lực của ngươi bây giờ có thể một lần đánh ngã vài cái binh vương tổ thành viên. Diệp Thần Phong không chút nghĩ ngợi hồi đáp, chắc là tới nhiều ít đánh ngã nhiều ít đi. Trừ phi binh vương tổ trong có tuyệt thế cao thủ tồn tại. Nếu không Võ Khôn Minh biết Diệp Thần Phong thực lực, hắn nhất định sẽ cho rằng Diệp Thần Phong là đang nói mạnh miệng, thế nhưng thấy tận mắt thức qua Diệp Thần Phong tại võ gia hậu hoa viên làm ra động tĩnh, như thực lực còn sợ rằng thật tự tưởng Diệp Thần Phong nói như vậy, binh vương tổ thành viên tới nhiều ít, hắn là có thể đánh ngã nhiều ít ni. Đại Hắc Hùng, người cũng không nhìn một chút Thần Phong là của ai cháu trai. Có ưu tú như vậy tiểu thúc tại, Thần Phong thực lực sẽ kém đi nơi nào sao? Diệp Đông Kiện dương dương đắc ý nói rằng, coi như hết, Đông Kiện, chỉ ngươi chút thực lực ấy còn chưa đủ Thần Phong vừa đối mặt ni. Nếu như ngươi tự nhận là rất nghiêu bê lời nói, đợi cùng binh vương tổ thành viên đi luận bàn một chút, nếu như ngươi có thể đánh ngã một hai binh vương tổ thành viên, ta Võ Khôn Minh từ nay về sau đánh trong đáy lòng bội phục ngươi. Võ Khôn Minh bĩu môi mong chờ nói rằng, Diệp Đông Kiện nghe xong Võ Khôn Minh lời nói sau, lập tức an tĩnh ngậm miệng lại. Mặc dù bây giờ thực lực của hắn tăng lên, thế nhưng muốn cùng binh vương tổ thành viên luận bàn, hắn trong lòng thật đúng là không có để ni. Chương 227, 7 cấp linh hồn lực cường hãn. Đường Võ Khôn Minh lái hắn xe jeep nhà binh xe mang theo Diệp Thần Phong cùng Diệp Đông Kiện đi tới binh vương cửa trụ sở thời gian, binh vương căn cứ hai phiến rất nặng thiết môn mở rộng, cổng liền một cái gác binh sĩ cũng không có, điều này làm cho ngồi ở trong xe Diệp Thần Phong cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Binh vương căn cứ nếu là liền quốc gia cao tầng đều không có cách gì tùy tiện vào đi địa phương, như vậy ban ngày cổng thế nào liền cái thủ vệ cũng không có. Cho dù binh vương tổ người biết Diệp Thần Phong bọn họ muốn tới binh vương căn cứ tham quan, cũng không thể có thể sớm tướng cửa mở ra gác vệ toàn bộ đều đi đi. Trong này nhất định có cổ quái. Lái xe jeep nhà binh Võ Khôn Minh hoàn toàn là cái thô thần kinh, vừa cười vừa nói, Thần Phong, binh vương tổ người lại có thể sớm cho chúng ta mở cửa. Xem ra mặt của ngươi còn thật không phải là thông thường đại ni. Chúng ta cái này vào đi thôi. Võ Khôn Minh trực tiếp tướng xe jeep nhà binh xe lái vào binh vương bên trong trụ sở, xe jeep đi qua đại môn, đầu tiên đập vào mi mắt là một mảnh cực đại thao luyện trường. Trích đô tại Võ Khôn Minh cùng Diệp Đông Kiện qua lại quan vọng binh vương căn cứ thời gian, binh vương trong căn cứ đột nhiên vang lên liên miên bất tuyệt chói tai tiếng cảnh báo, khẩn đón, cửa hai phiến rất nặng thiết môn chậm rãi đóng lại. Mấy trăm tên binh vương tổ thành viên đột nhiên toàn bộ tụ tập đến thao luyện trường thượng, đây tựu không sai biệt lắm là binh vương tổ toàn thể thành viên, bất quá vương lực cũng không ở trong đó. Võ Khôn Minh cùng Diệp Đông Kiện bị như vậy trận thế lại càng hoảng sợ, tỉnh hồn lại Võ Khôn Minh liền vội vàng nói, Thần Phong, cái này nhất định là binh vương tổ đối với ngươi nghi thức hoan nghênh, chúng ta xuống xe đi. Bằng không có vẻ bao nhiêu không lễ phép a. Thần Phong. Có thể nhượng binh vương tổ nhiều như vậy thành viên đặc biệt tới hoan nghênh ngươi. Chỉ sợ ngươi là nước hoa người thứ nhất, Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh tìm cách giống nhau, đồng dạng là cái thô thần kinh gia hỏa. Diệp Thần Phong khẽ nhíu chân mày, sau đó lại rời rạc xuống, khuôn mặt thường khôi phục gợn sóng không khỏi biểu tình, hắn cũng không nhận ra binh vương tổ những thành viên này là tại hoan nghênh hắn, từ vừa mới đạt tới cửa thời gian, hắn tự phát giác không được bình thường. Bất quá! Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, dùng Diệp Thần Phong hiện tại thất cấp linh hồn lực cường hãn thực lực. Binh vương tổ hẳn không có người là đối thủ của hắn. Ký tới chi, tắc an chi, Diệp Thần Phong theo Võ Khôn Minh cùng Diệp Đông Kiện cùng đi xuống xe jeep. Các ngươi là ai, cũng dám tư sấm binh vương căn cứ, lẽ nào các ngươi không muốn sống nữa sao? Đứng tại mấy trăm tên binh vương tổ thành viên trước mặt nhất một gã nam nhân lên tiếng. Nam nhân hai điều lông mi tự kiếm, hai con ngươi như dã thú con ngươi, dài nhất trương mặt chữ quốc, thân cao chừng 1 thước 8 năm, thân thể cực kỳ to tráng, dường như tùy thời tùy khắc đều muốn đem mặc trên người món đó quân phục cấp chống đỡ bọc. Tên nam tử này người tên là Triệu Phi, trên người tản ra nhất cổ khí thế bàng bạc, hắn là binh vương tổ 120 tên trong thành viên, thực lực cường hãn nhất một người. Vừa rồi cái này mấy trăm tên binh vương tổ thành viên nhận được thống soái Ngô Quốc Thiên mệnh lệnh. Muốn bọn họ thăm dò Diệp Thần Phong thực lực cực hạn rốt cuộc ở nơi nào. Cho nên binh vương căn cứ mới có thể triệt hồi cửa thủ vệ. Vì chính là nhượng Diệp Thần Phong bọn họ dễ dàng đi tới, sau đó cho bọn hắn gắn một cái tư sấm binh vương căn cứ tội danh, dùng này tới làm tức giận Diệp Thần Phong cùng bọn họ đối chiến. Võ Khôn Minh đang nghe Triệu Phi lời nói sau,
vội vã giải thích, cái này vị binh vương tổ huynh đệ, chúng ta hôm nay là đã bị mời đến đây binh vương căn cứ tham quan. Cũng không phải tư sấm binh vương căn cứ. Tham quan, là ai cho ngươi môn tới tham quan, ta thế nào không biết, Triệu Phi từ đầu đến cuối nói năng thận trọng. Là Vương Lực gọi điện thoại cho ta, nhượng chúng ta tới binh vương căn cứ, không tin ngươi có thể đi hỏi hắn a. Võ Khôn Minh hồi đáp. Triệu Phi xoay xoay bột, nói rằng, Vương Lực đã sớm đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, bây giờ căn bản không ở kinh thành, hắn như thế nào hội cho các ngươi tới tham quan binh vương căn cứ. Ba người các ngươi đừng nói nhảm, ta gặp các ngươi là nước hoa gian tế đi, đợi bà ba người các ngươi bắt sống, ta lại thật tốt thẩm hỏi các ngươi. Triệu Phi trong thân thể khí thế đột nhiên bạo phát ra, tướng trên người của hắn món đó quân phục đều nổ tung khai tới, lộ ra đặc biệt hoàn mỹ cơ thể. Đại Hắc Hùng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi cầm chú cháu chúng ta hai làm trò cười ni a? Minh Vương Tổ căn bản cũng không có mời Thần Phong a. Ngươi nói hiện tại phải làm gì? Diệp Đông Kiện nhìn đến Triệu Phi bọn họ động thật, khó chịu chất vấn Võ Khôn Minh. Cái này, điều đó không có khả năng a. Sáng sớm rõ ràng là Vương Lực gọi điện thoại cho ta, không thể có thể có sai. Võ Khôn Minh phe phẩy đầu nói rằng. Diệp Thần Phong trái lại từ đầu đến cuối vẫn duy trì nhất phó biểu tình, khóe môi nhếch lên một chút tiêu ý, xem ra hôm nay binh vương tổ cũng không phải đơn giản mời hắn tới tham quan binh vương căn cứ. Nếu binh vương tổ người muốn chơi, như vậy Diệp Thần Phong liền theo bọn họ chơi chơi thích hơn. Binh vương căn cứ thống soái trong phòng làm việc. Ngô Quốc Thiên cùng Vương Lực nhìn màn ảnh trước mặt, trong màn ảnh hình ảnh rõ ràng là thao luyện trường thượng tình hình thực tế cảnh. Vương Lực, người thế nhưng cùng Diệp Thần Phong đã giao thủ, người nói Diệp Thần Phong có thể tại Triệu Phi thuộc hạ chống nổi mấy chiêu. Ngô Quốc Thiên có nhiều hăng hái hỏi. Dùng Diệp Thần Phong thực lực nhiều lắm tại Triệu Phi thuộc hạ chống nổi 30 chiêu dáng dấp. Vương Lực cung kính hồi đáp. 30 chiêu, có thể chống nổi 30 chiêu thì không tệ, ngay cả ngươi cũng chỉ có thể đủ tại Triệu Phi thuộc hạ chống nổi 20 chiêu đi. Ngô Quốc Thiên hàm gật đầu cười. Thao luyện trường thượng. Triệu Phi không để ý đến Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh, trực tiếp hướng Diệp Thần Phong vào tới, hắn vừa rồi thấy qua Diệp Thần Phong ảnh chụp. Nhiệm vụ hôm nay là thăm dò Diệp Thần Phong thực lực cực hạn, như vậy Triệu Phi đương nhiên không chút do dự tìm tới mục tiêu nhân vật. Thao luyện trường thượng cái khác binh vương tổ thành viên đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, ở trong mắt bọn họ Triệu Phi muốn bắt hạ Diệp Thần Phong cũng dễ dàng sao. Thăm dò Diệp Thần Phong thực lực cực hạn, Triệu Phi một người như vậy đủ rồi. Mong muốn thực lực của ngươi như Vương Lực nói như, bằng không ta nhưng là sẽ cảm thấy rất mất mặt vị. Triệu Phi trong thân thể khí thế toàn bộ bạo phát ra, tốc độ đặc biệt cực nhanh, trong chớp mắt đã đến Diệp Thần Phong trước mặt, nhìn đến không tránh Diệp Thần Phong, Triệu Phi trong lòng cảm giác đặc biệt thất vọng, xem ra muốn thăm dò cái này tiểu thực lực cực hạn căn bản là không cần phải ta xuất thủ, ngay cả ta nhất chiêu đều không tiếp nổi người, thật không hiểu nổi thống soái vì sao phải như thế thận trọng chuyện lạ. Thống soái trong phòng làm việc, Ngô Quốc Thiên chăm chú nhìn chằm chằm màn ảnh trước mặt, hỏi, Vương Lực, chuyện gì xảy ra? Diệp Thần Phong không hội liền Triệu Phi nhất chiêu đều tránh không khỏi đi. Vương Lực khởi điểm trong lòng cũng nghi hoặc ni, nhưng nhìn đến trong màn ảnh Diệp Thần Phong phong đạm vân khinh biểu tình thời gian, hắn mới hồi đáp, thống soái, ngươi nhìn kỹ Diệp Thần Phong trên mặt biểu tình. Thao luyện trường thượng. Tại Triệu Phi nắm tay muốn ẩm đến Diệp Thần Phong cầm thượng thời gian, Diệp Thần Phong tay phải động, bàn tay dễ dàng đỡ Triệu Phi nắm tay đồng thời, một cước đá vào Triệu Phi đỗ thượng. Triệu Phi thân thể dường như nhất quả đạn pháo thông thường, hướng phía sau bay bắn mà đi, sau đó thân thể nặng nề té lăn quay 30 mễ bên ngoài trên mặt đất. Bây giờ Diệp Thần Phong linh hồn lực đạt được thất cấp, cao thủ bình thường căn bản tại trong tay của hắn không chống nổi một hồi hợp, trừ phi là cổ võ giới cao thủ chân chánh, dùng hiện tại Diệp Thần Phong thực lực cũng không dám nói có thể quét ngang cổ võ giới, dù sao thời đại này cổ võ giới còn không có xuống dốc, thậm chí còn là thời kỳ cường thịnh ni. Không phải là muốn thăm dò thực lực của ta mà. Ngày hôm nay ta tự cho các ngươi thăm dò cái đủ. Diệp Thần Phong đã đoán được binh vương tổ dụng ý. Thân ảnh hướng nước cờ trăm tên còn không có từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần binh vương tổ thành viên vào tới, trong cơ thể thất cấp linh hồn lực tăng lên tới cực hạn. Diệp Thần Phong thân ảnh tại chạy ào binh vương tổ đoàn người sau, binh vương tổ thành viên một đám dường như bị quảng bóng cao su, một cái đón một cái bị ném đến giữa không trung. Mấy trăm người thân thể bị ném đến giữa không trung tràng cảnh, tràng diện này vẫn là tương đối đồ sộ.
Một bên Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh đã sớm lâm vào không gì sánh được trong khiếp sợ, tuy rằng vừa rồi tại tới binh vương căn cứ trên đường, Diệp Thần Phong nói qua tới nhiều ít binh vương tổ thành viên, hắn là có thể đánh ngã bao nhiêu. Thế nhưng thường thường chính tai nghe được cùng tận mắt đến điều không phải đồng nhất cái khái niệm, binh vương tổ thành viên tại Diệp Thần Phong trước mặt tựu như cùng đất gà ngói cẩu, điều này làm cho Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh kích động muốn phun đi tiểu. Binh vương tổ thành viên thế nhưng nước hoa từng binh sĩ chi vương a. Lại có thể bị Diệp Thần Phong như thế cấp nắm giữ ở trong lòng bàn tay. Bọn họ hai cái càng quyết định, sau đó vô luận như thế nào cũng nhất định phải để cho Diệp Thần Phong thật tốt huấn luyện bọn họ. Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh không cầu biến phải cùng Diệp Thần Phong cường hãn như thế, chỉ cần có thể so với binh vương tổ thành viên lợi hại, bọn họ hai cái tựu thật đủ hài lòng. Chương 228, người này không phải vật trong ao. Binh vương căn cứ thống soái trong phòng làm việc. Ngô Quốc Thiên cùng Vương Lực hai người mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm màn ảnh trước mặt, bọn họ hai cái không thể tin được bản thân tận mắt nhìn thấy sự thực. Toàn bộ binh vương tổ ngoại trừ không ở tại chỗ Vương Lực cùng Ngô Quốc Thiên bên ngoài, mọi người lại có thể bị Diệp Thần Phong một người cấp đánh ngã. Cái này là tôm khô tình huống, quả thực quá vô nghĩa đi. Vừa rồi Ngô Quốc Thiên cùng Vương Lực hai người còn đang thảo luận Diệp Thần Phong có thể tại Triệu Phi thuộc hạ chống nổi nhiều ít chiêu ni. Mà hiện tại nhìn màn ảnh trong hình ảnh, mấy trăm tên binh vương tổ thành viên toàn bộ đảo địa không dậy nổi, binh vương tổ thành viên lúc nào biến được không chịu được như thế. Cái này kỳ thực cũng không phải là binh vương tổ thành viên quá yếu, mà là chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí thực lực quá mạnh mẽ. Vương Lực nhìn chằm chằm màn hình hai chỉ trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Diệp Thần Phong thực lực làm sao có thể tiến bộ như vậy thần tốc? Hắn nhớ kỹ mấy tháng trước, hắn tại Thiên Hải Cường Binh huấn luyện doanh còn có cùng Diệp Thần Phong đánh một trận năng lực, thế nhưng hiện tại phỏng chừng hắn liền Diệp Thần Phong một cái góc áo đều không gặp được, Diệp Thần Phong thực lực đề thăng có thể nói là biến thái. Vương Lực, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngô Quốc Thiên phục hồi tinh thần lại hỏi. Vương Lực lắc đầu, đồng dạng là vẻ mặt nghi hoặc thống soái. Mấy tháng trước ta tại Thiên Hải gặp phải Diệp Thần Phong thời gian, thực lực của hắn nhiều lắm mạnh hơn ta như vậy một điểm, ta cũng không biết thế nào tại ngắn ngủi vài cái tháng trong, thực lực của hắn tự đạt tới trình độ như vậy. Ngô Quốc Thiên hai con người biến được ngưng trọng, binh vương tổ tồn tại ý nghĩa là bảo vệ nước Hoa, nhưng mà lúc này Diệp Thần Phong thực lực cá nhân hoàn toàn đủ để uy hiếp được nước Hoa, huống hồ bây giờ Diệp Thần Phong còn trẻ. Ai biết đạo sau này Diệp Thần Phong thực lực rốt cuộc có thể đến trình độ nào? Nếu như Diệp Thần Phong đối nước Hoa Tịnh không tồn tại những ý nghĩ khác, binh vương tổ cũng không phải tất đi lo lắng cái gì, thế nhưng nếu như Diệp Thần Phong đối nước Hoa có không quỷ tìm cách, như vậy Ngô Quốc Thiên tuyệt đối không thể đủ nhượng cái đó tiếp tục trưởng thành tiếp, phải tại Diệp Thần Phong cánh chim không gió đầy trước, đưa hắn bóp chết tại nôi trong. Có thể người ở bên ngoài xem ra binh vương tổ thành viên chỉ có 120 người, thì là hơn nữa Ngô Quốc Thiên cái này binh vương tổ thống soái cũng chỉ có 121 người. Thế nhưng kỳ thực binh vương tổ tổng cộng nhân số có 124 người, còn có 3 gã thành viên chỉ có mỗi mặc cho thống soái biết. 3 người kia thực lực cường hãn không gì sánh được, điều không phải hiện tại binh vương tổ chính giữa thành viên có thể tướng tương đối. Chỉ có tại chân chính khẩn cấp dưới tình huống, binh vương tổ thống soái tài năng đủ mời ra 3 người kia tới, nói hiểu rõ một chút 3 gã ẩn núp trong bóng tối. Chỉ có binh vương tổ thống soái biết đến thành viên. Địa vị của bọn họ sợ rằng một điểm đều không bằng binh vương tổ thống suốt địa vị thấp. Diệp Thần Phong, ngươi rốt cuộc là cái hạng người gì? Có thể nhượng binh vương tổ ẩn núp trong bóng tối 3 người kia đi ra cũng khả năng không phải là đối thủ của ngươi. Thật hy vọng ngươi không muốn uy hiếp được nước Hoa an nguy, bằng không binh vương tổ hội nghĩ hết biện pháp cho ngươi từ nơi này trên thế giới biến mất. Ngô Quốc Thiên ở trong lòng thầm nghĩ. Vương Lực, ngươi và Diệp Thần Phong tiếp xúc qua. Ngươi cho là hắn có thể làm ra đối nước Hoa chuyện bất lợi sao? Ngô Quốc Thiên hỏi. Vương Lực trầm tư một lát sau, hồi đáp thống soái, thứ cho ta nói thẳng, ta cho rằng Diệp Thần Phong cũng sẽ không uy hiếp được nước Hoa an nguy. Lần trước tại Thiên Hải bệnh độc nghiên cứu căn cứ sự tình, nếu không phải là bởi vì hắn trên đường tham gia. Sợ rằng nước Hoa hiện tại đã rơi vào dung chuyển chi chính giữa. Ngô Quốc Thiên gật đầu, nói rằng, mong muốn như thế chứ. Nhưng ta đi tự mình hội hội Diệp Thần Phong, hiện tại ta càng tới càng cảm thấy Diệp Thần Phong là một điều bí ẩn đoàn, dùng Diệp ra thực lực căn bản bồi dưỡng không ra như thế thực lực cường hãn người đến, như vậy hắn cái này toàn thân thực lực rốt cuộc là từ đâu mà đến.
Minh Vương căn cứ thao luyện trường thượng. Một trận gió lạnh thổi qua, nhượng Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh không kiềm hãm được run run thoáng cái, hai người trên mặt vẻ khiếp sợ còn chưa biến mất, cổ họng trong khô khốc nuốt nước bọt. Nói như thế nào Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh đều là cùng Diệp Thần Phong dính vào quan hệ người, một là Diệp Thần Phong tiểu thúc, một là Diệp Thần Phong vị hôn thê tiểu thúc, Diệp Thần Phong thực lực càng cường hãn. Bọn họ hai cái khuôn mặt thượng cũng bội có thể diện. Minh Vương Tổ cũng bất quá như vậy thôi, không phải là muốn thăm dò thực lực của ta sao? Dùng được làm cho những này động tác võ thuật đẹp mắt đi ra không? Diệp Thần Phong có chút khó chịu nói rằng, nếu như Minh Vương Tổ người muốn cùng hắn luận bàn, hắn hội cam tâm tình nguyện phối hợp, không cần phải như thế quanh co lòng vòng. Thoáng cái đánh ngã mấy trăm tên Minh Vương Tổ thành viên, Diệp Thần Phong trong thân thể linh hồn lực tiêu hao không thiếu, dù sao Minh Vương Tổ thành viên có thể đều không phải trên đường cái tên côn đồ, bọn họ đều là phổ thông trong mắt người đích thực chính tuyệt thế cao thủ, đối phó bọn họ Diệp Thần Phong cũng dùng không ít khí lực ni. May mà vừa rồi Diệp Thần Phong một cước đá bay Triệu Phi, những còn lại Minh Vương Tổ thành viên lâm vào ngắn ngủi trong khiếp sợ, bằng không Diệp Thần Phong muốn thoải mái như vậy giải quyết cái này mấy trăm tên Minh Vương Tổ thành viên cơ hồ là không thể nào. Minh Vương Tổ thành viên cho dù trong lòng như thế nào đi nữa không phục, bọn họ không thừa nhận cũng không được Diệp Thần Phong quá mạnh mẽ, với lại mơ hồ đối Diệp Thần Phong sinh ra sùng bái. Phải biết rằng Minh Vương Tổ thành viên là nước Hoa đứng đầu lực lượng, muốn để cho bọn họ những này người đánh trong đáy lòng bội phục, nhanh nhất con đường chính là hung hăng đánh bại bọn họ, không thể nghi ngờ, chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí làm xong rồi. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Ngô Quốc Thiên hướng Diệp Thần Phong đã đi tới, Vương Lực đi theo bên cạnh hắn. Ngô Quốc Thiên bây giờ đã có 55 tuổi, thế nhưng thân thể cốt vẫn là tương đối thân thể cường tráng, đi khởi đường tới mơ hồ có loại cường hãn khí thế thấu bắn mà ra, đây là một loại cấp trên khí thế, là một loại cường giả khí thế. Diệp Thần Phong, ta đối chuyện mới vừa rồi đối với ngươi lời nói xin lỗi, ta là Minh Vương Tổ thống soái Ngô Quốc Thiên. Ngô Quốc Thiên đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, tự giới thiệu mình một phen. Diệp Thần Phong nhún vai, nói rằng, ta không thích làm việc tình quanh co lòng vòng người, ngày hôm nay Minh Vương Tổ thăm dò thực lực ta mục đích, đoán chừng là muốn biết ta đối nước Hoa có thể hay không tạo thành uy hiếp. Tuy rằng các ngươi toàn bộ Minh Vương Tổ ở trong mắt ta cũng không coi vào đâu, thế nhưng ta Diệp Thần Phong đối với những quốc gia kia đại sự không có bất kỳ hứng thú gì, đời này ta chỉ phải bảo vệ tốt gia nhân của ta thì tốt rồi, chỉ cần người khác không chọc đến ta, ta cũng sẽ không đi nhạ người khác. Như vậy ta sẽ không phụng bồi, nhớ kỹ lần sau nếu như còn muốn mời tới tham quan Minh Vương căn cứ, hy vọng có thể đổi loại phương thức. Diệp Thần Phong trực tiếp hướng xe jeep nhà binh trên xe đi, nhìn hai bên trái phải ngây người Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh nói rằng, tiểu thúc, Võ Thúc Thúc, hai người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Chẳng lẽ còn muốn cho Minh Vương Tổ người bả hai người các ngươi bắt lại sao? Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh theo sau Diệp Thần Phong đi lên xe jeep nhà binh, cổng hai phiến rất nặng thiết môn cũng từ từ mở ra, tại xe jeep nhà binh lái ra Minh Vương căn cứ sau, Võ Khôn Minh thở dài một hơi nói rằng, Thần Phong, ngươi cũng quá nghiêu bài đi. Ngô Quốc Thiên thế nhưng Minh Vương Tổ thống soái, ngay cả gia gia ngươi Diệp lão gia tử nhìn thấy hắn đều là phải khách khách khí khí, ngươi lại không cho hắn gì sắc mặt tốt nhìn. Đúng vậy, Thần Phong, ngươi làm như vậy là không là có chút không thích hợp. Diệp Đông Kiện cũng nghi vấn hỏi. Võ Thúc Thúc, Tiểu Thúc, nói cho cùng hôm nay tới tham quan gì chó má Minh Vương nền, cũng Minh Vương Tổ muốn thăm dò thực lực của ta sao? Bọn họ dùng được quanh co lòng vòng sao? Ta cho bọn hắn điểm sắc mặt nhìn cũng không gì đáng trách, ta tin tưởng cái kia Minh Vương Tổ thống soái không hội nói gì nhiều. Diệp Thần Phong vẻ mặt không sao cả nói rằng. Minh Vương trong căn cứ, Ngô Quốc Thiên nhìn đi xa xe jeep nhà binh xe, cảm thán nói. Diệp Thần Phong không chỉ có thực lực cường hãn, hơn nữa còn là một người thông minh a. Người này định không phải vật trong ao, kinh thành những. Này người đều là mắt bị mù. Hôm nay chuyện này không được để lộ ra đi nửa tự, làm trái giả dựa theo Minh Vương Tổ kỷ luật trừng phạt nghiêm khắc. Ngô Quốc Thiên nghiêm túc nói. Vương Lực, nếu để cho ngươi ly khai Minh Vương Tổ đi trợ giúp Diệp Thần Phong làm việc, ngươi có nguyện ý hay không? Ngô Quốc Thiên lại hỏi. Hắn trong lòng hay là đối với Diệp Thần Phong có chút không yên lòng a. Tuy rằng đệ nhất lần tiếp xúc xuống, hắn cũng không cho là Diệp Thần Phong người như vậy sẽ làm ra uy hiếp nước Hoa sự tình tới, thế nhưng Minh Vương Tổ chức trách nơi a. Gặp Vương Lực thật lâu không trả lời,
Ngô Quốc Thiên thở dài một hơi nói rằng, cũng được. Chuyện này đẳng qua một thời gian ngắn rồi hãy nói. Vương Lực lặng lẽ gật đầu, hắn biết Ngô Quốc Thiên muốn an bài hắn đi Diệp Thần Phong bên người, chắc là đi giám thị Diệp Thần Phong. Vương Lực từ nhỏ tại Binh Vương trong căn cứ lớn lên, Binh Vương tổ chẳng khác nào là của hắn ra, hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không lựa chọn tốt. Chương 229, Hoa Tươi cùng Ngưu Phân. Đầu năm 8. Hôm nay đối Diệp gia cùng Võ gia mà nói là một cái đặc biệt vui mừng ngày, bởi vì Diệp Thần Phong cùng Võ Hiểu Phỉ tại hôm nay đính hôn. Diệp gia cùng Võ gia ở kinh thành nói như thế nào cũng là có địa vị nhất định, lần này Diệp Thần Phong cùng Võ Hiểu Phỉ đính hôn nghi thức đương nhiên không thể đủ keo kiệt, Diệp gia cùng Võ gia đã thu xếp có đã nhiều ngày. Diệp Thần Phong hôm nay mặc thượng Diệp lão gia tử cho hắn đặc biệt làm theo yêu cầu hắc sắc tu thân tây trang, đời trước Diệp Thần Phong mặc quần áo đặc biệt tùy tính, không quá thích cái này loại tây trang dày da hình dạng, bởi vì hắn tùy thời tùy khắc đều khả năng nhận được quốc gia an bài cho hắn nhiệm vụ, ăn mặc tây trang các loại chính thống phục sức bất tiện cho hành động của hắn. Nhưng mà, đời này, Diệp Thần Phong cổ thân thể này trái lại một cái trời xanh móc treo quần áo, trên căn bản là mặc quần áo gì đều tốt nhìn. Hơn nữa hắn trương có nhiều tiểu bạch khuôn mặt khí chất khuôn mặt, mặc vào cái này thân đặc biệt đính chế tu thân tây trang sau, cả người biến được càng đẹp trai, dường như thật là từ đồng thoại trong đi ra bạch mã vương tử thông thường. Diệp Thần Phong từ trên lầu đi xuống, trong phòng khách ngoại trừ Diệp lão gia tử cùng Diệp Đông Kiện bên ngoài, Võ Khôn Minh cùng Võ Kiệt cũng đều ở đây, bởi vì Võ lão gia tử sợ Diệp gia không giúp được, cho nên gọi Võ Khôn Minh qua đây giúp một tay, mà Võ Kiệt tiểu tử này là bản thân lưu tới được. Bây giờ hắn đối Diệp Thần Phong cái này tỷ phu là sùng bái đến thực chất bên trong đi. Mấy ngày nay Diệp Thần Phong cũng dành thời gian dạy nhất bộ quyền pháp cấp Võ Kiệt luyện tập, về phần Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh hai người này cũng là cả ngày quấn quýt lấy Diệp Thần Phong, muốn cho Diệp Thần Phong huấn luyện bọn họ hai cái, điều này làm cho Diệp Thần Phong mỗi ngày trái lại không có không rãnh lúc. Thần Phong, thật đúng là đừng nói. Từ trước ta thế nào cũng không nghĩ ra ngươi sẽ cùng Hiểu Phỉ cuối cùng tiến tới với nhau. Diệp Đông Kiện cười vỗ vỗ Diệp Thần Phong vai. Diệp lão gia tử nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nói rằng, Đông Kiện, người cũng lão đại người không nhỏ, hiện tại liền Thần Phong đều muốn đính hôn, người cái này làm thiếp thúc nhưng vẫn là một cái quang côn, xem ra Diệp gia là chỉ vọng không được ngươi. Bây giờ Diệp Đông Kiện đã là sắp tới 40 người, Diệp lão gia tử trong lòng sao có thể đủ không lo lắng ha. Huống chi hiện tại Diệp gia dòng chính nhất mạch người lớn đơn bạc lắm. Hắn mỗi khi nhìn đến vẫn còn độc thân Diệp Đông Kiện trong lòng tựu một bụng khí. Diệp Đông Kiện thu hồi nụ cười trên mặt, yên lặng gật đầu, nghe nhà mình lão nhân răn dậy, lại nói tiếp Diệp Đông Kiện cũng không phải là không muốn thành gia. Chỉ là mấy năm nay hắn không có gặp phải một cái động tâm người, kéo kéo tựu kéo dài tới sắp tới 40. Bây giờ Diệp lão gia tử mỗi lần nhìn thấy Diệp Đông Kiện cũng sẽ bởi vì cả đời đại sự răn dậy hắn một phen, Diệp Đông Kiện trong lòng cũng mơ hồ nóng nảy. Hắn thế nhưng một cái đặc biệt nam nhân bình thường, cũng mong muốn vì Diệp gia gây giống hậu đại, cái này nếu là lại như thế mang xuống, sợ rằng tương lai hắn có không có năng lực gây giống đời kế tiếp cũng là một cái vấn đề. Một bên Võ Khôn Minh nghe được cũng là mặt đỏ tới mang tai, bởi vì hắn giống như Diệp Đông Kiện, sắp tới 40 người, cũng không có kết hôn đối tượng ni. Hắn và Diệp Đông Kiện tính cách lại là như vậy giống nhau, bọn họ hai cái thật là một đôi anh không ra anh, em không ra em ni. Đông Kiện, người chuyện của mình bản thân suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, hôm nay là Thần Phong ngày vui. Ta cũng không cùng ngươi dài dòng. Diệp lão gia tử nhìn về phía Diệp Thần Phong thời gian, khuôn mặt thượng lần thứ hai khôi phục dáng tươi cười, nói rằng, Thần Phong, ngày hôm nay ngươi và Hiểu Phỉ trước bả đính hôn nghi thức làm, chờ sau này ta và ngươi Võ gia gia lại thương lượng một chút. Hai người các ngươi sẽ đem hôn cấp kết, ta thế nhưng nhìn không được muốn ôm tằng tôn tử. Diệp Thần Phong trong lòng rất là quẫn bách, mấy ngày này hắn mình cũng suy tư thật lâu, lẽ nào hắn thật muốn tượng cổ đại hoàng đế giống nhau có tam cung lục viện sao? Bằng không giải quyết như thế nào Võ Hiểu Phỉ, Đường Hân cùng Triệu Huyền Đình vấn đề. Ba người nữ nhân này chính giữa Triệu Huyền Đình đã đem thân thể cho Diệp Thần Phong, tuy rằng ngoài miệng nói không cần Diệp Thần Phong phụ trách, thế nhưng Diệp Thần Phong có thể điều không phải ăn xong rồi tự phủi mông một cái rời đi hàng. Mà Đường Hân cùng Võ Hiểu Phỉ. Người trước đối Diệp Thần Phong là khăng khăng một mực, nhất tâm muốn làm Diệp Thần Phong tiểu nữ nhân, sau còn lại là Diệp Thần Phong từ nhỏ trong lòng tỷ tỷ, hiện tại người tỷ tỷ này hình như thật là thích hắn, như vậy hắn thì như thế nào có thể nhượng người tỷ tỷ này thương tâm ni.
Quên đi, còn là đi một bước toán một bước đi. Chuyện tương lai ai cũng nói không chính xác, tất cả thuận theo tự nhiên hay nhất. Diệp Thần Phong ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, tướng các loại phiền não ném đến lên chín tầng mây. Tốt, Thần Phong, chúng ta lên đường đi. Hôm nay là người đính hôn nghi thức, người cái này vị diễn viên cũng không thể đủ đến muộn. Diệp lão gia tử dẫn đầu hướng Diệp gia bên ngoài biệt thự đi. Diệp Thần Phong đám người theo sát phía sau, Võ Kiệt tiến tới Diệp Thần Phong bên cạnh, nói rằng, tỷ phu, ngày hôm qua tỷ của ta thế nhưng một đêm không ngủ đi. Ngươi rốt cuộc là thế nào phục tùng tỷ của ta? Tỷ của ta thế nhưng ngay 10 phần nữ bạo long ni. Diệp Thần Phong không chút khách khí cho Võ Kiệt một cái đầu, nói rằng, tiểu tử ngươi, sau đó còn có nghĩ là ta dạy cho ngươi công phu. Thời gian qua không phục người Võ Kiệt ngoan ngoãn cúi đầu, nói rằng, tỷ phu, nếu ngươi không muốn nghe, như vậy ta không nói. Diệp Thần Phong cùng Võ Hiểu Phỉ cử hành đính hôn nghi thức tửu điếm tên là Kinh Vận Tửu Điếm. Kinh Vận Tửu Điếm ở Kinh Thành coi là thượng là một nhà đỉnh cấp quán rượu. Mà hôm nay Kinh Vận Tửu Điếm lầu 2 đại sảnh bị toàn bộ bọc xuống, Kinh Vận Tửu Điếm cổng còn đứng võ trang đầy đủ, ngày hôm nay Diệp gia cùng Võ gia cử hành đính hôn nghi thức, nước hoa rất rất cao tầng cũng sẽ tới cổ động, thủ vệ thi thố đương nhiên muốn làm đủ, bằng không bị mưu đồ gây rối giả lăn lộn đi vào, như vậy hậu quả có thể cũng dễ dàng nghĩ được. Đương Diệp Thần Phong đám người đạt được Kinh Vận Tửu Điếm lầu 2 đại sảnh thời gian, trong đại sảnh đã tới rất nhiều khách. Tại nhìn thấy Diệp Thần Phong xuất hiện sau đó, rất nhiều ánh mắt của người đều tập trung vào trên người của hắn, dù sao Diệp Thần Phong phế đi Tống Bân sự tình đã ở kinh thành trong gia tộc truyền ra, bọn họ không nghĩ ra một cái Diệp gia kẻ ngu si là như thế nào phế đi Tống Bân. Phải biết rằng Tống Bân thực lực có thể đều không phải người bình thường có thể đối phó. Cùng Diệp lão gia tử quen biết người một đám đi lên hướng hắn nói hạ. Diệp gia hiện tại dù sao vẫn là nước hoa gia tộc cao cấp ni. Tuy rằng Diệp gia hình như là không người nối nghiệp, thế nhưng chí ít bọn hắn bây giờ còn là đắc tội không nổi Diệp gia. Tại Diệp Thần Phong đám người vừa tới không lâu sau, Võ gia người cũng đã tới Kinh Vận Tửu Điếm lầu 2 đại sảnh. Hôm nay Võ Hiểu Phỉ mặc một bộ hắc sắc thấp hung ti chất lễ phục, trong cổ lũ không tuyết trắng một mảnh chỗ mang nhất điều màu ngân bạch hạng liên, tóc thật cao bàn khởi, chỗ nào còn có một chút nữ bạo long khí chất. Sống thoát thoát biến thành một cái đại mỹ nhân mà. Trong phòng khách tân khách ánh mắt tức khắc bị Võ Hiểu Phỉ hấp dẫn, nhất là rất nhiều kinh thành hoàn khố tử đệ, bọn họ không có nghĩ đến kinh qua ăn mặc một phen sau Võ Hiểu Phỉ, lại có thể hội như thế xinh đẹp động nhân. Giờ phút này phó vẻ hoàn toàn không thua với kinh thành đệ nhất mỹ nữ Bạch Tuyết Linh mà. Trong lúc nhất thời rất nhiều người trong lòng ý nghĩ đầu tiên là, một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu, tuy rằng Diệp Thần Phong phế đi Tống Bân. Thế nhưng dù sao bọn họ không có tận mắt đến, ai biết đạo tình huống lúc đó là dạng gì tử ni. Huống chi Diệp Thần Phong ngu tên ở kinh thành những, này người trong lòng đã là thâm căn cố đế. Cái này Diệp kẻ ngu si mệnh thật đúng là tốt, cùng kinh thành đệ nhất mỹ nữ Bạch Tuyết Linh giải trừ hôn ước, lại cùng Võ gia Võ Hiểu Phỉ đính hôn, ta xem Võ Hiểu Phỉ tư sắc so với Bạch Tuyết Linh không kém là bao nhiêu. Ai nói điều không phải ni, Diệp Thần Phong nhiều lắm cũng chính là một đống ngưu phân. Thật không biết Võ gia là nghĩ như thế nào. Đừng xem Diệp gia bây giờ còn là kinh thành gia tộc cao cấp, bất quá, lão đầu tử nhà ta nói, chỉ cần Diệp lão gia tử nhất chết, Diệp gia lập tức hội xong đời. Chuyện N của tôi, nét. Vài tên theo trưởng bối tới tham gia ngày hôm nay đính hôn nghi thức kinh thành hoàn khố tử đệ thấp giọng nghị luận, trong lòng rất có tức giận bất bình tình hình thực tế tự. Không biết, nếu như Diệp Thần Phong là một đống ngưu phân lời nói, chỉ sợ bọn họ liền làm ngưu phân tư cách cũng không có, Diệp Thần Phong quang mang lại khởi là bọn hắn những. Này ếch ngồi đáy giếng có thể thấy. Đẳng có một ngày Diệp Thần Phong ở kinh thành thật quật khởi sau đó, những. Này nhân tài sẽ minh bạch trước đây ý nghĩ của chính mình là bao nhiêu buồn cười cùng ấu trĩ, mà giờ khắc này bọn họ những. Này người còn làm không biết mệt ni. Ăn mặc toàn thân hắc sắc tí chất lễ phục Võ Hiểu Phỉ hơi hiện lên đỏ mặt gò má. Từng bước hướng Diệp Thần Phong đi tới, giờ khắc này Võ Hiểu Phỉ thật rất đẹp, rất đẹp. Thậm chí nhượng Diệp Thần Phong cũng chỉ chốc lát thất thần. Mà Võ Hiểu Phỉ Mỹ chỉ vì nam nhân trong mắt của nàng, đã từng cái kia muốn nàng bảo vệ đệ đệ mà chán phóng. Chương 230, thể diện cũng quá lớn một điểm đi. Một trận thanh nhã mùi thơm ngát tập nhập Diệp Thần Phong trong lỗ mũi, hắn nhìn đi tới trước mặt Võ Hiểu Phỉ. Không kiềm hãm được nói một câu, Hiểu Phỉ tả, người ngày hôm nay rất đẹp.
Võ Hiểu Phỉ đôi má nóng hổi, bộ ngực đầy đặn trên dưới phập phồng, nàng đã không lại yêu cầu Diệp Thần Phong không muốn gọi nàng Hiểu Phỉ tỷ, hơi nhấp mân môi đỏ mọng, gắt giọng, ý của ngươi là ta bình thường không đẹp. Nữ nhân chính là thích nhất cố tình gây sự động vật, Diệp Thần Phong liền vội vàng nói, Hiểu Phỉ tả, người bình thường cũng rất đẹp, ngày hôm nay càng đẹp. Nghe được Diệp Thần Phong trả lời, Võ Hiểu Phỉ mới hài lòng lộ ra một vòng ngượng ngùng tạm lại nụ cười hạnh phúc, Võ Khôn Minh đã đi tới nói rằng, Thần Phong, Hiểu Phỉ, hai người các ngươi không nên đứng liếc mắt đưa tình, trước tiên ở chủ bàn thượng ngồi xuống đi. Đợi đính hôn nghi thức tự muốn bắt đầu. Nghe vậy, Võ Hiểu Phỉ đỏ mặt nổi giận liếc một cái Võ Khôn Minh, sau đó cực kỳ to gan sắn ở Diệp Thần Phong cánh tay, thanh âm thấp như văn thanh, Thần Phong, chúng ta hãy đi trước ngồi đi. Ân, Diệp Thần Phong cảm thụ được trên cánh tay mềm mại no đủ, ở trong thân thể nam nhân hỏa diễm lập lòe, thật sự là Võ Hiểu Phỉ ngực vậy đối với no đủ quá có nguyên liệu, nhượng hắn trong lòng thỉnh thoảng hội sản sinh nam nhân đối với nữ nhân nên có tìm cách. Khoảng chừng nửa giờ sau, hôm nay tới tham gia Diệp Thần Phong cùng Võ Hiểu Phỉ đính hôn nghi thức tân khách trên cơ bản đến đông đủ, như vậy đính hôn nghi thức cũng chính thức bắt đầu rồi. Tại Kinh Vận Tửu Điếm lầu 2 đại sảnh phía trước nhất xây dựng một cái cực đại sân khấu, một gã chừng 30 tuổi, tướng mạo có chút đoan chính nam người chủ trì đi lên sân khấu, thanh âm trong trẻo nói rằng tôn kính các vị khách, các vị bằng hữu, các vị tiên sinh, thưa quý ông quý bà, tân niên tốt. Hôm nay là mùng 8 đầu năm, cảm tạ đại gia đi tới Kinh Vận Tửu Điếm chứng kiến Diệp Thần Phong tiên sinh cùng Võ Hiểu Phỉ nữ sĩ đính hôn nghi thức, phía dưới tự hoan nghênh chúng ta hôm nay nam nữ nhân vật chính lên đài, đại gia tiếng vỗ tay nhiệt liệt một điểm. Võ Hiểu Phỉ kéo Diệp Thần Phong cánh tay, hai người đều là quần áo hắc sắc trang phục, nam tướng mạo đẹp trai, nữ tướng mạo xinh đẹp. Quả thực là trời đất tạo nên một đôi a. Dưới đài rất nhiều theo trưởng bối cùng đi tham gia đính hôn nghi thức kinh thành gia tộc tiểu thư môn, khi nhìn đến Diệp Thần Phong tướng mạo sau, mỗi một người đều nổi lên hoa si. Thật sự là Diệp Thần Phong lớn lên quá tiểu bạch kiểm một điểm, cái này khuôn mặt đản là rất nhiều lòng của nữ nhân trong mắt phương tử tiêu chuẩn. Đây thật là Diệp Thần Phong sao? Ta xem hắn một điểm đều không ngốc a, nhưng lại tương đương soái ni. Ta nếu là cũng có như vậy đẹp trai nam bằng hữu thì tốt rồi. Đúng vậy. Diệp Thần Phong cải biến thật sự là quá lớn, nghe nói trước đó không lâu Diệp Thần Phong còn phế đi Tống gia đại thiếu Tống Bân Ni. Ta xem Diệp Thần Phong cũng không phải kinh thành mọi người trong miệng kẻ ngu si. Tướng so với một đám phạm hoa si đại gia tộc tiểu thư, này hoàn khố tử đệ trong lòng tự khó chịu, hận không thể đến trên đài khứ thủ hộ Diệp Thần Phong vị trí cùng Võ Hiểu Phỉ đính hôn, ở trong mắt bọn họ Diệp Thần Phong chính là một cái kẻ ngu si, bằng không bạch gia hội hướng Diệp gia từ hôn sao. Người chủ trì tại trên đài nói liên tiếp chúc phúc ngữ, tướng đính hôn nghi thức bầu không khí nắm giữ tương đối không tệ, đến cuối cùng hắn mới hỏi, dưới hẳn không có vị bằng hữu kia phản đối Diệp Thần Phong tiên sinh cùng Võ Hiểu Phỉ nữ sĩ đính hôn đi. Vậy kế tiếp để Diệp Thần Phong tiên sinh hôn môi Võ Hiểu Phỉ nữ sĩ đi. Cái hôn này đại biểu cho Diệp Thần Phong tiên sinh từ nay về sau bất kể sinh lão bệnh tử, còn là bần cùng phú quý cũng sẽ đối Võ Hiểu Phỉ nữ sĩ bất ly bất khí. Dưới đài toàn bộ ánh mắt tụ tập đến Diệp Thần Phong cùng Võ Hiểu Phỉ trên người. Võ Hiểu Phỉ cúi đầu, đôi má hồng thấu, một đôi tố thủ không tự chủ siết ở cùng nơi, tim đập không ngừng tăng nhanh tần suất, nàng không có muốn cho tới hôm nay đính hôn nghi thức. Còn muốn trước mặt nhiều người như vậy cùng Diệp Thần Phong hôn môi ni. Nàng thân là một nữ nhân, trong lòng làm sao không sợ xấu hổ ni. Diệp Thần Phong đồng dạng không có nghĩ đến hội có như thế nhất ra. Thế nhưng lúc này không kiên trì thượng đều không được, vươn tay ôm Võ Hiểu Phỉ thon thả, tướng Võ Hiểu Phỉ kéo vào trong ngực của hắn, cảm thụ được Võ Hiểu Phỉ trên người mùi thơm của cơ thể. Tại Võ Hiểu Phỉ còn không có phản ứng qua đây chi tế. Diệp Thần Phong tự hôn lên Võ Hiểu Phỉ đôi môi mềm mại, nguyên bản hắn thầm nghĩ cùng Võ Hiểu Phỉ chuồn chuồn lướt nước vẫn thoáng cái, thế nhưng đương bờ môi của hắn va chạm vào Võ Hiểu Phỉ môi thời gian, hắn không nhịn được lè lưỡi cạy ra Võ Hiểu Phỉ hàm răng. Cùng Võ Hiểu Phỉ cái lưỡi thơm tho quấn quýt lấy nhau. Dưới đài một đám kinh thành hoàn khố tử đệ ở trong lòng mắng to, lại một đóa hoa tươi bị một đống như phân cấp tao đạp. Cái hôn này đủ rằng có hơn một phút đồng hồ, Diệp Thần Phong mới phản ứng lại, bọn họ còn đang đính hôn nghi thức hiện trường ni. Vì vậy vội vã buông lỏng ra Võ Hiểu Phỉ. Võ Hiểu Phỉ trong lỗ mũi khí tức hỗn loạn, trên ngực hạ phập phồng no đủ miêu tả sinh động. Trên môi còn lưu lại Diệp Thần Phong nhàn nhạt ôn độ cùng vị đạo.
Giữa lúc rất nhiều người đang vì Võ Hiểu Phỉ cảm thấy đáng tiếc, trong lòng mắng chửi Diệp Thần Phong thời gian, Kinh Vận Tửu Điếm lầu 2 đại sảnh môn bị đẩy ra, một gã hơn 50 tuổi nam nhân đi vào trong đại sảnh, nam nhân đi lại gian mang theo khí thế cường đại, trực tiếp đi tới Diệp Trấn Hồng cùng Võ An Quốc trước mặt, nói rằng, Trấn Hồng, An Quốc, ngày hôm nay các ngươi sẽ không trách ta không mời mà tới đi. Diệp Trấn Hồng cùng Võ An Quốc vội vã biểu thị đặc biệt hoan nghênh, cái này vị hơn 50 tuổi nam nhân không phải là binh vương tổ thống soái Ngô Quốc Thiên mà. Ngày hôm nay Ngô Quốc Thiên là đặc biệt tới tham gia Diệp Thần Phong cùng Võ Hiểu Phỉ đính hôn nghi thức, từ thiên Diệp Thần Phong tại binh vương căn cứ cho thấy thực lực cường hãn sau đó. Ngô Quốc Thiên cả ngày cả đêm đều đang suy tư về Diệp Thần Phong vấn đề, kết quả là hắn quyết định cùng Diệp Thần Phong nhiều kéo gần quan hệ, có thể sau đó có sự tình vẫn có thể tìm Diệp Thần Phong giúp đỡ ni. Dù sao Diệp Thần Phong thực lực đã vượt ra khỏi binh vương tổ nắm giữ phạm vi, cho nên hắn ngày hôm nay mới không mời mà tới tham gia Diệp Thần Phong cùng Võ Hiểu Phỉ đính hôn nghi thức. Đối với Ngô Quốc Thiên đến, Diệp Lão Gia Tử cùng Võ Lão Gia Tử chỉ là hơi chấn kinh rồi mấy giây, Diệp Thần Phong quét ngang binh vương tổ thành viên sự tình, Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh đã đầu đuôi đối với mình lão nhân đã nói, cho nên Diệp Lão Gia Tử cùng Võ Lão Gia Tử biết Ngô Quốc Thiên là vì Diệp Thần Phong mà đến. Ở đây rất cao tầng đều là nhận được Ngô Quốc Thiên, khi nhìn đến Ngô Quốc Thiên sau, trong lòng khiếp sợ không thể nói lại, phải biết rằng Ngô Quốc Thiên thân là binh vương tổ thống soái, thân phận vô cùng đặc biệt, thông thường sẽ không đáp ứng đại gia tộc mời, mà hôm nay Ngô Quốc Thiên lại có thể không mời mà tới tham gia Diệp Thần Phong cùng Võ Hiểu Phỉ đính hôn nghi thức. Vậy làm sao có thể đủ nhượng nước hoa cao tầng không kinh ngạc ni? Ngô Quốc Thiên đang cùng Diệp Trấn Hồng, Võ An Quốc chào hỏi sau đó, liền hướng Diệp Thần Phong đi tới, cười hỏi, Thần Phong, người không hội chú ý ta hôm nay tới ở đây thảo ly rượu nước uống đi. Diệp Thần Phong mặc kệ hội Ngô Quốc Thiên, hắn mới bất kể Ngô Quốc Thiên là gì binh vương tổ thống soái ni. Hăng hái khuyết nói rằng, người đều hậu ra mặt tới, lẽ nào ta vẫn có thể đuổi ngươi đi ra ngoài sao? May là Diệp Thần Phong cùng Ngô Quốc Thiên đối thoại thanh âm đặc biệt thấp, chỉ có hai người bọn họ cùng bên cạnh Võ Hiểu Phỉ có thể nghe. Bằng không đến đây tham gia ngày hôm nay đính hôn nghi thức cao tầng cần phải muốn hoài nghi là không phải là của mình tai xảy ra vấn đề ni. Bất quá, thả khiến cho bọn hắn nghe không được Diệp Thần Phong cùng Ngô Quốc Thiên nói chuyện, nhưng nhìn đến bọn họ hai cái câu được câu không trò chuyện, trong lòng đã là đầy đủ chấn kinh rồi, nhất là Bạch gia gia chủ Bạch Lão Gia Tử cùng Tống gia gia chủ Tống Lão Gia Tử. Bọn họ hai cái đều là nước hoa cao tầng, tuy rằng Bạch gia cùng Diệp gia lui hôn, mà Tống gia cùng Diệp gia lại có cửu hận, thế nhưng biểu hiện ra công phu hay là muốn làm đủ, huống chi trước đó không lâu Diệp Lão Gia Tử lấy ra để thăng quân khu thực lực phương án, có thể dùng Diệp gia gần nhất ở kinh thành thế chính vượng ni. Một đám cao tầng đều nghĩ ở trong lòng Ngô Quốc Thiên tại sao phải tới nơi này. Chẳng lẽ là nhìn tại Diệp Lão Gia Tử mặt mũi, thế nhưng đã từng nước hoa số một thủ trưởng qua đại thọ, mời Ngô Quốc Thiên cũng không có tới tham gia. Diệp Lão Gia Tử thân phận cùng số một thủ trưởng so với còn là chỗ thua kém không ít, cái này để cho bọn họ trong lòng nghi hoặc càng nồng đậm. Bạch Lão Gia Tử rơi vào trầm tư chính giữa, trong lòng bốc lên ra một cái cổ quái ý niệm trong đầu, lẽ nào Ngô Quốc Thiên là bởi vì Diệp Thần Phong thể diện mà đến. Suy nghĩ sau một lát, Bạch Lão Gia Tử cảm giác ý nghĩ của chính mình đặc biệt buồn cười, thì là Diệp Thần Phong như thế nào đi nữa ưu tú cũng không thể có thể kinh động Ngô Quốc Thiên đi. Bạch Lão Gia Tử không biết chính là Diệp Thần Phong biến thái đến mức tận cùng ưu tú, mới có thể dùng Ngô Quốc Thiên ngày hôm nay không mời mà tới. Một đám hoàn khố tử đệ từ bản thân trưởng bối trong miệng biết được thân phận của Ngô Quốc Thiên sau, một đám sửng sốt nửa ngày đều nói không ra lời, lại có thể nhượng binh vương tổ thống soái đến đây tham gia đính hôn nghi thức, mặt mũi này cũng không tránh khỏi quá lớn một điểm đi. Bất quá! Bọn họ đều nhất trí cho rằng Ngô Quốc Thiên là nhìn tại Diệp Lão Gia Tử cùng Võ Lão Gia Tử nét mặt mới tới, căn bản cùng Diệp Thần Phong kẻ ngu này một chút quan hệ cũng không có. Rốt cuộc Diệp Thần Phong là người ngu, hay là bọn hắn là người ngu, sợ rằng sau đó không lâu tương lai tự nhiên sẽ gặp rõ ràng. Chương 231, đột nhiên ngất Võ Lão Gia Tử. Diệp Thần Phong cùng Võ Hiểu Phỉ đính hôn nghi thức cử hành đặc biệt náo nhiệt. Binh vương tổ thống soái Ngô Quốc Thiên uống mấy chén rượu nhạt sau, liền cùng Diệp Lão Gia Tử, Võ Lão Gia Tử, Diệp Thần Phong nói đừng rời bỏ. Ngô Quốc Thiên thân là binh vương tổ thống soái, tại nước Hoa thân phận vốn là đặc thù, nếu không phải là bởi vì Diệp Thần Phong thực lực cá nhân thật sự là cường hãn đến biến thái,
hắn như thế nào hội ngoại lệ tới tham gia Diệp gia cùng Võ gia đính hôn yến ni. Kinh qua vừa rồi tại trên đài dài đến hơn một phút đồng hồ hôn sâu, Võ Hiểu Phỉ cho tới bây giờ còn không có hoãn qua đây ni. Trắng nõn trên gương mặt vẫn là nhuộm hai đóa đỏ ửng, đôi mắt đẹp liếc hai mắt ngồi ở bên cạnh mình Diệp Thần Phong, nghĩ sau đó nàng chính là Diệp Thần Phong vị hôn thê, trong lòng có loại không rõ mừng rỡ. Vươn thon dài ngón tay ngọc, Võ Hiểu Phỉ lén lén lút lút tại Diệp Thần Phong thắt lưng gian nhéo một cái, thấp giọng nói rằng, Thần Phong, sau đó ngươi có thể phải phụ trách ta, bằng không ta có thể không để yên cho ngươi. Diệp Thần Phong thắt lưng gian ăn một lần đau nhức, hắn Hiểu Phỉ tả cuối cùng là lại khôi phục thì ra là diện mạo, vẫn là như vậy từ Võ Hiểu Phỉ nhượng hắn cảm giác được quen thuộc, thuận miệng trêu ghẹo nói, Hiểu Phỉ tả, ngươi muốn cho ta phụ trách cũng không phải là không thể được. Bằng không tối hôm nay chúng ta liền đem giữa nam nữ chuyện nên làm. Võ Hiểu Phỉ mặc dù là chưa nhân sự nữ nhân, thế nhưng Diệp Thần Phong ý tứ trong lời nói nàng vẫn có thể đủ nghe hiểu, hơn dỗi chừng mắt một cái Diệp Thần Phong, mắc cỡ đỏ mặt nói rằng, ta là không có ý kiến gì, có bản lĩnh buổi tối đến trong phòng tới tìm ta. Kể từ khi biết muốn cùng Diệp Thần Phong đính hôn sau đó, Võ Hiểu Phỉ tại Diệp Thần Phong trước mặt luôn luôn xấu hổ. Nhưng Võ Hiểu Phỉ mình cũng cảm thấy đặc biệt không được tự nhiên. Cho nên hắn mới quyết định muốn tại Diệp Thần Phong trước mặt khôi phục vốn có tính cách. Tả, tỷ phu, hai người các ngươi tại nói cái gì lặng lẽ lời nói ni. Võ Kiệt tiểu tử này lấm la lấm lét tiến tới Võ Hiểu Phỉ bên cạnh. Giữa lúc Võ Hiểu Phỉ muốn răn dậy bên cạnh Võ Kiệt thời gian, cách đó không xa phát sinh một trận gây rối, khẩn đón chợt nghe gặp có người hô đạo, không xong, Võ lão gia tử đã hôn mê. Mau đánh 120. Ngày hôm nay Diệp lão gia tử cùng Võ lão gia tử thực tại vui vẻ. Hai vị lão gia tử tự một bàn đi mời rượu, nguyên bản Võ lão gia tử mấy ngày nay thân thể tự khó chịu, bởi vì Diệp Thần Phong cùng Võ Hiểu Phỉ đính hôn nghi thức. Hắn sẽ không có lập tức đến trong bệnh viện đi kiểm tra. Vừa rồi Võ lão gia tử một chén rượu đế vừa hạ đỗ, hắn liền cảm giác ngực buồn bực được khó chịu, đón có loại không thở nổi cảm giác. Sắc mặt cũng trong nháy mắt biến được tái nhợt một mảnh, chật vật hít sâu ba khẩu khí sau, thân thể đột nhiên tự té ngã ở trên mặt đất, cả người đã bất tỉnh. Biến cố đột nhiên xuất hiện những đính hôn nghi thức tràng diện biến được hoảng loạn, hoàn hảo ở đây đại đa số người đều là thường thấy sóng gió nước hoa cao tầng, lập tức bả cục diện ổn định lại. Võ Chí Phương cùng Võ Khôn Minh hai huynh đệ, không kịp đợi xe cứu thương chạy đến, vội vàng ôm lấy nhà mình lão nhân thân thể. Vội vội vàng vàng hướng kinh vận tử điếm bên ngoài chạy đi, bọn họ dự định bản thân tống Võ lão gia tử đi bệnh viện. Diệp lão gia tử vội vã đánh điện thoại liên lạc bệnh viện quân khu viện trưởng. Nhưng trong bệnh viện trước đó chuẩn bị xong cấp cứu thi thố, đợi được bà Võ lão gia tử đưa đến y viện sau, tự lập tức có thể tiếp thu cứu chữa. Đợi cho Diệp Thần Phong cùng Võ Hiểu Phỉ phản ứng kịp thời gian, Võ lão gia tử đã bị Võ Chí Phương cùng Võ Khôn Minh lái xe đưa đi bệnh viện quân khu. Nguyên bản Diệp Thần Phong muốn xuất thủ cứu chỉ Võ lão gia tử. Hiện tại xem ra chỉ có thể trước đi bệnh viện hơn nữa, nếu như Võ lão gia tử không có gì đáng ngại lời nói, để bệnh viện quân khu trong bác sĩ cứu chỉ đi. Nếu như Võ lão gia tử tình trạng rất kém cỏi, cuối cùng vẫn là được muốn Diệp Thần Phong xuất thủ mới được. Thần Phong, Hiểu Phỉ, chúng ta cũng đi bệnh viện đi. An Quốc sẽ không có sự. Diệp Trấn Hồng hiện tại có thể không thể chú ý thượng đính hôn nghi thức không đính hôn nghi thức, nếu là Võ An Quốc thật sự có cái gì bất chắc lời nói. Hôm nay việc vui sẽ biến thành tang sự. Kinh vận tử điếm lầu 2 trong đại sảnh tân khách nhìn Diệp Thần Phong đám người vội vàng rời đi hình bóng, có rất nhiều tâm mang ý xấu người khóe miệng hữu ý vô ý lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nói thí dụ như Tống gia lão gia tử Tống Nghị Cương, hắn biết Võ gia chi thứ người vẫn không đồng ý Diệp Thần Phong cùng Võ Hiểu Phỉ hôn sự. Nếu như Võ lão gia tử ngày hôm nay thật phát sinh ngoài ý muốn lúc đó đi đời nhà ma, như vậy Võ gia sẽ thời tiết thay đổi, Diệp Thần Phong cùng Võ Hiểu Phỉ hôn sự chỉ sợ cũng phải bị lập tức thủ tiêu. Chính như Tống Nghị Cương đoán như, tại Võ lão gia tử đột nhiên ngất sát na, Võ gia chi thứ người trong lòng thì có loại khó có thể kềm chế mừng rỡ. Nói đến Võ gia chi thứ chính giữa mấy lão nhân, kỳ thực địa vị của bọn họ tại nước Hoa cũng không tính là kém. Bọn họ đã sớm muốn lấy hộ Võ gia dòng chính vị trí, thế nhưng Võ An Quốc cho tới nay đều đè nặng bọn họ một bậc, khiến cho bọn hắn không thể không nhịn khí im hơi lặng tiếng. Nhất là lần này Diệp Thần Phong cùng Võ Hiểu Phỉ hôn sự, Võ gia chi thứ người đều là cầm phản đối thái độ, mà Võ An Quốc lại khư khư cố chấp,
nhượng Võ Gia Chi Thứ người đối Võ An Quốc oán niệm là càng ngày càng sâu dày. Đồng dạng ôm chế giễu tâm tính người còn có Diệp Gia Chi Thứ người, trước đây Diệp Thần Phong vừa linh hồn sống lại đến thời đại này, Diệp Gia Chi Thứ người đã từng đi Diệp Gia kêu gào qua, sau lại biết Diệp Lão Gia Tử không có bệnh nguy kịch, tại Diệp Lão Gia Tử dưới sự tức giận, bọn họ liền lựa chọn cúi đầu. Gặp Diệp Gia cùng Võ Gia người lần lượt ly khai Kinh Vận Tửu Điếm, nước Hoa nhiều cao tầng cũng sôi nổi rời Tửu Điếm, hướng bệnh viện quân khu đã chạy tới. Đương nhiên trong đó có người là thật quan tâm Võ An Quốc thân thể tình trạng, cũng có người còn lại là tâm mang ý xấu muốn nhìn một chút Võ An Quốc rốt cuộc có thể hay không đi đời nhà ma. Bệnh viện quân khu, phòng cấp cứu cổng. Võ Hiểu Phỉ trong con ngươi xinh đẹp che thượng một tầng sương mù, hai mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm phòng cấp cứu cổng, khuôn mặt thượng hiện đầy lo lắng thần sắc, vừa rồi nàng còn đắm chìm trong cùng Diệp Thần Phong đính hôn trong vui sướng. Ai biết đạo gia gia của nàng Võ An Quốc đột nhiên hội, có thể dùng tâm tình của nàng tại trong khoảng thời gian ngắn đã trải qua một lần thay đổi rất nhanh. Hiểu Phỉ tả, người không nên lo lắng, Võ gia gia nhất định hội không có chuyện gì. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng vuốt ve Võ Hiểu Phỉ phía sau lưng an ủi. Cho dù y viện không có cách gì cứu giúp Võ Lão gia tử tính mệnh, chỉ cần Võ Lão gia tử lưu có một chút sức lực tại, Diệp Thần Phong tin tưởng bằng vào hắn năng lực của mình. Hắn cũng có biện pháp tướng Võ Lão gia tử mệnh cứu trở về tới. Đúng vậy, Hiểu Phỉ, Thần Phong nói không sai, ta xem An Quốc là phúc lớn mạng lớn, tuyệt đối không có chuyện gì. Diệp Chấn Hồng trong lòng cũng lo lắng ni, bởi vì hắn vẫn biết Võ An Quốc trái tim không tốt, lúc còn trẻ bọn họ hai cái là trên chiến trường chiến hữu, trước đây Võ An Quốc bang Diệp Chấn Hồng cản nhất viên đạn vừa vặn từ trái tim hai bên trái phải gần mà qua, tuy rằng lúc đó đạn đã lấy ra. Võ An Quốc không đến mức chết, thế nhưng từ đó về sau Võ An Quốc trái tim tựu để lại di chứng. Nói được hiểu rõ một chút Diệp Chấn Hồng khiếm Võ An Quốc một cái mạng, bọn họ giữ hai cái hữu nghị cũng là tại từ trước trên chiến trường tích lũy, bằng không Diệp gia cùng Võ gia hội đi được gần như vậy sao? Diệp gia chi thứ, Võ gia chi thứ cùng với nhiều nước Hoa cao tầng cũng sôi nổi chạy tới bệnh viện quân khu phòng cấp cứu cổng, trong lúc nhất thời phòng cấp cứu cửa lối đi nhỏ trong là đứng đầy người. Diệp Thần Phong nhìn đến chật ních lối đi nhỏ người, trong lòng không có từ trước đến nay một trận phẫn nộ, lại mà nhìn đến Tống Nghị Cương đám người khóe miệng nhẹ nhẹ tiêu ý, hắn trong lòng phẫn nộ là càng thịnh vượng, những này người muốn là thật lo lắng Võ Lão gia tử sinh mệnh an nguy, đứng ở chỗ này cũng tự đứng, thế nhưng trong đó rất nhiều người đều là tới chế giễu, cái này triệt để đốt Diệp Thần Phong trong lòng thịnh nộ. Những người không có nhiệm vụ cấp ta toàn bộ rời đi nơi này. Lẽ nào các ngươi cho rằng nơi này là vườn bách thú sao? Nơi này là y viện, Diệp Thần Phong không nể mặt nói rằng. Nghe vậy, rất nhiều nước Hoa cao tầng trong lòng tự nổi giận, bị một tên mao đầu tiểu tử chỉ vào mũi mệnh làm mình, bọn họ chưa từng bị như vậy đối đãi qua. Một đám cao tầng trong đám người, Tống Nghị Cương khinh thường ở trong lòng cười lạnh một tiếng, Diệp Thần Phong, ngươi cũng quá cản rỡ một điểm đi. Ngươi thật đúng là cho rằng nước Hoa là các ngươi Diệp gia làm chủ. Bạch gia gia chủ Bạch Lão gia tử cũng lắc đầu thở dài, nghĩ thầm, thì là Diệp Thần Phong hiện tại kinh hoàng chứng tốt, thân thủ của hắn cũng biến thành không tệ, vậy thì thế nào? Dùng hắn tánh khí như vậy, tương lai muốn trở thành tựu đại sự đặc biệt khó khăn. Nếu như Bạch Lão gia tử biết Diệp Thần Phong thực lực chân chính, chỉ sợ hắn cũng sẽ không nghĩ như vậy, nếu như một người thực lực cường hãn đến có thể nhượng tất cả mọi người ngưỡng vọng, như vậy sở hữu quy tắc, ở trước mặt hắn thì không phải là quy tắc. Bởi vì quy tắc đều là cường giả chế định. Chương 232, còn có thể cứu chữa. Giữa lúc những này nước Hoa cao tầng sẽ đối Diệp Thần Phong làm khó dễ thời gian, phòng cấp cứu đèn tắt, một gã thân mặc áo choàng trắng, có chút thượng niên kỷ nam bác sĩ đi ra. Tên này thượng niên kỷ bác sĩ tên là Đoạn Nam, là kinh thành bệnh viện quân khu viện trưởng, cái đó y thuật đặc biệt cao, bình thường đặc biệt khó có được tiến nhập trong phòng giải phẫu. Lần này là Diệp Chấn Hồng gọi điện thoại cho hắn, Đoạn Nam mới tự mình động thủ cứu giúp Võ An Quốc. Diệp Chấn Hồng cùng Đoạn Nam là bạn cũ lâu năm, trước đây Diệp Chấn Hồng tại bệnh viện quân khu trong giả bộ bệnh, còn là tại Đoạn Nam dưới sự phối hợp hoàn thành ni. Lão Nam, An Quốc tình hình thực tế huống rốt cuộc thế nào? Nhìn đến Đoạn Nam đi ra phòng cấp cứu, Diệp Chấn Hồng vội vàng hỏi. Này vốn là muốn sẽ đối Diệp Thần Phong làm khó dễ nước Hoa cao tầng cũng an tĩnh vừa đưa ra. Kết quả là một đôi toàn bộ ánh mắt tập trung vào Đoạn Nam trên người. Đoạn Nam giải khai đeo vào trên miệng bạch sắc khẩu trang, thở dài một hơi sau đó,
mới lên tiếng, Trấn Hồng, ta đã tận lực, Võ An Quốc là trong trái tim huyết quản tan vỡ, sợ rằng đã có 2 ngày thời gian, nếu là thừa dịp huyết quản vỡ tan lỗ hổng đỏ lúc nhỏ sẽ đưa tới y viện, ta có thể còn có biện pháp có thể nhượng hắn sống sót, thế nhưng bây giờ trái tim của hắn cơ năng đã từng bước hoại tử, tại bệnh viện chúng ta cứu giúp chi hạ nhiều lắm chỉ có thể sống vừa đến 2 ngày thời gian. Đoạn nam lời nói như sấm sét giữa trời quang, nhượng võ gia dòng chính người cứ thế là đứng ở tại chỗ, trong đầu trong nháy mắt trống rỗng không gì sánh được, rõ ràng vừa còn thật tốt võ lão gia tử, lại có thể tại vài cái tiếng đồng hồ sau tự biến thành như vậy. Điều này làm cho võ Chí Phương, võ Khôn Minh cùng võ Hiểu Phỉ đám người thế nào tiếp thu. Võ Hiểu Phỉ viền mắt chính giữa nước mắt hoàn toàn tràn đầy đi ra, trong miệng đứt quảng nói rằng, không, không, không thể có thể. Gia Gia không có việc gì, Gia Gia tuyệt đối không có việc gì. Một đám nước Hoa cao tầng đang nghe tin tức này sau, có nhân tâm chính giữa mang theo vui sướng, có nhân tâm chính giữa mang theo tiếc hận, bọn họ đã không có tâm tư đi chỉ trích vừa rồi Diệp Thần Phong vô lý, một đám đang cùng võ gia người chào hỏi sau liền rời đi, dù sao Võ An Quốc đã không có vài thiên tốt sống. Bọn họ cũng không có phương tiện lưu lại làm lỡ Võ Chí Phương, Võ Khôn Minh cùng Võ Hiểu Phỉ đám người cùng Võ Lão Gia Tử đi hết cuối cùng đoạn đường thời gian. Tại một đám nước Hoa cao tầng sau khi rời đi, Võ Gia Chi Thứ người lên tiếng, xem ra chúng ta Võ Gia cùng Diệp Gia đám hỏi sự tình chỉ có thể lúc đó thôi, ngày hôm nay Hiểu Phỉ cùng Diệp Thần Phong vừa cử hành đính hôn nghi thức. An Quốc tự xảy ra chuyện như vậy, sợ rằng Diệp Thần Phong không thích hợp làm An Quốc tôn nữ tế. Nói chuyện là một gã qua tuổi nửa tuần lão đầu, tên của hắn là Võ An Phong. Võ An Quốc tổng cộng có 2 cái đệ đệ phân biệt gọi Võ An Phong cùng Võ An Phú. 2 cái này Võ Gia Chi Thứ lão nhân đang nghe Võ An Quốc tướng mệnh không lâu sau vậy sau, liền không kịp chờ đợi muốn trưởng khống toàn bộ Võ Gia. Đối, An Phong nói không sai, chúng ta trước tự không đồng ý Diệp Thần Phong cùng Hiểu Phỉ hôn sự, hiện tại biến thành cái này phó cục diện đi. Võ An Phú vội vã phụ họa nói. Đang nghe Võ An Quốc bệnh trạng sau, nguyên bản Võ Chí Phương cùng Võ Khôn Minh trong lòng chính thương tâm lắm. Ai biết đạo chi thứ những này người vậy mà hội bỏ đá xuống giếng. Võ Khôn Minh là một gã quân nhân, tính tình từ trước đến nay là trực lai trực vãng, lập tức quát dẹp đường, đại thúc, nhị thúc, 2 người các ngươi lúc nào tin tưởng mê tín. Ba của ta bệnh tình cùng Thần Phong, Hiểu Phỉ đính hôn một chút quan hệ cũng không có. Võ An Phong nhíu mày một cái, 10 phần phấn khích quát dẹp đường, Khôn Minh. Chú ý ngươi nói chuyện đúng mực, chúng ta là trưởng bối của ngươi, có ngươi đối trưởng bối nói như vậy sao? Nếu như lần này An Quốc thật cứ như vậy đi, sau đó Võ Gia liền do chúng ta làm chủ, các ngươi muốn lưu tại Võ Gia cũng phải muốn nghe chúng ta. Khôn Minh, ngươi đại thúc nói rất đúng, không có ngươi như thế cùng trưởng bối nói chuyện, ngươi bây giờ lập tức hướng ngươi đại thúc xin lỗi. Võ An Phú cũng chỉ trích Võ Khôn Minh. Cái này Võ Gia Chi Thứ người ý tứ là lại rõ ràng bất quá, không chỉ có thể dùng Võ Khôn Minh lửa giận bốc, Võ Chí Phương, Võ Hiểu Phỉ, Võ Kiệt cùng với người Diệp Gia sôi nổi trong lòng bốc lên ra thịnh nộ. Thần Phong cùng Hiểu Phỉ hôn sự, là ta cùng An Quốc định xuống. Các ngươi không có quyền lợi can thiệp, Diệp Trấn Hồng hiện tại không có công phu cùng những này nhiều người tính toán gì, tâm tư của hắn toàn bộ tại Võ An Quốc trên người. Lời nói cũng không thể đủ nói như vậy. Nếu như An Quốc lần này thật sự có gì bất chắc, như vậy Võ Gia sau này sự tình liền do chúng ta làm chủ, chúng ta là sẽ không đồng ý Diệp Thần Phong cùng Hiểu Phỉ hôn sự. Võ An Phong không chút khách khí nói rằng, vẫn bảo trì trầm mặc Võ Chí Phương cuối cùng không nhịn được lên tiếng, đại thúc, nhị thúc, hiện tại ba ta còn không có ly khai ni. Các ngươi cứ như vậy không dằn nổi muốn trưởng khống Võ Gia. Thần Phong cùng Hiểu Phỉ sự tình là ta ba định xuống, bất kể các ngươi có đồng ý hay không. Thần Phong cùng Hiểu Phỉ hôn sự ai cũng không ngăn cản được. Viên mắt hồng đồng đồng Võ Kiệt, hắn đã sớm không quen nhìn Võ Gia Chi Thứ những người này, quát dẹp đường, Thần Phong ca ca là tỷ phu của ta, ta đời này cũng chỉ thừa nhận cái này một cái tỷ phu. Diệp Thần Phong ôm thấp giọng nức nở Võ Hiểu Phỉ, 2 con người quét về Võ An Phong cùng Võ An Phú, thanh âm lạnh giá nói rằng, cho các ngươi 1 phút, lập tức từ trước mắt ta tiêu thất, bằng không cũng đừng trách ta động thủ. Võ An Phong cùng Võ An Phú bị Diệp Thần Phong lạnh giá ánh mắt nhìn chăm chú vào, trong lòng tức khắc bốc lên ra một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, bất quá bây giờ Võ An Quốc trên cơ bản đã bị tuyên bố tử vong, bọn họ 2 cái sắp trưởng khống Võ Gia, chính là một cái Diệp Thần Phong toán gì.
ở trong mắt bọn họ Diệp Thần Phong chẳng qua là một cái ở kinh thành xa gần nghe tiếng kẻ ngu si mà thôi. Diệp Thần Phong, muốn từ nơi này biến mất người là ngươi, ngươi và Hiểu Phỉ hôn sự chúng ta sẽ không thừa nhận, cho nên mời lập tức từ nơi này ly khai. Võ An Phong không khách khí nói. Diệp Thần Phong, người cùng chúng ta võ gia không có bất kỳ quan hệ gì, ngươi không cần phải ở tại chỗ này, còn xin mời ngươi lập tức buông ra Hiểu Phỉ, ngày hôm nay ngươi và Hiểu Phỉ đính hôn nghi thức cũng làm không thể nào đếm. Võ An Phú lạnh như băng nói rằng. Ba ba. Trả lời Võ An Phong cùng Võ An Phú là hai tiếng cực kỳ hữu lực bàn tay, Diệp Thần Phong thất cấp linh hồn lực phát huy được tốc độ điều không phải người thường có thể bắt được. Võ An Phong cùng Võ An Phú chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một đạo hắc ảnh, đón trên gương mặt tự truyền đến đau rát cảm nhận sâu sắc. Ngươi lại dám động thủ đánh ta môn. Võ An Phong cùng Võ An Phú khí ngực kịch liệt phập phồng. Ta lại nói một lần cuối cùng, lập tức từ trước mắt ta tiêu thất, bằng không lần sau thì không phải là một cái bàn tay vấn đề. Diệp Thần Phong thất cấp linh hồn lực khí thế hướng Võ An Phong cùng Võ An Phú lan tràn qua. Có thể dùng Võ An Phong cùng Võ An Phú ngực dường như bị đè ép một khối nghìn cân trọng tảng đá, để cho bọn họ trong lúc nhất thời không thở nổi, trên trán bốc lên ra chừng hạt đậu mồ hôi hột, trong lòng không tự chủ đối Diệp Thần Phong sinh ra một loại không giải thích được sợ hãi, cắn răng một cái đối Diệp Thần Phong quát dẹp đường, Diệp Thần Phong, chúng ta chờ xem. Nói xong câu đó sau, Võ An Phong cùng Võ An Phú liền rời đi, Diệp gia chi thứ người cũng phẫn nộ nhiên đi. Bọn họ biết Diệp Thần Phong sẽ không cho bọn họ sắc mặt tốt nhìn, cùng với bị đánh đuổi còn không bằng bản thân thức thời ly khai ni. Võ gia chi thứ cùng Diệp gia chi thứ người sau khi rời đi, phòng cấp cứu lối đi nhỏ tức khắc yên tĩnh lại, Võ Hiểu Phỉ dựa vào Diệp Thần Phong vai vẫn là khóc cái liên tục. Bệnh viện quân khu viện trưởng Đoạn Nam, bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói, ta sẽ bả Võ An Quốc an bài đến săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh đi, hai ngày này các ngươi tự thật tốt bồi bồi hắn đi. Diệp Thần Phong tướng Võ Hiểu Phỉ thân thể cấp đờ lên, vươn tay ôn nhu lau sạch Võ Hiểu Phỉ trên gương mặt giọt nước mắt, nói rằng, Hiểu Phỉ tả, người đừng khóc, Võ Gia Gia còn có thể cứu chữa, ta cam đoan Võ Gia Gia nhất định có thể bình an, sống lâu trăm tuổi sống sót. Nghe vậy, Võ Hiểu Phỉ thật đình chỉ nức nở, thủy uông uông mắt to nhìn Diệp Thần Phong hỏi, Thần Phong, Gia Gia thật còn có thể cứu chữa sao? Diệp Thần Phong chỉnh trọng cái đó sự gật đầu. Võ An Quốc bây giờ chỉ là trong trái tim huyết quản vỡ tan đồng thời trái tim từ từ hoại tử mà thôi, lợi dụng châm cứu hơn nữa linh hồn lực, Diệp Thần Phong 100% có thể chữa trị võ lão gia tử vỡ tan huyết quản, lại để cho hoại tử trái tim lần nữa khôi phục cơ năng. Nhưng mà người Diệp gia cùng võ gia người còn không biết Diệp Thần Phong có cao siêu y thuật ni. Một đám nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong một lát sau, sôi nổi thở dài, theo bọn họ Diệp Thần Phong thuần túy chỉ là đang an ủi Võ Hiểu Phỉ mà thôi. Liền bệnh viện quân khu đều nói không cứu, Diệp Thần Phong một cái liền y thuật cũng đều không hiểu người, làm sao có thể đủ cứu trở về võ lão gia tử ni. Chương 233, trị liệu. Hiểu Phỉ, Thần Phong nói không sai, bây giờ chữa bệnh trình độ như thế phát triển, gia gia ngươi không có việc gì. Diệp Trấn Hồng lừa mình dối người nói rằng, hắn có thể đặc biệt rõ ràng bệnh viện quân khu viện trưởng Đoạn Nam là nước Hoa thậm chí quốc tế thượng y học quyền uy. Liền hắn đều nói Võ An Quốc không thể cứu được, như vậy Võ An Quốc có thể sống hạ khả năng tới cơ hồ là bằng không, hiện tại cũng chỉ có thể đủ trước an ủi một chút tâm tình không ổn định nhất Võ Hiểu Phỉ. Võ Hiểu Phỉ trầm mặc 2-3 phút sau, thấp giọng nói rằng, các ngươi không muốn thoải mái ta, liền bệnh viện quân khu đều cứu không được ra ra ta, tại nước Hoa còn có bệnh viện nào có thể chữa cho tốt ra ra ta bệnh ni. Kinh thành bệnh viện quân khu tại nước Hoa có thể nói là đứng đầu nhất bệnh viện. Bất kể là phương diện này thầy thuốc kỹ thuật còn là chữa bệnh phương tiện đều là cái khác y viện không có cách gì so sánh, dù sao kinh thành bệnh viện quân khu chủ yếu vì nước Hoa cao tầng cùng với trên người có công huân người phục vụ. Diệp Thần Phong nhìn đến Võ Hiểu Phỉ hai mắt đẫm lệ mông lung, mang trên mặt một chút tuyệt vọng biểu tình, hắn trong lòng không khỏi đau xót, trong đầu nhớ lại từ nhỏ đến lớn hắn Hiểu Phỉ tả lần lượt che ở trước người của hắn, vì hắn ra mặt tràng cảnh, ôn nhu hôn thoáng cái Võ Hiểu Phỉ cái trán. Cố định nói rằng, Hiểu Phỉ tả, ngươi tin tưởng ta sao? Nếu như tin tưởng ta nhất định sẽ làm cho Võ Gia Gia bình an sống tiếp. Vòng eo bị Diệp Thần Phong ôm Võ Hiểu Phỉ, đang nghe Diệp Thần Phong nói sau, không tự chủ muốn đi tin tưởng Diệp Thần Phong, cho dù nàng biết mình Gia Gia cơ hồ là không cứu, thế nhưng trong miệng vẫn là nói, Thần Phong, ta tin tưởng ngươi. Thần Phong, Hiểu Phỉ, không nên ở chỗ này ngu đứng.
chúng ta đi săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh nhìn An Quốc đi. Diệp Trấn Hồng trong giọng nói tràn đầy đau thương, hắn không nghĩ tới nguyên bản thật cao hứng trong cuộc sống sẽ phát sinh như vậy ngoài ý muốn. Võ Chí Phương, Võ Khôn Minh, Võ Kiệt cùng Diệp Đông Kiện nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong cùng Võ Hiểu Phỉ, tuy rằng bọn họ rất không muốn thừa nhận, nhưng là bọn hắn không phải không thừa nhận Võ An Quốc sống không được bao lâu. Săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh. Võ An Quốc nhắm mắt lại an tường nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt đặc biệt tái nhợt, bệnh viện quân khu viện trưởng Đoạn Nam nói rằng, Võ An Quốc lâm vào trọng độ trong hôn mê, chỉ sợ hắn hội tại hôn mê ly khai cái này thế giới. Đoạn Nam thân là một gã bác sĩ, còn là bệnh viện quân khu viện trưởng, hắn có trách nhiệm nhường thân nhân của bệnh nhân biết Võ An Quốc tình trạng, cũng không thể đủ vì thoải mái thân nhân của bệnh nhân. Còn nói ra một ít y viện không có cách gì làm được sự tình. Diệp Thần Phong đi tới giường bệnh bên cạnh, đưa tay phải ra bàn tay nhẹ nhàng đặt tại Võ An Quốc nơi ngực, nhất cổ nhu hòa linh hồn lực xuyên thấu qua bàn tay tiến nhập Võ An Quốc trong cơ thể. Kinh qua linh hồn lực tra xét, Võ An Quốc bệnh trạng quả thực dường như Đoạn Nam nói như vậy, trong trái tim một cây huyết quản tan vỡ, cả khỏa trái tim cơ năng cũng từng bước có hoại tử dấu hiệu. Bất quá, đây đối với Diệp Thần Phong mà nói cũng không phải việc khó gì, hắn liền màn cuối bệnh ung thư đều có thể đủ trị liệu tốt, chẳng lẽ còn trị không hết Võ An Quốc bệnh sao? Huống chi Võ An Quốc còn là Võ Hiểu Phỉ gia gia ni. Coi như là từ Diêm Vương gia trong tay cướp người, Diệp Thần Phong cũng tuyệt đối muốn đem Võ An Quốc mệnh cấp cướp về. Trong phòng bệnh đoàn người, nhìn Diệp Thần Phong trang mô tác dạng động tác, trong lòng đau thương tình hình thực tế tự càng nồng nặc, Diệp Đông Kiện mở miệng nói, Thần Phong. Ngươi cũng không cần lại lừa gạt Hiểu Phỉ, chúng ta còn là đều tiếp thu hiện thực đi. Thần Phong, ngươi yên tâm đi, sau đó thì là ba ta mất, ngươi và Hiểu Phỉ hôn sự cũng không ai có thể ngăn cản. Đây là ta đối cam đoan của ngươi. Võ Chí Phương lắc đầu nói rằng, Diệp Thần Phong cũng không có thời gian cùng bọn họ giải thích nhiều như vậy, chỉ có chân chính chữa trị xong võ lão gia tử bệnh, ở đây những này nhân tài sẽ tin tưởng lời hắn nói, cho nên Diệp Thần Phong không chút do dự lấy ra mang theo người châm cứu bao, tự mình dùng cái bật lửa đun nóng ngân châm tiêu độc. Đoạn Nam nhìn đến Diệp Thần Phong hành vi sau tức khắc cấp, hiện tại Võ An Quốc tình trạng đã đặc biệt không xong. Nếu là trên người lại bị lung tung chát thượng vài châm, nói không chừng bệnh trạng lập tức hội chuyển biến xấu, liền một hai ngày thời gian cũng sống không được, vội vàng chặn lại nói tiểu tử, ngươi cái này là đang làm gì? Ngươi chẳng lẽ muốn vì Võ An Quốc châm cứu sao? Nếu như chỉ dựa vào châm cứu là có thể trị liệu tốt Võ An Quốc bệnh tình, như vậy chúng ta những này y viện đều không cần phải khai, huống chi châm cứu đối huyệt vị nắm chặt muốn đặc biệt chính xác, ngươi vạn nhất chát sai huyệt vị, hậu quả đều không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thần Phong, ngươi không nên hồ nháo, ta biết ngươi cũng lo lắng ngươi Võ gia gia, thế nhưng ngươi căn bản cũng không biết cái gì y thuật, vội vàng đem ngân châm cấp ta thu. Diệp Trấn Hồng ra lệnh. Gia gia, ai nói ta không hiểu y thuật, huống hồ ta đáp ứng Hiểu Phỉ tả muốn cho Võ gia gia sống lâu trăm tuổi, như vậy ta thì nhất định phải làm được, làm một nam nhân chân chính, nên muốn vì lời của mình đã nói mà phụ trách. Diệp Thần Phong nói thật. Thần Phong, ngươi có thể đừng kích động. Chúng ta đều biết ngươi không hiểu y thuật, không ai hội trách ngươi. Đúng vậy, Thần Phong, nhanh thu hồi ngân châm đi. Ta tin tưởng Hiểu Phỉ cũng sẽ không trách ngươi. Thần Phong, ngươi không muốn lại làm loạn thêm, nhượng Võ lão gia tử an tĩnh vượt qua hai ngày này đi. Tỷ phu, thì là ngươi cứu không được gia gia ta, ngươi cũng là ta vĩnh viễn duy nhất tỷ phu, ở đây thật không ai hội trách cứ ngươi. Võ Chí Phương, Võ Khôn Minh, Diệp Đông Kiện cùng Võ Kiệt lần lượt mở miệng đối Diệp Thần Phong khuyên nhủ. Diệp Thần Phong hai con ngươi chỉ nhìn chăm chú vào Võ Hiểu Phỉ, mở miệng lần nữa hỏi, Hiểu Phỉ tả, ngươi tin tưởng ta sao? Nhìn Diệp Thần Phong trong suốt tạm lại tràn ngập ánh mắt tự tin, Võ Hiểu Phỉ lại một lần nữa không tự chủ hồi đáp, Thần Phong, ta tin tưởng ngươi. Diệp Thần Phong khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, đón linh hồn lực rót vào đến ngân châm chi chính giữa, cấp tốc hướng Võ An Quốc ngực ghim xuống. Bá 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 là tả, năm cây ngân châm cơ hồ là cũng trong lúc đó đâm vào Võ An Quốc trên ngực. Thấy người ở chỗ này là trợn mắt hốc mồm, nhất là tinh thông y thuật Đoạn Nam, hắn nhìn đến Diệp Thần Phong thủ pháp châm cứu sau, hắn dám khẳng định Diệp Thần Phong tuyệt đối là một cái châm cứu cao thủ, thế nhưng cho dù Diệp Thần Phong châm cứu kỹ thuật có bao nhiêu cao siêu, cũng khẳng định không thể đủ tướng Võ An Quốc từ kề cận cái chết kéo trở về. Tại năm cây ngân châm đâm vào Võ An Quốc ngực đồng thời,
Diệp Thần Phong tay phải bàn tay đặt tại ngân châm bên cạnh trên ngực, cái này 5 cây ngân châm tác dụng là vì ổn định lại trái tim huyết mạch, Võ An Quốc trong trái tim một cây huyết quản đã là tan vỡ, nếu như Diệp Thần Phong lỗ mãng thất thất sẽ dùng linh hồn lực trị liệu Võ An Quốc, như vậy Võ An Quốc trong trái tim huyết mạch rất khả năng không chịu nổi, cuối cùng dẫn đến trong trái tim huyết quản hoàn toàn bạo liệt, đến khi đó coi như là Diệp Thần Phong cũng hồi thiên hết cách. Thần Phong thật là quá làm càn, không thể để cho hắn như thế hổ nháo tiếp. Diệp Chấn Hồng từ khiếp sợ phản ứng lại. Chấn Hồng, người trước đừng có gấp, ta xem hắn chát mỗi nhất châm đều đặc biệt chuẩn xác, mặc dù đối với Võ An Quốc bệnh tình không có một chút tác dụng, thế nhưng cũng không đến mức nhượng Võ An Quốc bệnh tình chuyển biến xấu, người trước hết tùy hắn đi đi. Đoạn Nam mở miệng nói rằng, ánh mắt tò mò nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần Phong. Theo cuồn cuộn không ngừng linh hồn lực rót vào, Võ An Quốc trong trái tim cây vỡ tan huyết quản đang chậm rãi khép lại, khẩn đón tại linh hồn lực ôn nhuận hạ, đã từng bước hoại tử trái tim đã ở từ từ khôi phục mới cơ năng. Chuyện N của tôi, nét bởi bây giờ Diệp Thần Phong linh hồn lực tăng lên tới thất cấp, tướng Võ An Quốc trị liệu tốt đảo không đến mức tiêu hao hết hắn toàn bộ linh hồn lực, trị liệu thời gian cũng thật to rút ngắn. Khoảng chừng nửa giờ sau, Diệp Thần Phong liền thu bàn tay về. Trong thân thể linh hồn lực tiêu hao hết gần một nửa, trên trán rịn ra một chút rậm rạp chẳng chịt mồ hôi hột. Tiểu tử, hiện tại ngươi tổng nên tin lời của ta đi. Ngươi thử cũng thử qua, kế tiếp tự an tâm cùng Võ An Quốc đi hết cuối cùng đoạn đường đi. Đoạn Nam nói rằng, Diệp Thần Phong khóe miệng cầm dáng tươi cười, không trả lời Đoạn Nam lời nói, mà là nhìn về phía Võ Hiểu Phỉ, Hiểu Phỉ tả, ta tuyệt đối không cho ngươi thương tâm, Võ gia gia bệnh ta đã trị. Trong phòng bệnh tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, bọn họ cho rằng Diệp Thần Phong cái này lời nói dối biên được cũng quá giả một điểm, Võ An Quốc làm sao có thể. Tại bọn họ âm thầm đau khổ thời gian, trên giường bệnh Võ An Quốc lại có thể không có dấu hiệu nào mở mắt, trong miệng còn lầm bầm một câu, ta đều không phải nên tại Thần Phong cùng Hiểu Phỉ đính hôn nghi thức thượng sao. Lúc này trong phòng bệnh người toàn bộ nín thở, nhất là Đoạn Nam. Tuy rằng hắn xác định Võ An Quốc vẫn có thể sống vừa đến 2 ngày, thế nhưng nên vẫn ở vào trạng thái hôn mê, liền bọn họ y viện cũng vô pháp nhượng Võ An Quốc từ hôn mê tỉnh táo lại, lẽ nào người trẻ tuổi trước mặt này chát vài châm để Võ An Quốc thanh tỉnh. Rất nhiều nghi vấn, trong lúc nhất thời bồi hồi tại Đoạn Nam trong óc. Chương 234, thỉnh ngài thu ta làm đồ đệ đi. Tại Võ An Quốc sau khi tỉnh lại, Đoạn Nam lập tức cấp Võ An Quốc an bài một lần kiểm tra. Kiểm tra kết quả cho thấy Võ An Quốc trái tim vỡ tan huyết quản đã hoàn toàn khép lại, ngay cả từng bước hoại tử trái tim cơ năng cũng khôi phục, có thể nói hiện tại Võ An Quốc một điểm nguy hiểm tánh mạng cũng không có, dùng hắn như vậy thân thể tình trạng thì là sống thêm cái 20-30 năm, căn bản cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Đoạn Nam tướng kết quả kiểm tra nói cho Diệp Chấn Hồng đám người sau, bọn họ một đám tưởng lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Diệp Chấn Hồng không dám tin hỏi, lão Nam, ngươi không có cùng ta nói đùa sao? Ngươi không phải mới vừa còn nói An Quốc chỉ có thể sống 1-2 ngày sao? Thế nào hiện tại tựu? Đoạn Nam cười gượng, nói rằng, Chấn Hồng, cái này sợ rằng muốn hỏi vừa rồi cấp Võ An Quốc châm cứu người tuổi trẻ, hắn hình như là ngươi tôn đi. Nói thật ra, Đoạn Nam làm quốc tế thượng y học quyền uy, liền hắn đều không nghĩ ra Diệp Thần Phong là làm sao chữa khỏi Võ An Quốc. Chẳng lẽ là dựa vào mấy cây ngân châm sao? Coi như là bị Hoa Đà phụ thân chỉ sợ cũng không có bản lãnh như vậy đi. Trong lòng xông lên nhất cổ khó có thể ức chế ở hưng phấn. Tựu như cùng trước đây Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân Viện trưởng Châu Trạch Đống thấy được Diệp Thần Phong y thuật sau, lúc này Đoạn Nam tâm tình cùng trước đây Châu Trạch Đống không sai biệt lắm, liền vội vàng nói Chấn Hồng, chúng ta mau trở lại săn sóc đặc biệt phòng bệnh đi. Ngay mặt hỏi một chút ngươi tôn không sẽ biết đáp án sao? Một bên Võ Chí Phương, Võ Khôn Minh, Diệp Đông Kiện cùng Võ Kiệt vẫn là không có từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại ni. Nguyên bản bọn họ mỗi một người đều đắm chìm trong không khí đau thương chi chính giữa, ai biết đạo Võ lão gia bị Diệp Thần Phong chát vài châm sau tựu không sao. Như vậy bọn họ không phải mới vừa toi công thương tâm lâu như vậy sao? Mà Võ Hiểu Phỉ còn lại là đỡ Võ An Quốc, bà cả chuyện đầu đuôi nói với Võ An Quốc một lần. Nhất là nghe được liền bệnh viện quân khu đều cho rằng hắn không có cứu thời gian, Võ An Quốc trong lòng là một trận hết hồn, dù sao cái này trên thế giới có ai là không sợ chết. Có thể sống đương nhiên là hay nhất bất quá. Diệp Thần Phong đối trị liệu của mình trình độ là có 10 phần lòng tin,
cho nên sẽ không theo Ly Khai săn sóc đặc biệt phòng bệnh, cùng Võ An Quốc đi kiểm tra thân thể. Săn sóc đặc biệt cửa phòng bệnh bị đẩy ra, bất kể là người của Diệp gia, còn là Võ gia người. Thậm chí là bệnh viện quân khu viện trưởng đều đưa mắt đồng loạt tập trung vào Diệp Thần Phong trên người, dường như muốn từ Diệp Thần Phong trên người nhìn ra một ít đầu mối gì tới ni. Diệp Thần Phong nhún vai, thuận miệng nói rằng, các ngươi để làm chi nhìn ta như vậy? Lẽ nào trên mặt ta trường hoa sao? Thần Phong, Võ lão gia bệnh thật chính là ngươi chữa xong. Diệp Đông Kiện không dằn nổi hỏi. Diệp Thần Phong liếc mắt, nói rằng, tiểu thúc, điều không phải ta trị. Chẳng lẽ còn là ngươi trị sao? Diệp Trấn Hồng cũng mở miệng hỏi, Thần Phong, ngươi cái này y thuật là từ đâu trong học được? Ngươi Võ gia gia bệnh thế nhưng liền y viện đều nói không thể cứu được, ngươi lại chỉ dùng chừng nửa canh giờ để ngươi Võ gia gia khôi phục, đây quả thực quá thần kỳ một điểm đi. Diệp Thần Phong đương nhiên không thể có thể ăn ngay nói thật, tùy tiện viện cái lý do, gia gia, ta cũng không biết mình là học thế đó hội y thuật, ta chỉ nhớ rõ có một lần ta từ trong mộng sau khi tỉnh lại, ta lại đột nhiên đối châm cứu và vân vân đặc biệt tinh thông. Người ở chỗ này cũng không phải ngu, đương nhiên biết Diệp Thần Phong là đang nói dối, bất quá. Nếu Diệp Thần Phong không muốn nói, Diệp Trấn Hồng cũng sẽ không đi hỏi nhiều, chỉ nói là đạo, Thần Phong, lần này nhờ có ngươi a. Gia gia người ta lúc còn trẻ có thể thiếu An Quốc một cái mạng, nếu không hắn trước đây ở trên chiến trường giúp ta cản nhất khỏa đạn. Chỉ sợ ta sớm đã chết ở trên chiến trường. Võ An Quốc nói rằng, Trấn Hồng, lúc còn trẻ sự tình, ngươi còn nhắc nó làm gì? Trước đây ta thế nhưng cam tâm tình nguyện giúp ngươi đỡ viên kia đạn, giữa chúng ta dùng được như thế lằng nhằng sao? Thì là lần này ta thật bởi vì trong trái tim vấn đề ly khai, ta cũng sẽ không đối trước đây làm chuyện xảy ra mà hối hận, huống chi hiện tại Thần Phong đều không phải bà ta này mạng già cứu trở về mà. Lúc này chúng ta Võ gia thế nhưng nhặt được bảo, Thần Phong thân thủ cường hãn như vậy, lại như thế tinh thông y thuật, như vậy tôn nữ tế là đốt đèn lồng đều tìm không được a. Nếu để cho Bạch gia Bạch lão đầu biết bản thân bỏ lỡ như thế một cái ưu tú như vậy biến thái tôn nữ tế, thật không biết hắn hội là dạng gì biểu tình. Ta có thể rất chờ mong ngày nào đó đã tới ni. Võ An Quốc khuôn mặt thượng lộ ra hí ngược dáng tươi cười, nói thật, kỳ thực hắn còn phải cảm ơn trước đây Bạch gia chủ động cùng Diệp gia từ hôn ni. Bằng không thế nào có thể bị hắn Võ gia nhặt đi cái này thiên đại tiện nghi. Bất quá, An Quốc, Thần Phong sự tình ta còn không muốn nhanh như vậy công khai đi ra ngoài, ngươi cũng biết bây giờ muốn sẽ đối phó chúng ta người của Diệp gia không thiếu, để cho bọn họ biết Thần Phong đích thực chính năng lực sau, chỉ sợ bọn họ càng không hội yên tĩnh, tuy rằng ta tin tưởng Thần Phong hiện tại có năng lực tự vệ, thế nhưng Thần Phong sự tình có thể để cho kinh thành người chậm một ngày biết tự chậm một ngày biết đi. Diệp Trấn Hồng nghĩ tường tận nói rằng, y ngắn, Chí Phương, Khôn Minh, Tiểu Kiệt còn có Hiểu Phỉ, Thần Phong sự tình các ngươi không được để lộ ra đi nửa câu, các ngươi đều nghe được sao? Võ An Quốc ra lệnh. Đông Kiện, ngươi cũng giống vậy, hảo hảo quản ở miệng mình mong chờ, không nên đến chỗ nói lung tung. Diệp Trấn Hồng cũng đúng Diệp Đông Kiện ra lệnh. Võ Chí Phương cùng Diệp Đông Kiện đám người sôi nổi gật đầu đáp ứng, nhà mình lão đầu lời nói bọn họ là nhất định muốn nghe. Thần Phong, người hội y thuật thế nào không nói sớm? Mới vừa rồi còn làm hại chúng ta toi công lo lắng lâu như vậy, người cái này đều không phải dằn vặt người sao? Diệp Đông Kiện lại không có cái nghiêm chỉnh. Lúc này ta cũng đứng tại Đông Kiện bên này, Thần Phong, người điều này thật sự là quá không nên. Võ Khôn Minh lập tức phụ họa nói. Diệp Thần Phong bĩu môi, nói rằng, tiểu thúc, võ thúc thúc, vừa rồi ta cấp cho võ gia gia trị liệu thời gian. Lẽ nào hai người các ngươi quên là thế nào ngăn cản của ta sao? Ta đã nói rồi võ gia gia hội bình an, có thể là trừ Hiểu Phỉ tả bên ngoài, có ai tin tưởng ta? Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh bị Diệp Thần Phong nói xong sắc mặt ngượng ngùng lên, mà một bên Võ Hiểu Phỉ nghe được trong lòng ấm áp, trắng nõn trên gương mặt hiện lên hai đóa đỏ ửng. Tỷ phu muôn năm, tỷ phu uy vũ, sau đó ta Võ Kiệt có như thế như bài tỷ phu, ta cũng có thể ở kinh thành sông pha sao? Võ Kiệt hưng phấn kêu lớn lên, tỷ phu của hắn Diệp Thần Phong càng nghiêu bài, hắn trong lòng tự càng kích động, yên lặng phát thệ sau này nhất định vội vàng theo anh rể hắn nhịp bước, tranh thủ cũng làm một cái không gì sánh được nghiêu bài nam nhân. Chuyện của tôi. .vn Võ Hiểu Phỉ nhéo một cái Võ Kiệt tai, nói rằng, tiểu Kiệt, sau đó ngươi cũng không thể ỷ vào Thần Phong thực lực ở bên ngoài gây chuyện thị phi, lẽ nào ngươi đã quên vừa rồi ra ra đã nói sao?
Thần Phong thực lực bây giờ vẫn không thể đủ quá nhiều bạo lộ ra. Bệnh viện quân khu viện trưởng Đoạn Nam vẫn đứng ở một bên không có mở miệng, khuôn mặt thượng tràn đầy cuồng nhiệt cùng dãy giụa. Một lát sau, trên mặt vẻ rằng có biến mất vô ảnh vô tung, duy chỉ còn lại có cuồng nhiệt. Diệp Thần Phong cái này thân y thuật thật sự là nhượng Đoạn Nam bội phục sát đất, trong lúc bất chợt hướng Diệp Thần Phong cúi mình vái chào, nói rằng tiên sinh, thỉnh ngài thu ta làm đồ đệ đi. Đoạn Nam lời nói những người ở chỗ này đều thiếu chút nữa sợ rơi cằm, Đoạn Nam làm kinh thành bệnh viện quân khu viện trưởng, cái đó địa vị cũng không thấp, huống chi hắn còn là quốc tế thượng y học quyền uy, thử hỏi con người khi còn sống có ai hội không thể nào bệnh ni. Cho nên rất nhiều nước hoa cao tầng gặp được Đoạn Nam đều là khách khí, bây giờ Đoạn Nam lại muốn bái Diệp Thần Phong vi sư. Ngay cả trước đây Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân viện trưởng Châu Trạch Đống cũng không có hắn như vậy cuồng nhiệt đi. Đoạn viện trưởng, ngài là bằng hữu của ông nội ta, ngài thế nào có thể làm đồ đệ của ta ni? Diệp Thần Phong có lễ phép nói rằng, đúng vậy, lão Nam, Thần Phong là của ta tôn, như ngươi vậy có thể rối loạn bối phận. Diệp Trấn Hồng mở miệng khuyên nhủ. Ai biết đạo, Đoạn Nam thật đúng là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, nói rằng tiên sinh, thỉnh ngài thu ta làm đồ đệ đi. Chỉ cần ngài đáp ứng ta, thì là nhượng ta quỳ xuống tới được lễ bái sư cũng là có thể. Diệp Trấn Hồng gặp Đoạn Nam thật muốn hướng Diệp Thần Phong quỳ xuống tới, vội vã bất đắc dĩ nói, Thần Phong, ngươi trước đáp ứng đi. Bằng không lão Nam thật là muốn đi gặp ngươi quỳ xuống dập đầu. Được rồi, ta hãy thu ngươi làm đồ đệ. Tại không biết làm sao chi hạ, Diệp Thần Phong cũng chỉ có thể đủ trước miệng thượng đáp ứng. Gặp Diệp Thần Phong đáp ứng, Đoạn Nam trên mặt thần sắc là càng hưng phấn, trong miệng liền liền nói, tạ ơn sư phụ thành toàn, tạ ơn sư phụ thành toàn. Tại Đoạn Nam trong mắt có thần kỳ như vậy y thuật, Diệp Thần Phong hoàn toàn có tư cách làm sư phụ của hắn, chính cái gọi là đạt giả vi sư mà. Cho nên Đoạn Nam trải qua ngắn ngủi do dự sau đó, còn là làm ra quyết định như vậy. Chương 235, cấu kết. Võ gia chi thứ Võ An Phong cùng Võ An Phú hai cái này lão nhân, bị Diệp Thần Phong phiến một bạt tai bị tức giận ly khai bệnh viện quân khu sau, mới vừa đi ra y viện đã bị Tống gia gia chủ Tống Nghị Cương cấp thỉnh đã qua. Bây giờ tại Tống Nghị Cương trong mắt Võ An Quốc đã coi như là một cái người chết. Võ An Quốc sau khi, Võ gia trăm phần có 8-90 hội bị nguyên bản chi thứ người cấp trưởng khống, lúc này Tống Nghị Cương mời Võ gia chi thứ hai cái này lão đầu. Ý tứ trong đó đương nhiên là không cần nói cũng biết. Kinh thành một nhà đỉnh cấp khách sạn trong bao xương, Tống gia lão gia tử Tống Nghị Cương, hắn con lớn nhất Tống Quy cùng với Võ An Phong cùng Võ An Phú đều ở đây. Võ An Phong cùng Võ An Phú mặt bên trên gương mặt còn sưng lên thật cao ni. Trong lòng đối mới vừa rồi bị Diệp Thần Phong trước mặt mọi người phiến bà tai tức giận còn không có tán đi, hai cái này lão đầu cũng không có mở miệng, đang chờ Tống Nghị Cương nói chuyện trước ni. Tống Nghị Cương tùy ý gọi một vài món ăn, sau đó nói, Võ An Quốc bệnh trạng vừa rồi tại bệnh viện quân khu thời gian, chúng ta người ở chỗ này có thể đều nghe được, ta thỉnh hai vị tới mục đích là, cũng muốn hỏi hỏi hai vị có hứng thú hay không trưởng khống võ gia. Chúng ta Tống gia có thể trợ hai vị giúp một tay. Võ An Phong cùng Võ An Phú hai cái này lão đầu cũng không phải người ngu, biết Tống Nghị Cương nói như vậy nhất định là có mưu đồ khác, Võ An Phong nhíu mày một cái, nói rằng, nếu như lần này An Quốc thật tao ngộ rồi bất chắc, ta nghĩ dùng năng lực của chúng ta muốn trưởng khống võ gia, nên cũng không phải việc khó gì, chúng ta võ gia sự tình cũng không nhọc đến phiền Tống gia chủ quan tâm. Tống Nghị Cương không có bởi vì Võ An Phong cự tuyệt mà không vừa lòng, trái lại tương đương có kiên nhẫn lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói rằng ta biết hai vị vẫn không tán thành Diệp Thần Phong cùng Võ Hiểu Phỉ hôn sự, hai người các ngươi cho rằng đan dựa vào mình có thể đấu được qua bây giờ Diệp gia. Đến lúc đó Diệp Thần Phong cùng Võ Hiểu Phỉ có hôn ước. Diệp gia có thể thuận lý thành trương tham gia võ gia sự tình, sợ rằng hai vị muốn trưởng khống võ gia tự không dễ dàng đi. Nhìn đến Võ An Phong cùng Võ An Phú suy nghĩ sâu xa mô dạng, Tống Nghị Cương hài lòng gật đầu, tiếp tục nói, cho nên nói hai vị cùng chúng ta Tống gia hợp tác là không thể tốt hơn sự tình, chỉ cần Võ An Quốc vừa ly khai cái này thế giới. Như vậy hai vị chính là võ gia trưởng bối, đến lúc đó bà Võ Hiểu Phỉ hứa gả cho ta môn gia Tống Bân. Chúng ta Tống gia tự có lý do tham gia trong đó, đến lúc đó thì là Diệp gia phản đối cũng không làm nên chuyện gì, có chúng ta Tống gia chi trì. Hai vị có thể buông lỏng trưởng khống ở võ gia hết thảy tất cả. Huống chi biểu hiện ra nhìn bây giờ Diệp gia còn là kinh thành gia tộc cao cấp, thế nhưng Diệp gia dòng chính người lớn đơn bạc,
sau này có thể diễn chính người ít lại càng ít. Đằng Diệp lão đầu tử ngày nào đó hai chân duỗi một cái, như vậy Diệp gia nhất định sẽ lui ra kinh thành đại gia tộc trong hàng ngũ, mà chúng ta Tống gia dòng chính nhất mạch so với Diệp gia tràn đầy nhiều, cho nên hai vị có thể thật tốt suy nghĩ một chút ý kiến của ta. Nếu hiện tại còn không có cách gì tướng Diệp gia nhổ tận gốc, như vậy Tống Nghị Cương trước cấp Diệp gia một điểm nhan sắc nhìn, bằng không hắn nuốt không trôi khẩu khí này a. Tôn tử Tống Bân bị đánh thành tàn phế, hắn chỉ có thể dùng phương thức như vậy tới vì cháu của mình trước xả giận, bất quá, hắn còn có cái khác mục đích nhi. Chỉ cần cháu của hắn Tống Bân cùng Võ Hiểu Phỉ nhất đính hôn, Tống gia tự có lý do tham gia Võ gia. Đến lúc đó bà Võ An Phong cùng Võ An Phú hai cái này lão đầu cấp mất quyền lực, như vậy Võ gia cũng không chẳng khác nào là bọn hắn Tống gia sao. Võ An Phong cùng Võ An Phú đương nhiên biết Tống Nghị Cương nói một điểm đều không sai. Nhưng là bọn hắn hai cái cũng biết Tống Nghị Cương tuyệt đối điều không phải gì hảo điều, tương lai một ngày Tống Bân cùng Võ Hiểu Phỉ đính hôn, bọn họ hai cái rất có thể biến thành Tống Nghị Cương khôi lỗi. Nhưng mà lúc này ngoại trừ sự lựa chọn này bên ngoài, Võ An Phong cùng Võ An Phú hình như không có lựa chọn nào khác, dù sao bọn họ là tuyệt đối sẽ không đồng ý Diệp Thần Phong cùng Võ Hiểu Phỉ đính hôn, trên gương mặt đau đớn vẫn là như thiêu như đốt ni. Chính cái gọi là đánh người không vẽ mặt. Ngày hôm nay bị Diệp Thần Phong vẽ mặt cừu hận, bọn họ hai cái tương lai nhất định phải đòi lại, vì vậy cũng chỉ có thể đủ trước đồng ý Tống Nghị Cương ý kiến. Bằng không đan dựa vào bọn họ hai cái thật đúng là đấu bất quá bây giờ Diệp gia. Tống gia chủ, Hiểu Phỉ cùng Tống Bân hôn sự chúng ta có thể đồng ý, bất quá chúng ta hai cái muốn phải mau sớm trưởng khống toàn bộ võ gia chi thứ người đều tốt làm, chủ yếu là An Quốc hai đứa con trai dường như khó đối phó mà thôi. Bọn họ hai cái chắc chắn sẽ không đồng ý nhượng Hiểu Phỉ cùng Tống Bân đính hôn. Võ An Phong biết chính hắn một đại thúc tại Võ Chí Phương cùng Võ Khôn Minh hai cái cháu trai trong mắt không có địa vị gì, thậm chí là con trai của Võ Chí Phương Võ Kiệt cũng không định gặp hắn. Đối, Tống gia chủ, An Phong nói không sai, nếu như ngươi muốn nhượng Tống Bân cùng Hiểu Phỉ đính hôn, Tống gia các ngươi cũng tổng nên muốn xuất ra một điểm thành ý đến đây đi. Võ An Phú lập tức phụ họa nói. Nếu hai vị gấp như vậy muốn trưởng khống võ gia, như vậy đợi nhường nhi tử của ta Tống Quy cùng các ngươi đi bệnh viện đi một chuyến, hai người các ngươi chỉ cần làm trò Võ Chí Phương mặt của bọn họ nói rõ ràng bảo Võ Hiểu Phỉ hứa gả cho ta môn gia Tống Bân thì tốt rồi, về phần Võ Chí Phương bọn họ có đồng ý hay không, hai người các ngươi hoàn toàn không cần phải để ý tới, thì là bọn họ không đồng ý thì thế nào ni. Võ An Quốc vừa chết, các ngươi chính là võ gia trưởng bối. Do trưởng bối quyết định vãn bối hôn sự là lại bình thường bất quá, đến lúc đó Diệp gia nếu là dám nói cái gì lời nói, chúng ta Tống gia cũng tuyệt đối không hội ở một bên xem trò vui. Tống Nghị Cương bảo đảm nói. Tống gia chủ, người đều nói như vậy, chúng ta tự nhiên không hội có ý kiến gì, như vậy đợi làm phiền con của ngươi Tống Quỳ bồi chúng ta đi một chuyến bệnh viện quân khu, ta đã không kịp đợi muốn giáo huấn một chút Diệp Thần Phong tiểu tử kia, ta muốn cho hắn từ Hiểu Phỉ bên người cút đi. Võ An Phong ánh mắt âm trầm nói rằng, vừa nhắc tới Diệp Thần Phong, một bên Tống Quy sắc mặt tự biến được hết sức khó coi, bây giờ con hắn Tống Bân vẫn là chỉ có thể nằm ở trên giường bệnh, tương lai có thể đứng lên bước đi tỷ lệ là cực kỳ bé nhỏ, hắn trong lòng đối Diệp Thần Phong là hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu là cho hắn biết hắn tiểu nhi tử Tống Trung cũng là bị Diệp Thần Phong giải quyết, thật không biết hắn có thể hay không bị khí thổ huyết ni. Hai vị lão gia tử, các người yên tâm. Ta lượng Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh kia cũng không dám làm càn, mặc dù bây giờ xem ra hắn kinh hoàng chứng đã tốt, bất quá hắn cũng chỉ là một hội đùa giỡn điểm thủ đoạn bạo lực mao đầu tiểu tử mà thôi. Đợi nếu là hắn có dũng khí đối với chúng ta động thủ, ta cam đoan nhường hắn chịu không nổi, chỉ cần chúng ta chiếm lý, coi như là Diệp gia cũng không bảo vệ được tiểu xúc sinh kia. Tống Quy nổi giận đùng đùng nói rằng, Võ An Phong cùng Võ An Phú hai cái này lão nhân tùy tùy tiện tiện ăn vài miếng món ăn. Tự không kịp chờ đợi nhượng Tống Quy bồi bọn họ đi bệnh viện quân khu. Bệnh viện quân khu săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh. Võ lão gia tử không có cấp xuất viện, mà là nghe cháu của hắn Võ Kiệt nói võ gia chi thứ hai cái lão nhân sở tác sở vi, đang nghe Võ An Phong cùng Võ An Phú bảo hôm nay Diệp Thần Phong cùng Võ Hiểu Phỉ đính hôn nghi thức không thể làm, thậm chí phủ định hoàn toàn môn này hôn sự thời gian. Võ lão gia tử là khí sắc mặt đỏ lên, Diệp Thần Phong ưu tú như vậy tôn nữ tế. Qua cái này thôn sẽ không cái này điếm, sau này Diệp Thần Phong tiền đồ tuyệt đối là vô lượng, võ gia chi thứ này tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa, võ lão gia tử thật con mẹ nó muốn đưa bọn họ toàn bộ đuổi ra võ gia mới hết giận.
Thần Phong, ngươi và Hiểu Phỉ hôn sự, là ta và ngươi gia gia quyết định, ngoại trừ ta và ngươi gia gia bên ngoài, ai cũng không có có quyền lợi để ý tới hai người các ngươi hôn sự, võ gia chi thứ những người đó ta sẽ hảo hảo gõ một cái, sẽ không để cho bọn họ lại lung tung nhảy nhót. Võ lão gia tử ngẩng đầu nhìn trong phòng bệnh đang cùng võ Hiểu Phỉ nói chuyện trời đất Diệp Thần Phong nói rằng. Võ gia gia, ta đã giúp ngài gõ qua, vừa rồi bọn họ tưởng chó điên giống nhau la hoảng thời gian, ta cho bọn hắn hai cái bàn tay. Diệp Thần Phong tùy ý nói rằng. Võ lão gia tử nghe vậy lộ ra một vòng dáng tươi cười, thanh âm to nói rằng, Thần Phong, đáng đánh a. Hai cái lão nhân chính là thiếu giáo huấn, kỳ thực ta cũng đã sớm muốn động thủ giáo huấn bọn họ. An Quốc, nếu ngươi bây giờ không sao, như vậy ta trước hết ly khai, ngày hôm nay vốn là Thần Phong cùng Hiểu Phỉ đính hôn nghi thức, hiện tại khiến cho là hỏng bét, ta còn muốn đi xử lý một chút ni. Diệp lão gia tử mở miệng nói rằng, Trấn Hồng, ngươi yên tâm đi tốt, nơi này có bọn họ cùng ta là được, muốn không phải là không muốn khiến cho người khác hoài nghi, ai vui vẻ tại trong bệnh viện ngây ngô. Võ lão gia tử phất phất tay nói rằng, Diệp lão gia tử rời đi trước phân phó Diệp Thần Phong vài câu sau, liền vội vội vàng vàng ly khai, bây giờ võ An Quốc bệnh trạng triệt để tốt, cũng để cho Diệp lão gia tử là thật thở dài một hơi. Chương 236, trợn tròn mắt đi. Kinh thành bệnh viện quân khu viện trưởng Đoạn Nam tại lại Diệp Thần Phong người sư phụ này sau, liền vẫn nương nhờ võ An Quốc săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh không đi, thỉnh thoảng hướng Diệp Thần Phong thỉnh giáo y học thượng vấn đề. Đoạn Nam hỏi rất nhiều y học thượng nan đề, những này nan đề kỳ thực hắn đều là biết câu trả lời, sở dĩ muốn hỏi Diệp Thần Phong là muốn thi Diệp Thần Phong người sư phụ này, dù sao vừa rồi Diệp Thần Phong tuy rằng cho thấy thần kỳ thủ đoạn, những nguyên bản không cứu võ An Quốc tại ngắn ngủi chừng nửa canh giờ thanh tỉnh, thế nhưng Diệp Thần Phong dù sao quá mức trẻ một ít, Đoạn Nam tuy rằng ngoài miệng nhận người sư phụ này, thế nhưng trong lòng tóm lại có chút không phục, phải biết rằng hắn thế nhưng quốc tế thượng y học quyền uy nghi. Từ trước chỉ có người khác hướng hắn xin chỉ dạy vấn đề, chỉ có người khác muốn bái ông ta làm thầy, hắn kia sẽ nghĩ tới mình cũng có bái biệt người vi sư một ngày. Hơn nữa còn là cái trẻ tuổi kỳ cục thanh niên. Diệp Thần Phong quen thuộc trả lời Đoạn Nam vấn đề, với lại hắn cho ra đáp án thường thường đều so với Đoạn Nam trong lòng đáp án càng sâu sắc. Diệp Thần Phong trả lời Đoạn Nam rất nhiều ca bệnh phương án trị liệu, muốn chẳng hạn như bây giờ toàn thế giới y viện phương án trị liệu cũng muốn giỏi hơn. Phải biết rằng Diệp Thần Phong linh hồn có thể là đến từ 500 năm sau thế giới. Hắn nói ra các loại ca bệnh phương án trị liệu đã là hướng tới sàng lọc trong nói. Thế nhưng truyền tới Đoạn Nam trong lỗ tai có thể sẽ không giống nhau. Kích động toàn thân hắn đều run rẩy. Đối Diệp Thần Phong bắt đầu sinh ra chân chính sùng bái. Người sư phụ này hắn là nhận được một điểm đều không ủy khuất. Ngồi ở Diệp Thần Phong bên cạnh võ Hiểu Phỉ, nhìn đến vị hôn phu của mình nói đạo lý rõ ràng. Tuy rằng nàng toàn bộ đều nghe không hiểu. Nhưng nhìn đến Đoạn Nam cái này lão đầu mắt bốc lên sao dáng dấp. Nàng chỉ biết Diệp Thần Phong nói đồ đặc nhượng Đoạn Nam cái này vị bệnh viện quân khu viện trưởng đều bội phục, trong lòng nàng là mỹ tư tư, hận không thể hiện tại hung hăng hôn một cái Diệp Thần Phong. Thần Phong, ngươi chừng nào thì như thế tinh thông y thuật. Ta có thể không tin ngươi là trong giấc mộng sau đó tự biến thành thần y, cấp tiểu thúc ta tiết lộ một ít tin tức được không được. Còn ngươi nữa cường hãn đến biến thái thân thủ. Ngươi hay là ta cái kia cháu trai sao? Nếu không ngươi còn dài cái này khuôn mặt, ta thật hoài nghi thân phận của ngươi. Diệp Đông Kiện nói liên miên cằn nhằn nói rằng. Đông Kiện nói rất có lý a. Tiểu tử ngươi từ trước là đức hạnh gì ta cũng rất rõ ràng a. Từ lần trước tại Thiên Hải Cường binh huấn luyện doanh trong nhìn đến ngươi. Ngươi cải biến quả thực là long trời lỡ đất, Thần Phong, ngươi là điều không phải gặp phải gì cao nhân rồi. Võ Khôn Minh cũng không nhẫn nại được. Tiểu thúc, võ thúc thúc, ta có thể đã nói với các ngươi rất rõ ràng, bất kể là thân thủ của ta, còn là y thuật của ta, trong giấc mộng sau đó tự có, nếu như các ngươi hai cái không tin, sau đó có thể nhiều ngủ một chút, nói không chừng chờ các ngươi ngày nào đó tỉnh dậy tự so với ta đều lợi hại. Diệp Thần Phong nhún vai nói rằng, gặp Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh hai người còn muốn nói, Diệp Thần Phong vội vàng dẫn đầu lên tiếng, tiểu thúc, võ thúc thúc. Hai người các ngươi thật chẳng lẽ rãnh rỗi như vậy sao? Không thấy được ta tại cấp đồ đệ của ta truyền thụ y học thượng tri thức sao? Các ngươi còn như vậy quấy rối ta, ta có thể truyền thụ không nổi nữa. Diệp Thần Phong trước mặt Đoạn Nam nhất nghe có thể tự cấp, hắn tại Diệp Thần Phong trên người hoàn toàn minh bạch một câu nói ý tứ. Nghe quân lời nói,
thắng đọc 10 năm thư, Diệp Thần Phong rất nhiều trong lúc vô tình nói ra khỏi miệng kiến thức y học đều có thể đủ nhượng hắn lập tức hiểu ra, cơ hội như vậy sau đó có thể không có bao nhiêu, hắn cũng biết Diệp Thần Phong không thể có thể vẫn tới cho hắn truyền thụ y học thượng tri thức. Cho nên hắn mới phải thật tốt nắm chặt cơ hội lần này. Đoạn Nam giàu gì cũng là bệnh viện quân khu viện trưởng, ngay cả nước Hoa cao tầng đều cấp cho hắn vài phần mặt mũi. Tại hắn hai con ngươi rời về phía Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh trên người thời gian, nguyên bản hai người kia còn muốn cùng Diệp Thần Phong nói một chút cái gì gọi là tôn trọng trưởng bối ni. Kết quả lập tức ngậm miệng lại, ai bảo Diệp Thần Phong thu cái như thế nghiêu bê đồ đệ ni. Tiểu Thúc, Diệp Thúc Thúc, ta tin tưởng tỷ phu nói, rất nhiều tiểu thuyết internet thượng đều có cùng loại tỷ phu nói chuyện, bên trong nhân vật chính cũng là bởi vì trong lúc vô tình nhận được nào đó năng lực. Do đó tại đô thị chính giữa hoàn toàn quật khởi, sau đó tỷ phu khẳng định cũng có thể tượng trong tiểu thuyết vai nam chính thông thường, không chỉ có cả đời hoa không xong tiền, bên người còn có thể có các loại hình hình sắc sắc mỹ nữ, như vậy mới là thần tiên như sinh hoạt a. Võ Kiệt tiểu tử này sức tưởng tượng vẫn là vô cùng phong phú, bất quá một bên Võ Hiểu Phỉ đang nghe, bên người còn có thể có các loại hình hình sắc sắc mỹ nữ, những lời này sau, đôi mắt đẹp lập tức trừng mắt một cái Võ Kiệt. Sau đó đứng lên không chút khách khí ninh ở Võ Kiệt tai, nói rằng Tiểu Kiệt, ta xem ngươi là ý định muốn khí ngươi tả ta ni đi. Tả, ta cái này đều không phải đùa giỡn hay sao? Tỷ phu có thể tại ở đây, ngươi được phải chú ý hình tượng, nhanh buông ra lỗ tai của ta, bằng không ta cấp tỷ phu ta giới thiệu rất nhiều trong trường học tiểu muội muội, đến lúc đó ngươi lại sẽ bị tỷ phu cấp vứt bỏ nga. Võ Kiệt cười hì hì uy hiếp nói. Trong phòng tốt náo nhiệt a. An quốc đều không có hai ngày có thể sống được, các ngươi còn đang trong phòng bệnh đùa giỡn. Xem ra vừa rồi tại trước mặt chúng ta chỉ do là trang mô tác dạng a. An quốc có các ngươi như vậy tử tôn thật chính là hắn bi ai a. Giữa lúc Võ Hiểu Phỉ phải thật tốt giáo huấn một chút nàng cái miệng này không chọn nói đệ đệ thời gian, săn sóc đặc biệt cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Võ An Phong cùng Võ An Phú đi đến, Tống gia lão gia tử con lớn nhất Tống Quy đi tại cuối cùng. Không cần nhìn ta như vậy môn. Võ An Phong hồn nhiên không thèm để ý săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh ánh mắt, nhìn thoáng qua nhắm mắt lại nằm ở trên giường bệnh Võ An Quốc, tự mình tiếp tục nói, chúng ta tới đây trong là có một việc muốn tuyên bố, chúng ta chuẩn tướng Hiểu Phỉ gả cho Tống Bân, về phần Hiểu Phỉ cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó hôn sự, chúng ta cho tới bây giờ cũng không có đồng ý qua. Võ An Quốc bởi vì không có việc gì có thể làm, cho nên tại hơn 10 phần chung trước quyết định nằm nghỉ ngơi một hồi. Ai biết đạo Võ An Phong bọn họ lại đột nhiên xông tới. Nhưng lại nói muốn đem Võ Hiểu Phỉ gả cho Tống Bân tên khốn kia. Tống Bân không phải là bị Diệp Thần Phong phế đi mà. Võ An Phong bọn họ làm như vậy rốt cuộc là an gì giáp tâm. Vẫn chưa có hoàn toàn tiến nhập ngủ say trạng thái Võ An Quốc bả Võ An Phong lời nói nghe được nhất thanh nhị sở, bất quá hắn không có lập tức từ trên giường bệnh ngồi xuống, nguyên bản hắn đã thương lượng với Diệp Trấn Hồng tốt. Muốn tại bệnh viện quân khu trong trang cái vài thiên bệnh, cuối cùng mới tuyên bố tại bệnh viện quân khu toàn lực cứu trị hạ, tại Võ An Quốc trên người xảy ra kỳ tích, bệnh của hắn toàn bộ chữa khỏi. Đại thúc, người đây là ý gì? Hiểu Phỉ cùng Thần Phong hôn sự là ta ba quyết định xuống, các ngươi không có có quyền lợi đi cải biến, chớ nói chi là bà Hiểu Phỉ gả cho Tống Bân. Phụ thân của Võ Hiểu Phỉ Võ Chí Phương giọng nói bất thiện mở miệng nói, bây giờ hắn bệnh của phụ thân đã không có gì đáng ngại. Cho nên hắn biết võ gia chi thứ người trở mình không khởi gì cành hoa tới, thì là bọn họ có tống gia chi chỉ thì thế nào? Chí Phương, nếu như ba người tại trong mấy ngày này ly khai cái này thế giới, như vậy sau đó chúng ta chính là của các ngươi trưởng bối, làm trưởng bối quyết định vãn bối hôn sự điều không phải rất nên sao? Lại nói Diệp Thần Phong xứng đôi Hiểu Phỉ sao? Nếu như các ngươi còn muốn ngây ngô tại võ gia phải muốn nghe chúng ta? Võ An Phong có chút khí thế nói rằng, Đại Thúc, vấn đề là Thần Phong cùng Hiểu Phỉ hôn sự ba ta đã định xuống, ngươi làm như vậy không phải là cùng ba ta đối nghịch sao? Các ngươi không làm, thất vọng hắn sao? Võ Chí Phương chất vấn. Chí Phương, ngươi đừng cầm An Quốc tới áp chúng ta, mấy năm nay chúng ta bị hắn áp còn chưa đủ sao? Hiện tại hắn đều phải nhanh trở thành một người chết, lời hắn nói tài năng ở võ gia giữ lời sao? Võ An Phong khinh thường nói. Sau đó chúng ta chính là võ gia dòng chính. Mà các ngươi tác biến thành chi thứ, nhanh nhượng Diệp Thần Phong cùng Diệp Đông Kiện từ nơi này tiêu thất, bọn họ không có tư cách sống ở chỗ này. Võ An Phú hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Xem ra vừa rồi cho các ngươi hai bàn tay còn không để cho các ngươi trưởng trí nhớ a.
Diệp Thần Phong xoay động cổ tay phải, trong miệng lẩm bẩm. Diệp Thần Phong, ngươi dám đối với chúng ta động thủ thử xem. Lẽ nào ngươi còn không có nghe thấy sao? Ngươi và Võ Hiểu Phỉ không có hôn ước, cho nên ngươi và Võ gia không có bất cứ quan hệ gì, lập tức từ chúng ta trước mắt tiêu thất. Tống Quy hai mắt trừng mắt Diệp Thần Phong nói rằng, nằm ở trên giường bệnh Võ lão gia tử trong lòng thật sự là không thể nhịn được nữa, hết thảy từ trên giường bệnh ngồi dậy, quát dẹp đường, là ai nói Thần Phong cùng Hiểu Phỉ đính hôn nghi thức không làm đếm? Là ai nói muốn đem Hiểu Phỉ gả cho Tống Bân? Võ lão gia tử đột nhiên nhất cuống họng nhượng Võ An Phong, Võ An Phú cùng Tống Quy hoàn toàn mắt choáng váng, một đám sôi nổi trợn mắt hốc mồm nhìn Võ lão gia tử, ngón trỏ chỉ vào Võ lão gia tử thân thể, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, cổ họng trong liền một chữ đều cũng không nói ra được. Chương 237, nhượng Tống Nghị Cương tới lĩnh người. Không phải nói Võ An Quốc không có vài ngày tốt sống được sao? Với lại Võ An Quốc đều không phải nên ở vào hôn mê sao? Thế nhưng lúc này trước mặt Võ An Quốc khí sắc hồng nhuận, trung khí mười phần, chỗ nào tượng là một cái nhanh người phải chết. Đây là có chuyện gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Võ An Phong, Võ An Phú cùng Tống Quy ba người trong lúc nhất thời đầu có chút chập mạch, bọn họ thế nhưng chính tai nghe được bệnh viện quân khu viện trưởng Đoạn Nam tuyên bố Võ An Quốc không cứu, bằng không Võ An Phong cùng Võ An Phú như thế nào dám động trưởng khống Võ gia đầu óc. Chỉ cần Võ An Quốc trên đời một ngày, bọn họ tự căn bản không thể nào đạt thành mục đích này. Cho dù hiện tại Võ An Phong cùng Võ An Phú có Tống gia chi chỉ có thể đủ làm sao. Võ An Quốc không chết, bọn họ toàn bộ kế hoạch cũng sẽ hóa thành bọt biển, lại mà Võ An Quốc tại toàn bộ Võ gia người trong lòng có tuyệt đối uy nghiêm, bằng không Võ An Phong cùng Võ An Phú hai cái này lão nhân cũng sẽ không bị Võ An Quốc đè nặng đã nhiều năm như vậy. Mới vừa rồi còn vênh váo hung hăng Võ An Phong, Võ An Phú cùng Tống Quy đang nghe Võ An Quốc giống lên nhất cuống họng sau đó, ba người này sôi nổi không hẹn mà cùng uể oải đi xuống, chỉ là bọn hắn trong lòng còn là không nghĩ ra Võ An Quốc làm sao sẽ đột nhiên tự sinh long hoạt hổ ni. Lẽ nào Võ An Quốc bệnh ngay từ đầu chính là trang? Cái này có vẻ như cũng không quá khả năng đi. Võ An Quốc là tại Diệp Thần Phong cùng Võ Hiểu Phỉ đính hôn nghi thức thượng bất tỉnh đi, hắn hoàn toàn không cần thiết làm như vậy a. Giả bộ bệnh với hắn mà nói vừa không có chỗ tốt gì. Võ An Quốc hơi híp mắt con ngươi, hai con ngươi chính giữa giường như muốn bốc lên ra hỏa tới, hai cái này Võ gia chi thứ lão nhân thế nào cứ như vậy không biết tốt xấu ni. Nếu như hôm nay hắn thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, như vậy hai cái này lão đầu tuyệt đối sẽ cùng Tống gia cấu kết. Dùng thân phận của trưởng bối tới trưởng khống toàn bộ Võ gia, đến lúc đó Võ gia không tự biến thành Tống gia phụ thuộc sao? Hai cái này lão nhân thật con mẹ nó là óc heo. Võ An Quốc trong lòng là càng nghĩ càng giận, nếu quả như thật nhượng hai cái này lão nhân trưởng khống Võ gia, tuyệt đối sẽ bả toàn bộ Võ gia khiến cho chướng khí mù mịt, hắn hận không thể lập tức xông lên hung hăng phiến Võ An Phong cùng Võ An Phú vài cái tát vào mồm. Còn có theo đi tới Tống Quy, bọn họ Võ gia sự tình còn chưa tới phiên Tống gia tới nhúng tay ni. Ba 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 ba. Võ lão gia tử trong lòng nghĩ sự tình, bị Diệp Thần Phong làm ra hành động, tiếng tát tai vang dội tại săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh vang vọng, lúc này Diệp Thần Phong vận dụng có chút linh hồn lực. Mỗi người hai bạt tai liền đem Võ An Phong, Võ An Phú cùng Tống Quy đánh cho thành cái đầu heo ba, hai bên trên gương mặt để lại năm đạo rõ ràng có thể thấy được dấu ngón tay. Diệp Thần Phong tốc độ Võ An Phong ba người bọn họ đương nhiên là không có cách gì tránh thoát, thậm chí liền phản ứng đều không có phản ứng qua đây, chỉ cảm thấy trên gương mặt hình như thổi qua một trận gió. Khẩn đón đau rát đau nhức ngay trên gương mặt lan rộng. Diệp Thần Phong tùy ý lắc lắc tay phải bàn tay, nói rằng, vì sao có vài người chính là bị coi thường ni. Một lần, hai lần còn là như thế không nhớ lâu. Diệp Thần Phong, ngươi lại dám đánh ta? Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ngày hôm nay chuyện này Diệp gia nhất định phải cho ta một cái công đạo. Dẫn đầu phản ứng kịp Tống Quy bụng cao sưng đôi má, hắn hận không thể lập tức tướng Diệp Thần Phong cấp đại tá 8 đồng. Nơi này là y viện săn sóc đặc biệt phòng bệnh, nói nhao nhao thì thầm thành cái bộ dáng gì nữa. Ta xem cái này vài bàn tay đánh cho đúng vô cùng, tưởng các ngươi người như vậy đáng đời bị đánh. Bệnh viện quân khu viện trưởng Đoạn Nam sắc mặt bất thiện nhìn Tống Quy đám ba người quát dẹp đường. Phải biết rằng hiện tại Diệp Thần Phong có thể là sư phụ của hắn, hắn cũng đánh trong đáy lòng thừa nhận người sư phụ này, lúc này cục diện như vậy, còn là tại địa phận của hắn thượng.
hắn cái này làm đồ đệ thỏa đáng nhiên muốn nghĩa vô phản cố đứng tại sư phụ của mình bên này, dù sao hắn còn muốn từ trên người Diệp Thần Phong học được càng nhiều từ trước hắn không biết kiến thức y học ni. Tống Quy không có nghĩ đến Đoạn Nam hội đứng ra giúp Diệp Thần Phong nói, bất quá, Đoạn Nam giàu gì cũng là bệnh viện quân khu viện trưởng, lại có toàn thân đăng phong tạo cực y thuật, sau đó khả năng còn muốn có sự tình cầu đến Đoạn Nam trên đầu, cho nên Tống Quy ngược lại cũng không tiện phát tác, cố nén tức giận trong lòng nói rằng, Đoạn viện trưởng, ngươi lời này có thể đã nói không đúng, là Diệp Thần Phong tiểu tử này xuất thủ trước đánh chúng ta. Như thế nào đi nữa nói hắn cũng không thể đủ động thủ đánh người đi. Hừ, Đoạn Nam trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, nói rằng, chiếu các ngươi thuyết pháp tại săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh cãi lộn còn lý luận. Vừa rồi các ngươi đi vào phòng bệnh là thế nào một bộ tư thái? Lẽ nào còn cần người khác đối với các ngươi vẻ mặt ôn hòa sao? Theo ta thấy chỉ cần mỗi người hai bàn tay đã là đặc biệt tiện nghi các ngươi. Một bên Võ Kiệt nhìn đến tình cảnh này, đối bên cạnh Võ Khôn Minh cùng Diệp Đông Kiện thấp giọng nói rằng, tiểu thúc, Diệp thúc thúc, các ngươi nhìn tỷ phu bao nhiêu nghiêu bê a. Cái này vài bàn tay phiến thống khoái. Nếu như hai người các ngươi ngày nào đó có thể có tỷ phu một nửa khí phách, như vậy hai người các ngươi tự là nam nhân chân chính. Võ Khôn Minh cùng Diệp Đông Kiện đầu đầy hắc tuyến. Nguyên lai bọn hắn bây giờ hai cái tại Võ Kiệt tiểu tử này trong lòng liền người đàn ông đều không tính là a. Bọn họ hai cái không phục nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, song khi bọn họ nghĩ đến Diệp Thần Phong vô địch thân thủ, cường hãn y thuật, thậm chí còn thu như thế một cái nghiêu bê hò hét đồ đệ sau, bọn họ hai cái mới phát giác, có vẻ như, hình như, cùng Diệp Thần Phong tướng so với, bọn họ hai cái thật đúng là xin lỗi nam nhân tiếng xưng hô này ni. Võ Hiểu Phỉ ở một bên thủy chung là đôi mắt đẹp yên lặng nhìn chăm chú vào Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong mọi cử động khắc vào nàng nội tâm, trên đời này có nữ nhân nào không thích nam nhân của chính mình cường thế một chút ni. Nữ nhân thủy chung là yêu cầu một cái có thể dựa vào vai, mà bây giờ Diệp Thần Phong không hề nghi ngờ là cái đáng giá dựa vào nam nhân. An Phong, An Phú, hai người các ngươi bây giờ là trường bản lãnh. Là ai nói Thần Phong cùng Hiểu Phỉ hôm nay đính hôn nghi thức không thể làm? Trong mắt các ngươi có còn hay không ta cái này Võ gia gia chủ? Còn là ai đồng ý Hiểu Phỉ cùng Tống Bân hôn sự? Tống Bân bây giờ chỉ là cái nằm ở trên giường phế nhân mà thôi, các ngươi bả Hiểu Phỉ gả cho Tống Bân đều không phải muốn hủy Hiểu Phỉ khi còn sống sao? Diệp Thần Phong giúp Võ An Quốc vung bàn tay, nhượng hắn trong lòng là thư sướng nhiều, ngược lại vừa nhìn về phía Tống Quy nói rằng, chúng ta Võ gia sự tình, Tống gia các ngươi tới trộn lẫn cùng gì? Ngươi Tống Quy có tư cách gì nhượng Thần Phong rời đi nơi này? Ngươi cùng chúng ta Võ gia lại là quan hệ như thế nào? Chỉ bằng ngươi vậy chỉ có thể đủ nằm ở trên giường nhi tử, chỉ bằng hắn, có tư cách làm Hiểu Phỉ nam nhân sao? Đừng tưởng rằng ta không biết Tống gia các ngươi là đang suy nghĩ gì. Võ An Phong cùng Võ An Phú cúi đầu không rên một tiếng, cho dù trong lòng đối Diệp Thần Phong hận thấu xương, cho dù ước gì Võ An Quốc lập tức sẽ chết. Thế nhưng bọn hắn bây giờ không thể không nhịn khí im hơi lặng tiếng, nếu là cùng Võ An Quốc đối nghịch đi xuống, bọn họ hai cái nhất định sẽ bị đuổi ra Võ gia. Đến lúc đó bọn họ liền Võ gia chi thứ cũng không tính, như vậy bọn họ hai cái địa vị hội xuống dốc không phanh, cho nên cúi đầu thời gian hay là muốn cúi đầu a. Võ An Quốc nhắc tới con trai của Tống Quy sau, Tống Quy sắc mặt tức khắc âm trầm tới cực điểm, hắn biết ngày hôm nay sự tình là triệt để không vui, thanh âm lạnh giá nói rằng, Võ lão gia tử, như vậy ta không quấy rầy các ngươi, về phần Diệp Thần Phong động thủ sự tình, chúng ta Tống gia tự nhiên sẽ đi tìm Diệp gia muốn thuyết pháp. Tống Quy, ngươi cho là nơi này là nơi nào? Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hãy để cho Tống Nghị Cương lão nhân kia tới lĩnh người đi. Ta biết sự tình hôm nay nhất định là lão nhân kia một tay bày kế, nếu hắn nghĩ như vậy muốn xem chúng ta Võ gia cười nhạo, như vậy thì nhượng hắn tự mình đến một chuyến đi. Võ An Quốc nhìn chuẩn bị xoay người rời đi Tống Quy nói rằng, bây giờ hắn bệnh tình không nghiêm trọng sự tình, Võ An Phong, Võ An Phú cùng Tống Quy đều biết, như vậy hắn cũng không cần phải che giấu, dù sao người bình thường sẽ không đem bệnh của hắn cùng Diệp Thần Phong liên lạc với, nguyên bản hắn thương lượng với Diệp Trấn Hồng muốn tại bệnh viện quân khu trong trang vài ngày bệnh, là vì càng cẩn thận một chút một ít mà thôi. Tống Quy đang nghe Võ An Quốc lời nói sau, dưới chân nhịp bước liên tục. Tại hắn sắp đẩy cửa đi ra săn sóc đặc biệt phòng bệnh thời gian, Diệp Thần Phong thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn, ngăn cản đường đi của hắn, khóe miệng treo một vòng dáng tươi cười, nói rằng, thế nào?
bị ta phiến hai bàn tay sau đó, ngươi liền tai đều xảy ra vấn đề. Có muốn hay không ta trở lại cái hai bàn tay, nhượng thính lực của ngươi khôi phục lại. Tống Quy song quyền chăm chú tụ lại, lớn như vậy hắn còn không có bị người phiến qua tai quang ni. Vốn cho là hôm nay tới bệnh viện quân khu có thể thật tốt nhục nhã một bữa Diệp Thần Phong, ai biết đạo cuối cùng lại là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, hung khẩu khí khó chịu, có loại muốn thổ huyết xung động. Chương 238, Diệp Thần Phong, Tống gia không để yên cho ngươi. Tống gia gia chủ Tống Nghị Khương tại bản thân con lớn nhất Tống Quy, cùng với Võ An Phong cùng Võ An Phú sau khi rời đi, hắn tắc là một người ngồi ở trong bao xương, chậm rãi ăn thức ăn, thỉnh thoảng còn uống một hơi ít rượu, khóe miệng thượng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hắn đã đang chờ Tống Quy mang về tin tức tốt, trong miệng lẩm bẩm Diệp gia. Diệp Thần Phong, ta sớm muộn gì có một ngày muốn làm cho cả Diệp gia đều vạn kiếp bất phục, hiện tại ta chỉ là trước thu hồi một điểm nhỏ lợi tức mà thôi. Một trận chuông điện thoại di động phá vỡ Tống Nghị Cương suy nghĩ, cầm đi ra vừa nhìn là Tống Quy đánh tới, hắn còn tưởng rằng là bệnh viện quân khu sự tình làm xong ni. Vội vã tâm tình sung sướng nhận nghe điện thoại, nhưng mà bên đầu điện thoại kia lại truyền đến Diệp Thần Phong hí ngược thanh âm, Tống lão đầu tử, vội vàng cấp ta tới bệnh viện quân khu lĩnh người, bằng không ta không thể bảo đảm ngươi vẫn có thể nhìn đến một cái kiện toàn nhi tử. Đồ 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 Diệp Thần Phong nói xong liền cúp điện thoại, nghe trong điện thoại truyền tới âm thanh bận, Tống Nghị Cương cầm điện thoại di động bàn tay cực độ cố sức, thế cho nên trên mu bàn tay đều nổi gân xanh, hắn biết chắc là bệnh viện quân khu sự tình có biến cố, bằng không Diệp Thần Phong làm sao sẽ cầm Tống Quy điện thoại di động gọi điện thoại cho hắn. Diệp Thần Phong, ta trái lại xem thường ngươi, ngươi thật đúng là phách lối không có biên. Ngươi và Tống Bân trong lúc đó có thể cho rằng là tiểu hài tử đùa giỡn, thế nhưng nếu như ngươi dám đối Tống Quy động thủ, như vậy ta nhất định phải để cho Diệp gia trả giá thật lớn tới. Tống Nghị Cương thanh âm trầm thấp, phảng phất là tại tự lẩm bẩm thông thường. Cũng trong lúc đó, bệnh viện quân khu săn sóc đặc biệt phòng bệnh trong, Tống Quy tại bấm Tống Nghị Cương điện thoại sau, trực tiếp bị Diệp Thần Phong đoạt lấy đi đón nghe xong. Có thể dùng Tống Quy một câu nói cũng không có nói đến. Cuối cùng đã bị Diệp Thần Phong cấp treo đoạn điện thoại. Ngươi cấp ta đàng hoàng một chút, bằng không ta dùng mặt của ngươi phiến bàn tay chơi. Diệp Thần Phong dùng tay phải hướng Tống Quy khoa tay múa chân hai hạ phiến bàn tay động tác, tức giận đến Tống Quy là khóe mắt không ngừng co quắp. Tỷ phu, lần sau ngươi muốn phiến người bàn tay thời gian, nói cho ta biết không thì phải sao? Đỡ phải ô uế ngươi tay, những này việc nặng liền do để ta làm tốt. Võ Kiệt cười hì hì, hai con ngươi tại Võ An Phong, Võ An Phú cùng Tống Quy trên người lần lượt đảo qua. Tiểu Kiệt, bớt ở Thần Phong trước mặt ba hoa. Bằng không hạ tháng tiền tiêu vặt, ta nhượng ngươi mụ một phần cũng không cho ngươi. Phụ thân của Võ Kiệt Võ Chí Phương khuôn mặt nghiêm túc nói. Cái này thời gian cũng không thể đủ nhượng Võ Kiệt tiểu tử này đảo loạn, kinh qua cái này ngắn thời gian ở chung, hắn cũng biết Diệp Thần Phong là cái bất kể sự chủ, vạn nhất Diệp Thần Phong thật nhượng Võ Kiệt đi phiến Tống Quy đám người bàn tay. Như vậy sự tình hôm nay thật muốn càng ngày càng nghiêm trọng. Võ Kiệt tốt xấu coi như là kinh thành tiểu đồng lứa chính giữa hoàn khố tử đệ. Nếu là bình thời tiền tiêu vặt đều bị mất, như vậy hắn còn thế nào đi ra ngoài tiêu xái? Đây chính là liên quan đến hắn cuộc sống hạnh phúc, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. 15 phút sau, săn sóc đặc biệt cửa phòng bệnh bị nặng nề đẩy ra. Tống Nghị Cương vội vội vàng vàng vọt vào phòng bệnh bên trong, khi hắn nhìn đến ngồi ở trên giường bệnh chính bình yên vô sự xem báo Võ An Quốc thời gian, không khỏi hơi ngẩn người, bất quá, Tống Nghị Cương giàu gì cũng là lâu cư địa vị cao người. Tâm lý tố chất vẫn là vô cùng không tệ. Lập tức hòa hoãn qua đây. Tống lão đầu, thế nào ngươi thật giống như nhìn thấy ta mất hứng ni. Ngươi là điều không phải cũng đã cho ta tướng mệnh không lâu sau vậy. Xem ra ngóng trông ta chết người rất nhiều a. Võ An Quốc buông xuống tờ báo trong tay, ngẩng đầu nhìn vừa đi vào phòng bệnh Tống Nghị Cương. Tống Nghị Cương biết hiện tại đã không phải là miệt mài theo đuổi Võ An Quốc bệnh lúc, tại trong mắt hắn chú trọng nhất chính là kết quả. Võ An Quốc không chết, chỉ ít hiện tại xem ra khí sắc cũng không tệ lắm, như vậy hắn biết con trai của mình tại sao phải kinh ngạc. Võ lão đầu, ngươi cái này là nói cái gì lời nói? Ta có thể là phi thường quan tâm bệnh tình của ngươi ni. Ta cái này đều không phải đặc biệt chạy tới vấn an ngươi mà. Tống Nghị Cương mặt không đỏ tim không đập mạnh nói rằng, đối với hắn cái này loại cáo giả, nói vài câu lời nói dối là bình thường như ăn cơm. Ngược lại nhìn về phía một bên Tống Quy.
Tại Tống Nghị Cương nhìn đến Tống Quy khuôn mặt thượng cao cao sưng lên ứ tổn thương sau, nộ không thể giải hỏi, Quy Nhi, ngươi trên mặt tổn thương là chuyện gì xảy ra? Nhìn đến Tống Nghị Cương cái này lão đầu rốt cục chuyển nhập chính đề, Diệp Thần Phong không đợi Tống Quy trả lời tự mở miệng nói chuyện, Tống lão đầu tử, con trai ngươi bị ta phiến hai bàn tay. Về phần trên mặt hắn tổn thương, đương nhiên là bị ta bàn tay tạo thành. Tốt, tốt, rất tốt. Tống Nghị Cương không có nghĩ đến Diệp Thần Phong sẽ trực tiếp đứng ra thừa nhận. Đón lấy sự tình tựu dễ làm rất nhiều. Diệp Thần Phong, chuyện này các người Diệp gia chuẩn bị cho chúng ta Tống gia một cái gì bàn giao? Ta nhìn lá gan của ngươi là càng lúc càng lớn. Tống Nghị Cương trong cơn giận dữ quát dẹp đường. Chúng ta Diệp gia tại sao phải cấp Tống gia các ngươi một cái công đạo? Diệp Thần Phong gương mặt mờ mịt, tiếp theo lại lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng dấp. Nói rằng, là nhất định phải cấp một cái công đạo a. Tống Nghị Cương không có nghĩ đến Diệp Thần Phong hội tốt như vậy nói. Chẳng lẽ hắn kinh hoàng chứng lại phát tác sao? Điều này làm cho Tống gia lão đầu tại trong lòng âm thầm đau khổ. Diệp Thần Phong, coi như ngươi thức thời, đợi ta tự cùng đi với ngươi một chuyến Diệp gia, lời của ngươi nói đại biểu không được Diệp gia ý tứ. Tống Nghị Cương gặp Diệp Thần Phong chịu thua, dáng vẻ bệ vệ là càng thịnh vượng. Ngươi nói cái gì? Ta xem là đầu ngươi có chuyện đi, là Tống gia các ngươi muốn cho chúng ta Diệp gia một cái công đạo. Diệp Thần Phong khuôn mặt thượng lộ ra một bộ ngươi rất ngu ngốc biểu tình. Giờ khắc này, Tống Nghị Cương mới phát hiện mình bị Diệp Thần Phong đùa bỡn, tức giận đến là ngực kịch liệt phập phồng, hắn làm nước hoa cao tầng, bình thường có mấy người dám đối với hắn nói chuyện như vậy. Một bên Diệp Đông Kiệt, Võ Khôn Minh, Võ Chí Phương, Võ Hiểu Phỉ đám người vốn cho là Diệp Thần Phong trong lúc bất chợt vờ ngớ ngẩn, lại có thể sẽ đồng ý Diệp gia muốn cấp Tống gia một cái công đạo. Thế nhưng bọn hắn bây giờ minh bạch Diệp Thần Phong căn bản là đang tìm Tống Nghị Cương hài lòng đi. Ngẫm lại Diệp Thần Phong vẫn luôn đều không phải một cái người chịu thua thiệt a. Như thế nào sẽ đồng ý Tống Nghị Cương bực này vô lý yêu cầu đi? Tống lão đầu tử, người đừng dùng mắt chừng mắt ta, hiện tại ta sẽ tới người nói một chút Quy Nhi tử nguyên do bị đánh bàn tay nguyên nhân, xin lỗi, nhất thời nói sai. Phải nói ngươi Quy Nhi nguyên do bị đánh bàn tay nguyên nhân. Diệp Đông Kiệt, Võ Khôn Minh đám người nghe được Diệp Thần Phong lời nói này, một đám cố nén cuồng tiếu xung động, trái lại Võ Kiệt tiểu tử kia người thứ nhất không nhịn được cười ha ha lên. Diệp Thần Phong hoàn toàn không để ý tới tức giận đến mí mắt trực nhảy Tống Nghị Cương kế tục tự mình nói rằng, con của ngươi một bước tiến săn sóc đặc biệt phòng bệnh trong để ta lập tức tiêu thất, còn muốn đem vị hôn thê của ta mạnh mẽ gả cho Tống Bân. Bực này cách làm không phải là bằng đoạt vợ mối hận sao? Ta nhẹ nhàng đánh hắn hai bàn tay, lẽ nào rất không nên sao? Nếu có người đến ngươi trên cửa tới cướp lão bà của ngươi, ngươi hội là dạng gì cảm thụ? Hiện tại ngươi nói Tống gia các ngươi là điều không phải muốn cho chúng ta Diệp gia một cái công đạo. Diệp Thần Phong leng keng hữu lực chất vấn. Tống lão đầu, Thần Phong nói một điểm đều không sai, con trai ngươi cách làm thật sự là hơi quá đáng. Thần Phong làm như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Võ An Quốc mở miệng nói rằng, Diệp Thần Phong, người tiểu xúc sinh này, người bớt ở chỗ này đánh rắm, người đánh ta còn lý luận. Tống Quy nhìn đến cha của mình đều ở đây Diệp Thần Phong trước mặt kinh ngạc, trong lòng dường như bị chắn một tảng đá thông thường, đến mức khó chịu. Miệng của ngươi thật thối, có thời gian nhiều đánh răng đi. Ba nhất thanh thúy hưởng, lại một cái bàn tay đánh vào Tống Quy trên gương mặt. Lúc này Diệp Thần Phong dùng lực là vừa mới nhiều gấp đôi, chỉ thấy ba khỏa huyết răng từ Tống Quy trong miệng bay ra, Tống Quy đau đến cổ họng trong là oa oa trực khiếu. Diệp Thần Phong, người hơi quá đáng. Tống Nghị Cương quát to một tiếng. Diệp Thần Phong không sao cả nhún vai, nói rằng, quá phận sao. Ta thế nào một điểm đều không cảm thấy. Tống gia nếu là muốn đem sự tình hôm nay làm lớn chuyện, ta Diệp Thần Phong phụng bồi tới cùng. Ta muốn nhượng kinh thành người đều biết Tống gia các ngươi người là thế nào một bộ sắc mặt. Đến lúc đó nhìn là chúng ta Diệp gia bị cười nhạo, còn là Tống gia các ngươi bị cười nhạo. Tống Nghị Cương hít sâu vài khẩu khí, mới thoáng tướng tâm tình ổn định lại, hướng về phía bên cạnh không chịu thua kém nhi tử quát dẹp đường, Tống Quy, chúng ta đi. Rời đi săn sóc đặc biệt trước phòng bệnh, Tống Nghị Cương còn để lại một câu nói, Diệp Thần Phong, ngươi chờ cho ta. Chúng ta Tống gia cùng các ngươi Diệp gia không để yên. Diệp Thần Phong tại Tống Nghị Cương trong tròng mắt bắt được một vòng sát khí, nếu không Diệp Thần Phong thực lực bây giờ còn chưa tới đạt có thể coi rẻ luật pháp trình độ,
chỉ sợ hắn hiện tại lập tức hội tướng Tống Nghị Cương đánh chết, tiết kiệm tương lai lại làm cho đối phương tới tìm phiền toái. Đề thăng thực lực, thất cấp linh hồn lực còn là không đủ coi rẻ cái này thế giới quy tắc, xem ra hiện nay chỉ có thể nhượng người của Tống gia lại nhảy nhót một đoạn thời gian. Diệp Thần Phong tại trong lòng hơi thở dài một hơi. Chương 239, Ngô Quốc Thiên thỉnh cầu. Nguyên bản kinh thành rất nhiều đại gia tộc chính giữa người đều đang chờ nhìn Diệp gia cùng Võ gia vở kịch hay, ai ngờ trọng bệnh đối mặt tử vong Võ An Quốc lại có thể thành cái người bình thường giống nhau xuất viện. Điều này làm cho rất nhiều người trong lúc nhất thời đều không nghĩ ra được, bất quá, có một chút là có thể khẳng định, Võ An Quốc không chết, Diệp gia cùng Võ gia trận này vở kịch hay xem như là hoàn toàn bị nhớ. Tại Tống Nghị Cương đám người ly khai bệnh viện quân khu sau, Võ An Quốc cũng thuận tiện lần lượt làm thủ tục xuất viện. Nếu hiện tại Tống Nghị Cương đều biết hắn bệnh trạng chuyển tốt, như vậy hắn lại ngây ngô tại bệnh viện quân khu trong cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng mà, chỉ có bệnh viện quân khu viện trưởng Đoạn Nam là mong muốn Võ An Quốc tại trong bệnh viện ở lâu vài ngày, nói như vậy hắn cũng có thể hướng Diệp Thần Phong người sư phụ này nhiều học tập vài ngày kiến thức y học. Tại Diệp Thần Phong đám người cùng Võ An Quốc ly khai y viện thời gian, Đoạn Nam lão đầu tử này hai mắt buồn tẻ nhìn Diệp Thần Phong, hình như một bộ bị cực đại ủy khuất dáng dấp, đối Diệp Thần Phong nói rằng, sư phụ, ngài lúc nào có thời gian trở lại cấp ta truyền thụ y học tri thức. Nghe được Đoạn Nam gọi hắn sư phụ, Diệp Thần Phong trong lòng còn là rất dễ chịu, Đoạn Nam tên đồ đệ này không tiếp thu cũng nhận, lập tức khoát tay áo, nói rằng, qua mấy ngày ta đem ta trong đầu kiến thức y học viết tại trên tờ giấy trắng. Sau đó nhượng người đưa đến bệnh viện quân khu đến đây đi. Chỉ cần ngươi học tập cho giỏi ta truyền thụ cho ngươi kiến thức y học, ta cam đoan y thuật của ngươi có thể càng cao minh, chí ít có thể so với ngươi bây giờ y thuật cao minh gấp 3-4 lần hình dạng. Đoạn Nam cái này lão đầu vừa nghe tự kích động, trong lòng bởi vì Diệp Thần Phong phải ly khai phiền muộn quét sạch. Cả khuôn mặt đều muốn cười thành một đóa hoa cúc, một lát sau, lập tức lại sửa sang lại trên mặt thần sắc. Lần thứ hai nghiêm trang hướng Diệp Thần Phong khom người chào, đặc biệt chân thành tha thiết nói rằng, một ngày vi sư, cả đời vi phụ, sau đó sư phụ ngài có ích lợi gì được đồ đệ địa phương, thỉnh ngài tận lực sai phái ta, đồ đệ ta chắc chắn sẽ không có nửa câu oán hận. Nghe được, một ngày vi sư, cả đời vi phụ, những lời này, Diệp Thần Phong trong lòng thế nào cảm giác đặc biệt không được tự nhiên ni. Đoạn Nam cùng gia gia của hắn Diệp Trấn Hồng là cùng người cùng một thời đại vật. Không duyên cớ vô cớ nhiều hơn một cái như thế lão nhi tử tới, thảo nào Diệp Thần Phong trong lòng hội một trận ác hàn. Một bên Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh trong lòng là ước ao đố kỵ hận, vì sao Diệp Thần Phong đi tới chỗ nào đều là như thế chói mắt ni. Mà Võ Kiệt còn lại là đối Diệp Thần Phong cái này vị tỷ phu sùng bái tình là càng đậm liệt, Diệp Thần Phong tại trong mắt hắn quả thực là nam nhân ở giữa mẫu mực a. Hắn sau đó nhất định cũng muốn làm Diệp Thần Phong như vậy như bài nam nhân. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp ngày lại khôi phục bình tĩnh. Mắt thấy tân niên thời gian muốn vội vã đã qua, trong mấy ngày này Diệp Thần Phong ngoại trừ chỉ đạo Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh huấn luyện bên ngoài, liền mỗi ngày cùng với Võ Hiểu Phỉ, bây giờ Võ Hiểu Phỉ khôi phục nguyên bản đại đại liệt liệt tính cách, tại Diệp Thần Phong trước mặt trái lại biến được càng tới càng chủ động. Bọn hắn bây giờ hai cái đính hôn nghi thức cũng cử hành xong, có thể nói Võ Hiểu Phỉ là Diệp Thần Phong chân chính ý nghĩa thượng vị hôn thê. Mấy ngày này Võ Hiểu Phỉ nhiệt tình trái lại nhượng Diệp Thần Phong có chút ăn không tiêu, rất sợ vừa đi hỏa, coi như trường bà Võ Hiểu Phỉ cấp cái kia gì, đối với vấn đề tình cảm Diệp Thần Phong còn nhất định phải thật tốt suy nghĩ một chút ni. Hôm nay Diệp Thần Phong sáng sớm vừa tỉnh ngủ, từ trên lầu đi xuống, liền thấy Diệp gia trong phòng khách tới nhất vị khách nhân, Diệp Trấn Hồng chính tự mình cùng ni. Mà Diệp Đông Kiện còn lại là đứng ở một bên, liền ngồi xuống tư cách cũng không có. Cái này tương lai Diệp gia đến thăm khách nhân không phải là binh vương tổ thống soái Ngô Quốc Thiên mà. Cái này lão đầu sáng sớm tới Diệp gia làm gì chứ? Điều này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng thật là nghi hoặc. Thần Phong, mau tới đây, lão Ngô ngày hôm nay thế nhưng đặc biệt tới tìm ngươi, hắn đã ở chỗ này chờ ngươi nửa giờ, nguyên bản ta nghĩ nhượng Đông Kiện tới gọi tỉnh ngươi, bất quá, lão Ngô nói chuyện này chờ ngươi tỉnh ngủ lại nói. Diệp Trấn Hồng hướng Diệp Thần Phong vẫy vẫy tay. Diệp Thần Phong ngáp một cái, đại đại liệt liệt ngồi ở Ngô Quốc Thiên trước mặt, chính cái gọi là vô sự không lên điện tam bảo, Ngô Quốc Thiên làm binh vương tổ thống soái bình thường khẳng định có rất nhiều chuyện phải bận rộn, ngày hôm nay lại có thể có nhàn tình nhã trí tại Diệp gia phòng khách đợi Diệp Thần Phong nửa giờ.
nếu như điều không phải cái này lão đầu bởi vì phát nấu cháy hỏng đầu óc, như vậy nhất định là tới thỉnh cầu Diệp Thần Phong giúp một tay. Trừ lần đó ra, Diệp Thần Phong thật đúng là không muốn đến Ngô Quốc Thiên tìm đến mình những nguyên nhân khác. Trấn Hồng, người có thể thật là có nhất một đứa cháu ngoan a. Thần Phong, nghe được Ngô Quốc Thiên lại nhải nói một ít không phải việc quan trọng lời nói. Diệp Thần Phong trực tiếp cắt đứt, nói đi, hôm nay tới tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Không muốn đông xả tây xả, ta nhớ kỹ lần trước đã nói qua, ta không thích làm việc quanh co lòng vòng người. Thần Phong, người nói thế nào ni? Diệp Trấn Hồng đang muốn nói một chút Diệp Thần Phong, chỉ thấy Ngô Quốc Thiên khoát tay áo, nói rằng, Trấn Hồng, Thần Phong nói rất đúng, là ta không nhớ lâu à. Như vậy ta tự nói thật. Vừa rồi Ngô Quốc Thiên ở trong phòng khách chỉ là cùng Diệp Trấn Hồng nói chuyện tào lao, cũng không có nói sáng sớm hôm nay tìm đến Diệp Thần Phong rốt cuộc vì chuyện gì. Nếu Ngô Quốc Thiên không có nhắc tới, như vậy Diệp Trấn Hồng tự nhiên cũng không tiện hỏi. Ngô Quốc Thiên dừng một chút, hắng giọng một cái nói rằng, Thần Phong, sự tình kỳ thực là như vậy, một ngày trước có người ngụy trang lẻn vào nước Hoa đánh cắp một phần văn kiện cơ mật, phần văn kiện này đối nước Hoa mà nói đặc biệt trọng yếu, nhất định không thể đủ tiết lộ ra ngoài, may mà tương quan thủ vệ nhân viên kịp thời phát hiện, chúng ta binh vương tổ cũng lập tức phái ra nhân thủ đuổi bắt những này ý đồ bất lương giả. Nhưng mà, những này ý đồ bất lương giả, kinh qua Hoàn Vũ Building thời gian ép buộc Hoàn Vũ Tập đoàn, Hoàn Vũ Tập đoàn là kinh thành Bạch gia danh hạ sản nghiệp, bị ép buộc ngươi vừa vặn cũng nhận thức, chính là ngươi trước kia vị hôn thê Bạch Tuyết Linh, trên tay bọn họ có con tin sau đó, chúng ta tự càng khó làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ trốn vào rời kinh thành gần nhất Thái Bình Sơn Mạch. Phải biết rằng Thái Bình Sơn Mạch đặc biệt diện tích, muốn đại quy mô lục soát đều rất khó. Nếu như đem chuyện này khiến cho quá phí phí dương dương lời nói, nhất định sẽ tại nước Hoa thị dân chính giữa khiến cho khủng hoảng, cho nên từ hôm qua bọn họ trộm đi văn kiện cơ mật sau, ta đã đi xuống phong khẩu lệnh, hiện tại chuyện này người biết đặc biệt rất ít. Thảo nào liền Diệp Trấn Hồng cũng không biết chuyện này ni. Nguyên lai là Ngô Quốc Thiên hạ phong khẩu lệnh a. Bất quá, đám kia ý đồ bất lương giả có thể trốn vào Hoàn Vũ Building, sau đó tại không làm cho chú ý của những người khác hạ bắt cóc Bạch Tuyết Linh. Cái này bang ý đồ bất lương giả tuyệt đối không bình thường, với lại bọn họ cũng khẳng định biết Bạch Tuyết Linh là kinh thành Bạch gia dòng chính, Bạch gia ở kinh thành cũng coi như được với một cái nhất lưu gia tộc, bắt cóc Bạch Tuyết Linh trong tay bọn họ mặt là hơn một phần chạy đi nắm chặt. Nghe xong nửa thiên Diệp Thần Phong xem như là nghe rõ, cái này Ngô Quốc Thiên là tới tìm hắn làm cái này cật lực không được cảm ơn chuyện, đang muốn mở miệng cự tuyệt, Ngô Quốc Thiên lại nói chuyện, Thần Phong, người trước không muốn gấp như vậy cự tuyệt. Dùng ngươi bây giờ thân thủ muốn đứng đời trước giới đỉnh còn sớm được rất ni. Nếu như ngươi đáp ứng chuyện này, ta cũng có thể cho ngươi ưng thuận một cái hứa hẹn, hoặc là cấp Diệp gia ưng thuận một cái hứa hẹn, sau đó nếu như Diệp gia đối mặt đại nạn thời gian, chúng ta binh vương tổ nhất định hội toàn lực tương trợ, ngươi thấy thế nào? Nếu không binh vương tổ ngầm ba gã cao thủ chân chánh vừa vặn ra ngoại quốc chấp hành nhiệm vụ, Ngô Quốc Thiên cũng sẽ không cầu đến Diệp Thần Phong trên đầu tới. Lần này đến đây nước Hoa đánh cắp văn kiện cơ mật ý đồ bất lương giả thân thủ không bình thường, thậm chí so với binh vương tổ trên mặt nổi 120 tên thành viên đều phải tới cường hãn, dưới tình huống như vậy Ngô Quốc Thiên người thứ nhất nghĩ tới chính là Diệp Thần Phong. Chính như Ngô Quốc Thiên nói, Diệp Thần Phong thực lực bây giờ còn không đủ để làm được tại bất kỳ tình huống gì hạ đều bảo toàn Diệp gia, huống chi Diệp Thần Phong không hội vẫn ngây ngô ở kinh thành, nếu như tại Diệp gia nguy nan thời gian. Vừa vặn Diệp Thần Phong cũng không kịp gấp trở về, như vậy có binh vương tổ ở sau lưng chi chỉ cũng tuyệt đối có thể nhượng Diệp gia bình yên vô sự. Tại Diệp Thần Phong không có đạt được đăng phong tạo cực thực lực trước, tại Diệp Thần Phong không có mở rộng thế lực của mình trước, có binh vương tổ cái hứa hẹn này ngược lại cũng là tương đối khá, chỉ ít binh vương tổ tại nước Hoa có địa vị không giống bình thường, loại địa vị này cũng không phải chỉ cần thực lực cường hãn có thể có được, mà là nhiều năm như vậy tích lũy xuống nội tình. Bằng không Diệp Thần Phong một người là có thể quét ngang toàn bộ binh vương tổ trên mặt nổi thành viên, hắn còn cần Ngô Quốc Thiên cái hứa hẹn này sao? Chương 240, tiến nhập Thái Bình Sơn Mạch. Diệp Thần Phong suy tính 4-5 phút sau đó, vẫn là đáp ứng, dù sao bây giờ Diệp gia cần phải bảo vệ, mà Diệp Thần Phong cùng Diệp Đông Kiện trên cơ bản lại không ở kinh thành. Thần Phong, người thật quyết định muốn đi Thái Bình Sơn Mạch chính giữa giải quyết cái này bang ý đồ bất lương giả. Diệp Trấn Hồng lo lắng hỏi một câu, tuy rằng hắn biết mình người cháu này có tuyệt đối thực lực cường hãn, thế nhưng làm ra hắn trong lòng khó tránh khỏi hội lo lắng,
Dù sao bây giờ Diệp gia dòng chính giữa chỉ còn lại có Diệp Thần Phong cùng Diệp Đông Kiệt, nếu là Diệp Thần Phong lại xảy ra chút gì ngoài ý muốn lời nói, hắn khẳng định lại cũng chống đỡ không nổi nữa. Gia gia, ngài yên tâm đi, ta không phải là đi một chuyến Thái Bình Sơn Mạch mà. Không ra hai ngày thời gian ta nhất định sẽ bình an trở về. Diệp Thần Phong hoàn toàn không có đem cái này đương hồi sự tình, thì là đám kia ý đồ bất lương giả chỉnh thể thực lực so với binh vương tổ trên mặt nổi thành viên lợi hại hơn, đối với Diệp Thần Phong mà nói còn là có thể giải quyết. Đương nhiên Diệp Thần Phong tốt nhất là gặp phải một ít mạnh mẽ nhân vật, như vậy hắn là có thể đang cùng cường giả đối chiến chính giữa, dùng này để đạt tới để thăng thực lực mục đích. Gặp Diệp Thần Phong mình cũng nói như vậy, Diệp Trấn Hồng há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Diệp Thần Phong đáp ứng sau đó, Ngô Quốc Thiên tướng đám kia ý đồ bất lương giả thân phận hoàn chỉnh nói một lần. Đám kia ý đồ bất lương giả là huyết sát dung binh đoàn thành viên. Huyết sát dung binh đoàn tại quốc tế trên có hưởng đồ cầm danh hào, trong đó thành viên thực lực mỗi một người đều cường hãn không gì sánh được, bọn họ bất luận cái gì nhiệm vụ đều nhận, chỉ cần ngươi cấp đắc khởi giá là được. Lần này huyết sát dung binh đoàn thành viên tới nước Hoa đánh cắp văn kiện cơ mật, nhất định là bị trên thế giới những quốc gia khác giao phó. Dù sao toàn thế giới đối nước Hoa tồn tại địch ý quốc gia tỉnh không phải số ít. Mà lần này huyết sát dung binh đoàn tổng cộng xuất động 20 tên thành viên, căn cứ Ngô Quốc Thiên điều tra, cái này 20 tên thành viên là huyết sát đỉnh cấp lực lượng, xem ra lần này huyết sát là thu thuê làm giả một khoản xa xỉ thuê làm tiền ni. Bằng không huyết sát như thế nào sẽ phái ra cường đại như vậy đội hình tới. Ngô Quốc Thiên cũng đã phái ra 25 tên binh vương tổ thành viên đi trước Thái Bình Sơn Mạch. Tuy nói binh vương tổ trên mặt nổi thành viên có 120 tên, thế nhưng bây giờ xảy ra chuyện như vậy, ai ngờ có thể hay không có nữa ngoài ý muốn phát sinh ni. Còn dư lại binh vương tổ thành viên phải lưu thủ kinh thành, để phòng thỉnh thoảng chỉ cần. Với lại Ngô Quốc Thiên cũng để cho quân đội người phong tỏa Thái Bình Sơn Mạch mỗi cái nhập khẩu, bảo đảm huyết sát dung binh đoàn người không thể có thể thần không biết quỷ không hay thoát đi Thái Bình Sơn Mạch. Diệp Thần Phong nghe xong mặt bên đại thể tình huống sau, tại Ngô Quốc Thiên dưới sự an bài, lập tức đứng dậy đi hướng tới Thái Bình Sơn Mạch, nguyên bản Ngô Quốc Thiên còn muốn tại Diệp Thần Phong bên người an bài hai cái binh vương tổ thành viên. Kết quả bị Diệp Thần Phong cự tuyệt, chỉ nhượng Ngô Quốc Thiên bả hắn đưa đến Thái Bình Sơn Mạch thì tốt rồi. Thần Phong, tiến nhập Thái Bình Sơn Mạch sau, mong muốn ngươi có thể tìm được trước đã tiến nhập trong đó 25 tên binh vương tổ thành viên. Cũng không biết bọn họ hiện tại có phát hiện hay không huyết sát dung binh đoàn thành viên. Tại Diệp Thần Phong tiến nhập Thái Bình Sơn Mạch trước, Ngô Quốc Thiên còn cố ý dặn dò một phen, về phần Diệp Thần Phong nghe không có nghe vào sẽ không người biết. Ngô Quốc Thiên nhìn Diệp Thần Phong thân ảnh xông vào Thái Bình Sơn Mạch, tiêu thất tại tầm mắt của hắn ở giữa sau đó, hai mắt nhìn xa xa chạm bầu trời màu lam. Trong miệng không kiềm hãm được thở dài một hơi, Diệp Thần Phong, xem ra lần này có thể hay không giải quyết huyết sát dung binh đoàn, đoạt lại nước Hoa phần văn kiện cơ mật, cùng với cứu ra con tin Bạch Tuyết Linh. Mấu chốt là phải nhìn ngươi. Diệp Thần Phong khi tiến vào Thái Bình Sơn Mạch sau, tại một gốc cây khỏa chi phồn diệp tốt đại thụ trên cây khô toát ra tiến tới. Cái đó linh mẫn trình độ chút nào không thua gì trong rừng rậm hầu tử. Lần này hắn nguyên do đáp ứng Ngô Quốc Thiên thỉnh cầu, thuần túy chỉ là vì bây giờ Diệp gia lo lắng. Về phần bị ép buộc Bạch Tuyết Linh, hắn căn bản muốn đều không nghĩ tới. Trong cơ thể thất cấp linh hồn lực từ khuếch tán khai tới, từ linh hồn lực đột phá đến thất cấp sau đó, linh hồn lực nhập vào cơ thể mà ra bao trùm phạm vi càng rộng, với lại Diệp Thần Phong có thể dựa vào nhập vào cơ thể mà ra linh hồn lực cảm thụ được quanh mình tất cả. Như vậy dễ dàng cho hắn có thể tại trong khoảng thời gian ngắn tìm được huyết sát dung binh đoàn thành viên. Tại Diệp Thần Phong tiến nhập Thái Bình Sơn Mạch thời gian, binh vương tổ 25 tên thành viên đã tại diện tích Thái Bình Sơn Mạch chính giữa lục soát hơn canh giờ. Đương nhiên bọn họ cũng đều không phải lung tung tại trong dãy núi nơi tìm tòi. Dù sao có thể tiến nhập binh vương tổ, không chỉ có tự thân thực lực muốn đạt được binh vương tổ yêu cầu, còn có trên nhiều khía cạnh cũng đều muốn quá quan. Đại diện tích tìm tòi địch nhân hành tung chính là trong đó nhất định phải nắm giữ cùng lúc. Tại chúng ta tiến nhập Thái Bình Sơn Mạch thời gian, thống soái nói sẽ đi tìm Diệp Thần Phong tới giúp một tay, theo ta thấy phải giải quyết huyết sát dung binh đoàn những người đó, lấy thực lực của chúng ta tự đặc biệt vậy là đủ rồi. Đúng vậy, ta cũng không tin huyết sát thành viên thực lực còn có thể so với chúng ta cường hãn hơn, căn bản là không cần phải thỉnh Diệp Thần Phong tới tương trợ mà. Kinh qua vài canh giờ tìm tòi không có kết quả sau,
vài tên binh vương tổ thành viên bắt đầu thầm thì lẩm bẩm lên, tuy rằng lần trước Diệp Thần Phong quét ngang bọn họ, để cho bọn họ đối Diệp Thần Phong sinh ra sùng kính, thế nhưng mấy trăm tên binh vương tổ thành viên bị Diệp Thần Phong một người cấp lược đảo, những này binh vương tổ thành viên trong lòng luôn luôn hội cảm giác không thế nào thoải mái. Tốt, các ngươi không muốn lại thầm thì lẩm bẩm, chúng ta chỉ phải hoàn thành thống soái an bài nhiệm vụ thì tốt rồi, về phần thống soái sẽ đi hay không tìm Diệp Thần Phong tương trợ. Cái này không phải chúng ta có thể nghị luận. Nói chuyện là binh vương tổ trên mặt nổi trong thành viên thực lực cường hãn nhất Triệu Phi, cũng chính là lần trước tại binh vương căn cứ một cước bị Diệp Thần Phong đá bay người nọ, hắn là nhiệm vụ lần này đội trưởng. Mà đứng tại Triệu Phi bên cạnh một gã nam nhân rõ ràng là Vương Lực, hắn là chấp hành nhiệm vụ lần này đội phó. Triệu Phi nói rất đúng, chúng ta còn là mau chóng tìm được huyết sát dung binh đoàn người đi. Nếu như các ngươi không muốn Diệp Thần Phong đến đây tương trợ, chúng ta tại trước khi hắn tới giải quyết xong huyết sát dung binh đoàn không phải tốt mà. Vương Lực mở miệng nói rằng, nhưng mà hắn trong lòng có lo lắng mơ hồ, khi tiến vào Thái Bình Sơn Mạch trước, thống soái Ngô Quốc Thiên cũng đã có nói, lần này đến đây nước Hoa huyết sát dung binh đoàn thành viên, khả năng thực lực một điểm đều không bằng binh vương tổ thành viên yếu. Muốn là thật như Ngô Quốc Thiên nói như vậy lần này nhiệm vụ thật đúng là thẳng mơ hồ ni. Tại Diệp Thần Phong cùng binh vương tổ 25 tên thành viên từng người tìm tòi huyết sát dung binh đoàn thành viên thời gian. Thái Bình Sơn Mạch chính giữa một chỗ tương đối ẩn núp địa phương. 20 tên màu da khác nhau to tráng nam người vây ở cùng nơi huyên thuyên, tại bên cạnh bọn họ còn có một tên bị sợi dây trói chặt cử động, trong miệng bị lấp một khối vải trắng nữ nhân trẻ tuổi, trên mặt nữ nhân tràn đầy hốt hoảng thần sắc, tuyệt vời thân thể không ngừng xoay động, nỗ lực muốn tránh thoát sợi dây trên người. Nhưng mà nàng làm tất cả dãy giụa đều là đồ lao vô công mà thôi. Cái nhĩ, lần này chúng ta phải ly khai nước Hoa đoán chừng là rất khó, ta xem nữ nhân này vóc người như thế tốt, bằng không trước hết để cho ta thoải mái thượng nhất thoải mái, thế nào? Nói chuyện là một gã tướng mạo thập phần hèn mọn người da đen, mắt thỉnh thoảng hướng tới bị sợi dây trói chặt cử động Bạch Tuyết Linh trên người nhìn. Bị gọi là cái nhĩ là một gã thân thể to tráng bạch nhân. Trên người bạo tạc tính bắp thịt của tuyệt đối là những phổ thông người nhìn xem thế là đủ rồi, tên nam tử này người là 20 tên huyết sát dung binh đoàn thành viên thủ lĩnh. Nghe vậy, cái nhĩ nhìn thoáng qua bị sợi dây cột Bạch Tuyết Linh, bất kể là Bạch Tuyết Linh vóc người còn là tướng mạo đều là làm cho nam nhân chảy nước miếng, cái nhĩ xoay xoay cái cổ, đáp trả tên tướng mạo hèn mọn người da đen, tạp nhĩ, nếu tên này nữ nhân bị chúng ta bắt cóc làm con tin, như vậy chúng ta khẳng định không có lý do gì thả nàng. Nghe nói nàng còn là kinh thành đại gia tộc chính giữa tiểu thư ni. Nhìn bộ dáng của nàng còn không có kinh qua nam nhân lễ rửa tội ni. Đằng đến buổi tối chúng ta mỗi người trước hưởng thụ một phen, về phần có thể hay không đủ bình an ly khai nước Hoa, là chuyện về sau. Huyết sát dung binh đoàn thành viên bình thường hội chấp hành nguy hiểm không gì sánh được nhiệm vụ, huống chi ở đây cái này 20 tên thành viên là huyết sát chính giữa đỉnh cấp lực lượng, bọn họ từ trước trải qua nguy hiểm nhiều đi. Cho nên ở vào thời điểm này, bọn họ trong lòng chỉ là có một chút không phải việc quan trọng lo lắng mà thôi. Đang nghe cái nhĩ lời nói sau, không chỉ tướng mạo hèn mọn người da đen tạp nhĩ, còn lại huyết sát dung binh đoàn thành viên cũng sôi nổi đưa mắt ngưng lại tại Bạch Tuyết Linh trên người. Đối với bọn hắn mà nói nữ nhân chính là cho bọn họ cung cấp phát tiết công cụ, mà trước mặt cái này phát tiết công cụ có vẻ như còn thẳng hoàn mỹ, xem ra đêm nay bọn họ có thể tại Thái Bình Sơn Mạch vượt qua tuyệt vời một đêm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 12.